hướng nhu, cậu có dành nhất định phải đến đế đô chơi nhé. Tớ sẽ mời cậu ăn vịt nướng rồi cùng nhau đi leo trường thành. Trương Hân duỗi tay ôm hàn hướng nhu, trong mắt tràn đầy không tha. Hàn hướng nhu vỗ vỗ mái tóc của Trương Hân rồi lôi ra một lá bùa đưa cho cô bạn, cầm cái này đi. Chờ đến sang năm tớ sẽ gửi lá bùa mới cho các cậu. Đi đường cẩn thận nhé. Trương Hân trịnh trọng cầm lá bùa nhét vào trong túi đeo bên người, vẫy vẫy tay với hàn hướng nhu xong rồi xoay người lên xe lửa hàn hướng nhu trở lại trường học lúc này trường học thật trống trải sau khi thi xong các đàn em đều gấp gáp trở về nhà nghỉ hè còn sinh viên tốt nghiệp như bọn họ cũng lục tục rời trường nằm yên trong ký túc xá hàn hướng nhu thở dài đầy mất mát nếu có thể không phải tốt nghiệp thì tốt quá cảm giác chia ly với bản thân quả thực quá khó chịu trời dần dần phủ lên tấm màn đen cả ký túc xá cũng tối lại. Chỉ có cửa sổ ký túc xá phòng 418 là sáng đèn, ở trong đêm đen thấy rất rõ. Đang ngồi chat với bạn cùng phòng trên WeChat, bụng của Hàn Hướng Nhu vang lên hai tiếng lộc cộc. Cô bò dậy khỏi giường rồi kéo ra ngăn kéo lấy gói mì ăn liền đi ngâm nước nóng. Rất nhanh đã có mùi hương đặc trưng của mì ăn liền bay lên từ bát mì. Hàn Hướng Nhu đang lục lọi tìm dưa muối thì bỗng nhiên cửa ký túc xá vang lên tiếng kéo kẹt. Hàn hướng nhu quay đầu nhìn thoáng qua. Ngoài cửa tối om thoạt nhìn vô cùng thấm người. Cô nhíu mày đi ra ngoài. Không biết đèn hành lang hỏng rồi hay chưa mở mà cả dãy tối tăm. Chỉ có phòng 418 lộ ra chút ánh sáng yếu ớt. Mắt nhìn hành lang tối om. Hàn hướng nhu không có biểu hiện gì xoay người trở về phòng thì bỗng nhiên có một cơn gió thổi tới. Cửa ký túc xá đóng phịch một tiếng. Khóa cửa lại để hàn hướng nhu đứng ngoài cửa phòng. Nhìn cửa phòng khóa chặt, ngón tay trắng nõn của hàn hướng nhu cuộn lên nắm thành nắm đấm nện lên cửa kêu một tiếng phịch cửa phòng không chút sứt mẻ gì mở ra ngay lập tức hàn hướng nhu mới ra khỏi phòng có nửa phút thế mà chỉ trong chốc lát phòng ký túc vốn trình tề sạch sẽ giờ như bãi chiến trường vốn dĩ sách giáo khoa được xếp gọn gàng ngay ngắn trên bàn hiện tại bị quăng khắp nơi mỗi chỗ một ít thậm chí trong đó có một quyển bị xé tan nát làm cho dưới nền nhà đều có vụn giấy lạnh người nhất chính là trên vách tường trắng tinh in những dấu tay có đen có đỏ như máu, đập vào mắt khiến người ta lạnh sống lưng. Sau khi hàn hướng nhu nghiến răng nghiến lợi xong, mặt không biểu tình đi vào, nữ quỷ kinh ngạc khi nghe thấy tiếng động bèn quay đầu lại không dám tin nhìn hàn hướng nhu. Đây là lần thứ hai cô chơi trò đùa dai. Lần trước cô nháo quỷ ở trong trường đại học của thành phố kế bên dọa nữ sinh khu ký túc xá chạy chối chết. Lần này nữ sinh kia sao lớn gan như vậy, thế mà dám đi vào. Trong khi nữ quỷ đang kinh ngạc thì Hàn Hướng Nhu nhanh chóng khóa cửa phòng ký túc lại. Cô không thèm để ý đến bóng đèn sáng tối. Cũng không thèm nhìn rèm cửa sổ bay múa trong gió mà từng bước dẫm lên giấy trắng trên sàn đi đến giá sách. Trên mặt mang theo nụ cười u ám nặng nề. Cô sẽ sách của tôi. Còn ăn mì ăn liền của tôi. Mặt Hàn Hướng Nhu xanh mét nhìn bát mì không còn chút mùi nào. Cô làm quỷ chưa được bao lâu nhưng gan quỷ lại không nhỏ nhì nữ quỷ bị khí tràng của hàn hướng nhu dọa sợ nên không khỏi lùi lại hai bước làn váy dài quét lên bát mì cả bát nước mì đều đổ hết lên giường của hàn hướng nhu nháy mắt nữ quỷ cảm giác được độ ấm trong phòng giảm xuống lạnh hơn lạnh như hầm băng vậy nhận thấy được nguy cơ quỷ khí trên người nữ quỷ tăng hơn nhiều cô ta ngẩng đầu biến ra mặt quỷ đầu lưỡi thò ra ngoài rủ xuống dài đến ba thước thất khiếu bắt đầu đổ máu tóc bay lên như muốn cuốn lấy cổ của Hàn Hướng Nhu. Thước, một thước bằng 33 cm thất khiếu, bảy lỗ gồm hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi và miệng. Hàn Hướng Nhu nhìn thoáng qua đầu lưỡi trên khăn trải giường và sàn nhà đầy máu không khỏi cười lạnh ra tiếng, thật tốt. Cô có lá gan lớn đấy. Hàn Hướng Nhu tiến lên một bước, duỗi tay ra tóm lấy cổ nữ quỷ rồi lôi cô tạt từ trên giường xuống, sau đó ấn lên nền nhà nắm tay trắng nón vung mạnh xuống. Tuy rằng nữ quỷ mới thành quỷ không được bao lâu nhưng phiêu đã qua mấy tỉnh thành thì cũng được coi là quỷ có kiến thức. Còn việc bị ấn trên sàn rồi bị đánh như vậy là lần đầu tiên gặp phải. Không kịp phản kháng đã bị đánh đến mức gào to ai ôi ai ôi. Hàn hướng nhu nhìn chiếc khăn trải giường mình thích nhất thì bị hỏng. Bát mì cực cực khổ khổ ngâm thì bị ăn. Phòng ký túc sạch sẽ lại bị phá hoại tức khắc trong lòng cô tràn ngập phẫn nộ không chỗ xả nên xuống tay không để ý nặng nhẹ. Hai đấm hạ xuống người nữ quỷ cũng tiêu tán quỷ khí hơn phân nửa. Thân thể hơi dần trong suốt. Nũ quỷ bị dọa run bần bật. Giọng nói mang theo nức nở khóc. Lão đại. Tôi sai rồi. Cầu xin cô không đánh nữa. Cô mà đánh tiếp thì tôi hồn phi phách tán mất. Hàn hướng nhu thấy cô ta chảy huyết lệ liền ghét bỏ chừng mắt lướt cô ta một cái. Ngừng chảy nước mắt lại cho tôi. Tiếng khóc hoa hoa của nữ quỷ lập tức đổi làn điệu, cố gắng thu tiếng khóc lại. Hàn hướng nhu nhìn đống bầy bừa trong phòng cứ có cảm giác đầu muốn to ra. duỗi tay chỉ vào nữ quỷ, cô dọn dẹp phòng ký túc của tôi cho sạch vào. Cô tiếp tục chỉ vào vách tường, mấy cái dấu trên tường cũng lau khô cho tôi. Chỉ tiếp trên mặt sàn, lau sạch sàn nhà không được dính một hạt bụi. Cuối cùng ngón tay của hàn hướng nhu dừng lại trên đệm. Lại bắt đầu nghiến răng, lau sạch theo lời tôi, ga giường cũng phải tẩy sạch như mới cho tôi. Nữ quỷ rụt rụt cái cổ, hơi ấm ức nhìn hàn hướng nhu, nhưng tôi không có rẻ lau. Hàn hướng nhu duỗi tay kéo chiếc váy dài của nữ quỷ xuống một nửa. Hai tay xé rách váy thành hai đoạn rồi ném vào ngực nửa quỷ. Hai miếng rẻ lau. Một miếng lau tường, một miếng lau sàn. Nữ quỷ nhìn cẳng chân và đầu gối lộ ra của mình. Nước mắt lại trào ra quanh viền mắt. Thành quỷ sao mà khó thế này? Nhìn quanh thân hàn hướng nhu tản ra hơi thở tôi rất tức giận nên nữ quỷ không dám lên tiếng. Chỉ dám thành thành thật thật bỏ lên tường lau sạch dấu. Tay mình cẩn thận lưu lại. Hàn hướng nhu mang bát mì ở trên bàn ném vào thùng rác. Lất bát khác úp mì. Lấy một túi cải bao và hai túi trứng kho trong ngăn tủ. Sắc mặt lúc này mới đẹp hơn nhiều. Mì ngâm nhanh chín. Sau khi hàn hướng nhu cúi đầu xì sụp ăn xong cả bát mì liền lấy trứng kho cắn một miếng sau bao nỗ lực làm vách tường khôi phục nguyên trạng. Nữ quỷ định thở vào nhẹ nhõm thì cúi đầu nhìn đến sàn nhà một đống hỗn độn, đành phải nuốt nghẹn một hơi vào bụng. Trên mặt đất sao nhiều giấy nhiều máu thế này? Nữ quỷ hối hận chết đi được, sao mình ngửa tay vậy chứ? Xé sách làm cái gì? Để máu lại làm cái gì? Nháo quỷ làm cái gì? Thở dài đầy yêu thương, Nữ quỷ liếc nhìn hàn hướng nhu một cái thì phát hiện cô không phản ứng mình nên đành ủ rũ cục đuôi bò từ trên tường xuống chịu thương chịu khó quét rác. Chờ đến khi nữ quỷ quét dọn sạch sẽ sàn nhà, hàn hướng nhu mới có tâm tình nói chuyện phiếm với cô ta, cô chết được bao lâu, sao không đi đầu thai. Nữ quỷ nỗ lực nuốt nước miếng chịu đựng mùi trứng kho, hơn một tháng rồi. Lúc chết tôi nhớ tới mối tình đầu nên không đợi quỷ sai tới đưa tôi đi thì tôi đã chạy rồi. Đầu óc chỉ biết đến yêu với đương. Hàn hướng nhu cười nhạo một tiếng rồi cắn miếng trứng kho. Vậy cô nhìn thấy mối tình đầu chưa? Thấy rồi. Nữ quỷ thở dài đầy mất mát, không nghĩ tới chúng tôi chia tay mới ba năm thôi mà đầu anh ta đã chọc. Phải biết rằng nếu biết anh ta biến thành bộ dáng quái dị này thì tôi đã sớm đi cùng quỷ sai rồi. Quả thực hù chết quỷ. Hàn hướng nhu không nhịn được phun cả trứng gà trong miệng ra, cho nên sau khi cô đây thất tình mới đi trả thù xã hội. Nữ quỷ ấy náy cúi thấp đầu, tâm tình buồn bực nên tôi mới dở trò đùa dai một chút. Cũng không dám tổn thương người khác. Cô ta vươn một ngón tay ra cẩn thận nhìn sắc mặt hàn hướng nhu. Tôi chỉ dọa có một người thôi. Dừng một chút lại bổ sung thêm. Hôm nay đây là lần thứ hai. Hàn hướng nhu thu dọn bàn sạch sẽ rồi lấy khăn giấy lau miệng. Bởi vì chuyện này mà cô bỏ lỡ cơ hội. Để mặc đi địa phủ đúng là mệt. Nếu như bị quỷ sai bắt được bị phạt là không tránh khỏi. Phạt cũng đành chịu ai bảo lúc đó tôi chạy nhanh như vậy chứ thần sắc nữ quỷ ai oán trong lòng vẫn hơi tức giận bất bình cô nói xem sao anh ta lại chọc chứ điều này chẳng phải là phá hư ký ức tốt đẹp về mối tình đầu rồi sao hàn hướng nhu không có hứng thú với đầu chọc hay không chọc của anh chàng đó chút nào cô để ý đến công đức sắp tới tay mình vo viên khăn giấy rồi ném vào thùng rác cách mình một mét khuôn mặt hàn hướng nhu mỉm cười hiền lành linh hồn của cô còn tính là sạch sẽ sinh thời không làm chuyện xấu sau khi chết cũng không dính mạng người tôi có thể thuận tiện mở cửa đưa cô đi địa phủ báo tin thật sự nữ quỷ kích động đứng thẳng dậy vậy hiện tại lão đại đưa tôi đi địa phủ luôn sao hàn hương nhu uống ngụm trà hoa mở quỷ môn mà chỉ đưa được một quỷ mua bán này thua thiệt quá cô chờ một lát tôi tìm mấy con quỷ cùng nhau đưa đi còn có thể tích chút công đức Hàn hướng nhũ buông chén trà chỉ vào toilet, cô lau xong cũng đừng nhàn rỗi. Cầm chiếu và ga giường vào toilet đánh rửa sạch sẽ cho tôi. Thuận tiện cọ rửa WC luôn thể. Nữ quỷ bê chiếu trên đầu giường ủ rũ cục đuôi bay vào toilet. Nhớ tới bản thân phải chịu ấm ức là nước mắt rơi xuống lạch cạch. Còn không phải là sau khi chết muốn nhìn lại bạn trai cũ anh Tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong sao. Ai ngờ bạn trai cũ chọc đầu không nói chính mình còn bị lão đại bắt giặt ga giường cọ rửa VKC. Nữ quỷ cảm thấy không có quỷ nào thảm hại hơn mình. Nữ quỷ thở dài, vén tay áo lên thở hổn hển giặt ga giường. Đang làm việc thì bỗng nhiên âm khí dễ ngửi ù vào từ khe cửa. Nữ quỷ nuốt nước bọt, đôi mắt trợn tròn lên, mùi hương thơm quá. Muốn ăn lắm rồi. Cô lướt đến lén mở cửa VKC muốn nhìn xem lão đại đang ăn cái gì mà mùi thơm như thế. Nhưng nữ quỷ ghé lên cửa ngó trái ngó phải cũng không phát hiện đồ ăn ở đâu. Lúc không hiểu ra sao thì mùi hương càng nồng nặc. Trong nháy mắt nữ quỷ hiểu được hóa ra mùi hương này. Toát ra từ trên người lão đại. Nữ quỷ là tân quỷ nên không hiểu chuyện về âm phù nhưng bản năng nói cho cô nếu ăn cái người tản ra âm khí đó cô có thể lợi hại hơn. Nữ quỷ nuốt nuốt nước miếng. Tuy thèm ăn lắm nhưng cô nhớ tới nắm đấm của lão đại nện trên người mình liền thành thật xúc cổ không dám động cô rất hiểu năng lực của bản thân. nếu cô dám can đảm đi ra ngoài, chỉ sợ chưa há được mồm đã bị lão đại nện thành bánh quỷ. loại mỹ thực này cô thật không có dũng khí ăn. cô không dám ăn không có nghĩa là các con quỷ khác không dám ăn. từng đợt âm phong nhanh chóng dâng lên. từng con quỷ từ cửa sổ bay vào nhanh chóng nhồi đầy phòng ký túc nhỏ này. hàn hướng nhu đến số lượng quỷ trong phòng rồi cười vừa lòng, tùy tay đóng lại cửa sổ rồi dán lá bùa lên. quỷ tới rất nhiều nhà hàn hướng nhu thu âm khi trên người lại. Lộ ra ánh sáng công đức muốn làm mù mắt người, nghe nói các người đều nghĩ muốn ăn tôi. Nữ quỷ nghẹn họng nhìn chân chối, đi siêu sinh đây. Lão đại, cô đây là muốn ăn vạ nhà. Hắc tỉnh Đa Sơn có rừng rậm nguyên thủ chiếm diện tích rộng lớn, cũng có núi non vĩ ngạn, lớn lớn bé bé không biết nhiều mức nào. Ở một trấn nhỏ tên là Lâm Thành cũng có một ngọn núi cao. Dân bản xứ đều gọi là thần tiên lĩnh. Sở dĩ lấy tên thần tiên lĩnh là vì theo truyền thuyết ngàn năm trước nơi này có một nhóm tiên nhân đến ở. Bọn họ có thể đi mây về gió, vẽ buồn niệm chú, bắt quỷ hàng yêu, có thể tính trước việc thiên hạ. Cũng không biết có phải vì bọn họ lộ thiên cơ quá nhiều nên bị thần phạt hay không mà những tiên nhân đó dần dần biến mất. Chỉ để lại những truyền thuyết cổ quái hiếm lạ. Đi mây về gió, bản con vớt là hành vân bố vũ. Nơi đây là quê nhà của Hàn Hướng Nhu hướng nhu à. Sau khi con trở về cạnh cha mẹ cũng đừng chỉ lo bắt quỷ tích góp công đức. Còn phải đi làm bằng không không tìm được đối tượng đâu. Ông lão Hàn gấp đùi gà hầm bỏ vào bát của Hàn hướng nhu. Cứ lại nhảy dặn dò cô. Hàn hướng nhu dùng đũa xé miếng thịt mềm nhất trên đùi gà để vào bát của ông lão Hàn. Có tìm được bạn trai hay không không sao cả. Kết bạn quan trọng hơn. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhưng tâm tư đơn thuần của cháu gái. Ông lão Hàn hơi lo lắng trừ việc kết bạn ra con không có mục tiêu nào khác có chứ hàn hướng nhu cắn miếng đùi gà con còn phải kiếm nhiều tiền chấn hưng thiên nhất phái của chúng ta mà cô gắp nấm bỏ vào miệng nói với vẻ không chút để ý ông nội ông nói nếu muốn thiên nhất phái của chúng ta phục hồi như cú tốn hết bao nhiêu tiền cả đời ông lão hàn ngay cả ăn uống đều tự cấp tự túc đối với tiền không có quá nhiều khái niệm nhưng ông hiểu rõ ở trước mặt cháu gái không thể lộ ra mình không biết gì nên nói với vẻ mặt thờ ờ việc này đương nhiên là không ít rồi con có thể ấn định trước mục tiêu nhỏ như kiếm được một trăm triệu nấm hương trong miệng hàn hướng nhu rơi xuống hóa ra cần nhiều tiền như vậy sao lão tổ môn phái không lưu bảo tàng nào hết vậy lập tức hàn hướng nhu nuốt không trôi quả thực hố đổ tôn nhà một trăm triệu muốn kiếm thế nào đây ông lão hàn không biết tâm sự của cháu gái sau khi ăn xong vội vàng thúc giục Hàn Hướng Nhu về phòng chuẩn bị hành lý. Kỳ thật là không có gì để sắp xếp, hành lý mới mang về còn chưa mở ra đâu. Hàn Hướng Nhu lôi hành lý đựng quần áo ra rồi đem công cụ với bùa của mình và kính bát quái nhét vào cặp sách đeo trên lưng. Ông lão Hàn ngồi trong viện nhìn thấy Hàn Hướng Nhu đi ra liền đứng lên, đi thôi. Đi từ đường dập đầu cho lão tổ. Nói mục tiêu to lớn của con cho lão tổ nghe nhé. Là rất to lớn, trong lòng hàn hướng nhu cực kỳ hối hận. Phải biết rằng trùng kiến thiên nhất phái cần nhiều tiền như vậy thì đợt trước thần thức của lão tổ hiện ra truyền thừa môn phái và chấn phái chi bảo cho mình thì cái gì mình cũng phải từ chối chứ. Hàn hướng nhu ủ rũ cục đuôi đi theo sau ông lão hàn. Hai người đi được một km thì cuối cùng cũng tới cửa từ đường thiên nhất phái. Thần tiên thôn hiện tại chính là địa chỉ cũ của thiên nhất phái. Thiên nhất phái trải qua hàng ngàn năm. Kiến trúc khí phái huy hoàng ban đầu đã không còn nữa chỉ còn lại từ đương cú nát nhìn hơi cổ xưa ông lão hàn mang theo cháu gái vào từ đường trước tiên ông dâng hương lên đài đang bày các linh bài dày đặc rồi lui sang một bên nhìn cháu gái mình quỳ gối trên đệm hương bồ hàn hướng nhu dập đầu lại ba lần vẻ mặt đưa đám nhìn bài vị lão tổ hàn tĩnh tu khai sơn thiên nhất phái được đặt trên cùng lão tổ ông nội của con nói trùng kiến thiên nhất phái cần một trăm triệu có lẽ ngài không biết được hiện giờ tiền khó kiếm lắm. Hay việc này thương lượng lại được không? Bài vị trên cùng bỗng nhiên lay động dữ dội. Hàn hướng nhu sợ nó rơi xuống nện trên đầu mình vội vàng không ngừng sửa miệng. Ý con là trùng kiến thiên nhất phái xa xa không thể biểu đạt hết kính ý của con đối với sư tổ. Con lập chí kiếm hẳn 200 triệu đem thiên nhất phái trùng kiến thành thiên nhất phái plus. Dường như lão tổ thực vừa lòng với lời hứa hẹn này. Linh bài tức thì an tĩnh vững vàng đứng trên đài. Hàn hướng nhu lau mồ hôi trên đầu, vẻ mặt đưa đám đứng dậy khỏi đệm hương bồ. Hận không thể cho mình một cái tát, cho mày khoe khoang. Cái miệng lại nói thêm một trăm triệu. Không biết lúc còn sống có kiếm được nhiều tiền như vậy không nữa. Hàn hướng nhu cảm thấy nếu mình đến chết không tu kiến thành thiên nhất phái blood. Chờ đến kiếp sau phòng trừng còn bị lão tổ tóm lấy trả nợ. Quả thực là quá bẫy đồ tôn. Hàn hướng nhu có bắt tự thể chất thuần âm vừa sinh ra là bắt đầu có bệnh nhẹ bệnh nặng không ngừng buổi tối chưa từng có lúc nào ngủ được thường xuyên khóc nỉ non cả ngày lẫn đêm khiến hàn bình an và lưu thục cầm buồn lo không có cách nào sợ rằng không nuôi sống được đứa con gái này trong lúc hai vợ chồng hết cách xoay sở ông lão hàn vốn ở thâm sơn cùng cốc cách mấy ngàn dặm đột nhiên tới câu đầu tiên khi vào nhà là con bé này có thể chất thuần âm dễ chọc tới cô hồn giá quỷ nếu nuôi bên cạnh hai con thì không đến nửa năm con bé sẽ chết. Trong nhà cũng chỉ có cha là có thể che chở con bé bình an lớn. Lên. Bát tự hay còn gọi là tứ trụ là một bộ môn nghiên cứu về mệnh lý, bắt nguồn từ thời cổ Trung Quốc. Được biết bát tự dựa vào tứ trụ giờ, ngày tháng năm sinh để luận đoán về cuộc đời của một người từ khi sinh ra cho đến khi qua đời. Bát tự thuần âm tứ trụ thuần âm nghĩa là chỉ toàn âm sẽ không thể sản sinh ra thứ khác và phát triển được. Ngoài ra trong mệnh lý học còn có câu nói cô âm bất trường chính là dùng để ám chỉ bát tự thuần âm. Người có bát tự thuần âm thường thích những chỗ thanh tịnh không tham sân si. Người của bát tự này sẽ quanh năm tay chân giá lạnh nhưng bù lại giác quan thứ sáu nhẹ bén. Người thuộc bát tự này cả nam và nữ thường có ngoại hình ưa nhìn xinh đẹp, nhu mì. Ngoài ra người có bát tự thuần âm cũng là người có cơ duyên rất lớn với tôn giáo, huyền học, thuật số đồng thời cũng là người dễ bị tác động bởi những câu chuyện linh dị về ma quỷ, thần tiên, đức Phật. Đối với cha giả cứ thần thần đạo đạo, vẻ mặt Hàn Bình An cực chẳng đã, cha, sao cha còn lừa cả người nhà nữa thế? Có phải ở quê công việc xem phong thủy không được tốt lắm đúng không cha? Ông lão Hàn vừa nghe thấy thế liền nổi giận, nhãi danh. Nếu không phải mày là con trai của cha thì mày cho rằng cha muốn chạy từ xa tế hà, từ đường môn phái chúng ta còn không có người trông coi đâu. Hai vợ chồng đều không quá tin mấy thứ này. Ông lão hàn lười phí miệng lưỡi cùng hai vợ chồng nên trực tiếp lấy ra lá bùa tử trong lồng ngực rồi dán lên chán cô cháu gái. Ban đầu hàn hướng nhu đang khóc thút thít không ngừng lập tức nín lại. Ngáp một cái rồi ngủ luôn. Ông lão hàn dùng thực lực chứng minh thủ đoạn thần thần đạo đạo của mình có tác dụng thật. Nhưng hàn bình an vẫn bán tín bán nghi như cũ. Cảm thấy có khả năng là trùng hợp thôi. Lưu Thục Cầm nhìn con gái từ khi sinh đến giờ mới có lần đầu tiên được ngủ ngon. Cuối cùng vẫn quyết định đưa Hàn Hướng Nhu giao cho ông Lão Hàn. Tuy rằng vẫn luyến tiếc xa con gái nhưng Lão Gia Tử thật sự có thể giữ được mạng của đứa bé. Vì thế, Hàn Hướng Nhu mới được có 6 tháng liền rời xa gia đình đi cùng ông Lão Hàn tới thần tiên lĩnh. Sau này số lần về nhà ít ỏi không có mấy. Hai vợ chồng Hàn Bình An vừa ấy náy lại đau lòng Hàn Hướng Nhu, Đặc biệt là mấy năm nay Lưu Thục Cầm càng hay ảo não, cảm thấy lúc mình sinh con không xem hoàng lịch, nếu biết trước thì đã sinh mổ, nói không chừng con gái mình sẽ không có thể chất như vậy. Hiện giờ Hàn Hướng Nhu tốt nghiệp xong đại học rốt cuộc cũng được về nhà. Mỗi ngày Lưu Thục Cầm đều đến ngón tay tính ngày, ngày ngày ngóng trông con gái yêu về nhà sớm. Hàn Hướng Nhu vừa xuống máy bay liền nhìn thấy cha mẹ và anh trai đứng ở cổng đón máy bay chờ mình. Lập tức cô kéo vali chạy vội tới cha mẹ, anh trai, sao mọi người lại tới đây? Con tự mình gọi xe về là được mà. Sao làm thế được? Con gái yêu của mẹ xinh đẹp như vậy nếu bị tài xế dụ dỗ chạy mất thì phải làm sao? Lưu Thục cầm đau lòng ôm lấy hàng hướng nhu. Sao đeo ba lô to như vậy? Có nặng hay không? Để anh con đeo cho. Hàn Thịnh Vĩ nhìn thoáng qua áo sơ mi không vết nhăn nào trên người đành nhận mệnh lấy ba lô trong tay hàn hướng nhu đeo trên lưng mình còn rất tự giác cầm vali trong tay Hàn Hướng Nhu kéo giúp. Hàn Hướng Nhu cười hì hì với anh trai, anh, cảm ơn anh nhé. Nhưng mà, sau khi cô nhìn tướng mạo của Hàn Thinh Vĩ thì nhíu mày lại, anh, gần đây hoa đào của anh hơi vượng đấy, còn là một đóa hoa đào nát. Cô cúi đầu lấy ra lá bùa từ trong túi đưa cho Hàn Thịnh Vĩ, cho anh lá bùa chắn hoa đào này. Đây chính là em tự tay vẽ. Hàn Thịnh Vĩ hơi bất đắc dĩ nhìn cô, em học được điệu bộ của ông cũng ra dáng đấy. Ban đầu Lưu Thục Cầm cũng không tin, nhưng nhìn thấy con gái vốn nửa sống nửa chết sau khi về quê không những không sinh bệnh bao giờ mà còn bình an lớn lên nên bắt đầu tin tưởng mấy chuyện huyền học này. Lúc này liền mắng cậu con trai một câu, đừng nói hưu nói vượn, ông nội con linh nghiệm lắm. Hàn Thịnh Vĩ lắc đầu cười nhưng vẫn cầm lá bùa bò vào túi quần. Nhắc tới ông già nhà mình, Hàn Bình An, không khỏi hỏi con gái, ông nội con vẫn không chịu xuống núi dưỡng lão sao ông nói ông làm trưởng môn thiên nhất phái cần trông coi từ đường không thể xuống núi hàn hướng nhu chính thức giải thích hơn nữa ông nói thần tiên lĩnh có núi đẹp nước mát trong không khí trong lành sống ở đó trường thọ ông không muốn đến lâm hải vì ngại nơi này không thanh tịnh hàn thịnh vĩ vừa nghe liền vui vẻ em này anh hỏi em một chút thiên nhất phái có phải chỉ có một người là ông chúng ta đúng không nói bừa, là hai người. Hàn hướng nhu chỉ vào mũi của mình, em cũng thuộc thiên nhất phái, tương lai còn làm trưởng môn đấy. Hàn thịnh vĩ không nhịn được cười ha hà, chủ yếu là môn phái của em cũng không có người nào khác tranh vị trí trưởng môn đâu. Hàn hướng nhu thấy anh trai cười nhạo môn phái của mình xuống dốc bèn tức giận biện giải. Thiên nhất phái yêu cầu thiên phú của đệ tử rất cao. Anh xem cha một chút thiên phú cũng không có nên ông mới không dạy cha cái gì. Cô lại nhìn Hàn Thịnh Vĩ, lắc đầu nói với vẻ mặt ghét bò thiên phú của anh mạnh hơn cha một chút nhưng không xuất chúng cũng không vào môn phái của em được hàn thịnh vĩ xìm một tiếng rồi cười hàn bình an nằm cũng trúng đạn xấu hổ sở mũi ông không quá tin tưởng mấy cái đồ chơi đó quỷ thần cái gì trước giờ chưa thấy lần nào đến nỗi con gái về quê cơ thể tốt lên chắc cũng là do non nước ở thần tiên lĩnh dưỡng được người mà thôi nhưng hàn bình an biết rõ không thể tranh cãi với con gái về vấn đề này được dù sao chỉ cần con gái vui vẻ thì con gái nói gì đều được. Hàn Thịnh Vĩ nhận được ánh mắt đầy uy hiếp của cha già nên không trêu bực em gái nữa. Vui vẻ hớn hở vuốt mái tóc dài của Hàn Hướng Nhu, chờ đến khi ông chúng ta đem vị trí trưởng môn truyền cho em. Anh sẽ mua pháo chúc mừng, lại quyên góp tiền xây nhà cho em. Không thể để môn phái có tên nhưng chỗ dừng chân cũng không có chứ. Đôi mắt Hàn Hướng Nhu sáng quắc, quay người túm chặt tay của Hàn Thịnh Vĩ, anh có thể quyên góp 200 triệu. Sao? Chân hàn thịnh vĩ mềm nhún suýt chút nữa quỳ xuống dưới chân em gái. Em đây là đang giật tiền hà. Thật đúng là em gái ruột của mình nha. Điều kiện kinh tế của nhà họ hàn không tồi. Nhớ năm đó cha hàn mới có mười mấy tuổi đã ra ngoài lang bạt. Vừa đúng thời cơ tốt đuổi kịp chính sách nên phát tài. Về sau ông lại mở một công ty mậu dịch. Tuy quy mô không lớn nhưng hiệu quả và lợi ích vẫn luôn khá tốt. Hiện giờ nhà họ Hàn ở biệt thự 4 tầng, trong nhà cũng có mấy chiếc xe tuy không so được những phú hào ở thành phố lâm hải nhưng cũng được xem như là trung lưu hàn hướng nhu tắm rửa rồi thay quần áo đi xuống lầu bảo mẫu là dì lý sớm đã chuẩn bị một bàn phong phú cho bữa tối chào hỏi với hàn hướng nhu xong liền vội vàng bê canh đầu cá ninh suốt bốn tiếng lên bàn lưu thục cầm múc cho hàn hướng nhu một bát canh cá nhỏ màu trắng sữa mẹ nhớ rõ con thích uống canh cá nhất mau nếm thử xem có uống ngon không hàn bình an duỗi tay cầm một con cua lột vỏ rồi đặt vào mâm của hàn hướng nhu hướng nhu dù thế nào con cũng phải ra bên ngoài đi làm sao tuy tập đoàn thần huy kia tốt thật nhưng con là con gái ra ngoài làm nhỡ đâu bị người ta bắt nạt thì làm sao bây giờ không bằng đến công ty màu dịch của cha đi làm con muốn làm chức gì cha để con làm chức đấy thoạt nhìn bộ dáng cười tủm tìm của hàn hướng nhu cực kỳ đơn thuần đáng yêu con nghĩ ra ngoài làm còn quen biết được nhiều người để kết bạn Hàn Bình An nhìn con gái xinh đẹp đáng yêu. Không muốn làm cô thất vọng nên chỉ có thể dặn đi dặn lại với cô rằng chẳng may ở bên ngoài bị ức hiếp nhớ phải về nói cho cha. Cùng lắm thì từ chức không làm. Dù sao về sau công ty của cha đều cho con. Anh con không cần. Hàn Thịnh Vĩ không nhịn được duỗi tay muốn sờ đầu Hàn Hướng Nhu. Anh cũng mở công ty. Tuy quy mô không lớn bằng công ty mậu dịch của cha nhưng rất có tiền đồ. Nếu em thích cũng có thể đến công ty của anh làm. Hàn Hướng Nhu cúi đầu tránh thoát tay của Hàn Thịnh Vĩ, 200 triệu anh còn không có. Em mới không muốn đi làm ở công ty của anh, không tiền đổ chút nào. Cô lấy miếng thịt cua trắng như tuyết bỏ vào miệng, còn không quên hỏi Hàn Thịnh Vĩ một câu, đúng rồi, tập đoàn Thần Huy có 200 triệu không anh? Lòng tự tin bị phong tỏa, Hàn Thịnh Vĩ chán nản cúi đầu, đừng nói 200 triệu, 200 tỷ còn có. Hàn Hướng Nhu nghe xong đôi mắt sáng quắc, cả nhà đừng khuyên nữa, con sẽ đi làm chỗ đấy. Ngày mai con sẽ đi báo danh. Trước khi báo danh, đầu tiên là cần trang điểm một chút. Tập đoàn Thần Huy đối với yêu cần ăn mặc của nhân viên cực kỳ nghiêm khắc. Nhân viên nữ mặc đồng phục theo chức vụ. Giống như quần dinh áo thun mà Hàn Hướng Nhu thích mặc là không thích hợp đi làm. Ngày thường Lưu Thục Cầm hay đi bảo dưỡng nhan sắc thì biết chỗ trang điểm. Còn trang phục theo chức vụ thì không hiểu lắm. Hàn Thịnh Vĩ sung phong nhận việc tham mưu cho em gái. Sáng sớm hai người đã ra khỏi cửa đến mười mấy giờ tối mới sách theo hơn ba mươi cái túi về nhà. Hàn Bình An và Lưu Thục cầm dưỡng sờ nhìn cô con gái đứng trước mặt đi đôi cao gót 10cm. Còn mái tóc thì cuộn sóng lớn. Hàn hướng nhu chớp chớp mắt, cầm túi sách trong tay xoay một vòng. Mẹ, mẹ xem có đẹp không? Anh con đưa con đi trang điểm đấy. Đẹp, nhưng quá diễm lệ rồi. Ngũ quan của Hàn Hướng Nhu rất đẹp. dáng người có lồi có lõm đầy quyến rũ. Đôi chân lại thon dài. Khi đi học rước lấy rất nhiều nam sinh yêu thích. Mỗi ngày được nam sinh thổ lộ đưa thư tình nối liền không dứt. Vốn dĩ hai vợ chồng Hàn Bình An và Lưu Thục Cầm lo lắng cô con gái xinh đẹp nhưng tâm tư đơn thuần sẽ bị người ta dụ dỗ chạy. Ai ngờ Hàn Thịnh Vĩ lại mời nhà tạo mẫu tóc làm tóc cho Hàn Hướng Nhu. Ban đầu nhìn thanh thuần là vậy giờ lại nhiều thêm vài phần yêu kiểu động lòng người càng làm người không rời được mắt. Lưu Thục Cầm đang ngồi ở sofa nhầy dựng lên, ném gối ôm vào mặt Hàn Thịnh Vĩ, đều là con sai. Trong vòng nửa năm không được có bạn gái. Hàn Thịnh Vĩ ngốc lăng, con sai cái gì? Liên quan gì đến việc con quen bạn gái chứ? Hàn hướng. Nhu gật đầu khen ngợi, con cảm thấy kiến nghị của mẹ khá tốt. Hoa đào nát của anh con hơi nhiều. Hàn Thịnh Vĩ xoay quanh em gái được 3 ngày cho đến khi Hàn Hướng Nhu đến tập đoàn Thần Huy báo danh đi làm thì anh mới lưu luyến đến công ty của mình để đi làm. Khác với tập đoàn Thần Huy có tòa nhà văn phòng 38 tầng, công ty sáng tạo khoa học kỹ thuật của Hàn Thịnh Vĩ chỉ thuê một tầng trong tòa nhà văn phòng mà thôi. Hàn Thịnh Vĩ huyết sáo rồi bước như bay tiến vào cửa kính công ty. Cô gái ngồi trong quầy nhìn thấy anh ta lập tức đứng lên, đôi mắt sáng lấp lánh chớp chớp hai lần, "Chào buổi sáng tổng giám đốc Hàn." chào buổi sáng hàn thịnh vĩ chào hỏi nhưng đối với cái liếc mắt đưa tình mà cô gái ném tới lại làm bộ như không thấy tuy thâm tâm hàn thịnh vĩ có hơi lăng nhăng cũng thích làm quen với các cô gái xinh đẹp nhưng anh có một nguyên tắc đó chính là chỉ cần là nhân viên trong công ty thì dù có đẹp cũng không thể tán việc công và việc tư không thể trộn lẫn được thấy ngay cả con mắt hàn thịnh vĩ cũng không nhìn mình lấy một lần tiết yến yến cảm thấy thất bại rồi ngồi sụp xuống trên khuôn mặt nhỏ thanh tú tràn đầy mất mát. Chẳng lẽ vì mình nhìn khó coi cho nên Tổng Giám đốc Hàn mới không thích mình sao? Tiết Yến Yến mở ra ngăn kéo. Lấy ra một chiếc gương màu vàng cầm tay rồi dơ lên soi khuôn mặt của mình. Nếu mình xinh đẹp lên thì tốt rồi. Tiết Yến Yến thở dài. Ánh mắt trong gương mang theo vài phần không cam lòng. Mình thật sự muốn trở nên xinh đẹp mà. Tiết Yến Yến là sinh viên Đại học Lâm Hải đã tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp không về quê mà ở lại thành phố Lâm Hải. Ban đầu ngành học của cô ta chính là thiết kế quảng cáo. Theo lý thuyết hẳn là nên tìm công ty quảng cáo nào đó làm thì thích hợp hơn. Nhưng không biết Tiết Yến Yến nghĩ thế nào mà mấy năm nay vẫn luôn làm nhân viên lễ tân bình thường ở công ty khoa học kỹ thuật của Hàn Thịnh Vĩ, cũng không tính đi ăn máng khác. Ba ngày trời Hàn Thịnh Vĩ không đi làm nên giấy tờ bị động lại không ít. Anh bận rộn ở văn phòng một ngày ngay cả cơm chưa đều để thư ký mang vào. Bận bịu cho đến 5 giờ chiều anh mới ngẩng đầu lên khỏi đống giấy tờ trồng chất trước mặt, uống một ngụm cà phê đã nguội lạnh. Cầm chìa khóa xe đang để trên bàn rồi chuẩn bị đi tòa cao ốc thần huy cách mấy trăm mét đón em gái về nhà. Tiết Yến Yến đang thẩm tra đối chiếu đơn chuyển phát nhanh của tháng này thì thấy Hàn Thịnh Vĩ đi ra từ trong công ty liền vội vội vàng vàng đứng lên nở nụ cười tươi tắn rực rỡ. Tổng giám đốc Hàn, anh đến giờ tan tầm rồi à? Ừ, Hàn Thịnh Vĩ gật đầu rồi vội vàng đi luôn. Thấy Hàn Thịnh Vĩ không thèm liếc mắt nhìn mình lấy một lần. Tiết Yến Yến lập tức cảm thấy hồn bay phách lạc. Cô ta tiện tay cầm một chiếc gương nhỏ để trên bàn lên rồi soi kỹ khuôn mặt mình trong gương. Mắt một mí thon dài. Trên má có mấy nốt tàn nhang. Cho dù có tô lên son kem ISL12 được mệnh danh là sắc đỏ huyền thoại cũng chưa thăng hạng nhan sắc của cô ta thêm ít nào. Sắc đỏ huyền thoại, bản con vớt là chảm nam sắc hay còn gọi là trực nam chảm là một màu son môi trong truyền thuyết được hàng vạn cô gái trẻ yêu thích tương truyền rằng nếu tô màu son này lên môi thì sẽ có thể lấy được trái tim của hết thảy đàn ông trên thế giới này khái niệm màu son môi chảm nam sắc có từ rất lâu lời giải thích cũng không còn đồng nhất nhưng đại khái chính là gam màu nóng bỏng gây nên sự quyết rũ và sức hút đối với đàn ông cũng có thể hiểu là màu son đỏ thấm nguồn CP88 lóc còn màu son kem của ISL12 ra sao thì các bạn tự tìm hiểu nhá. Nhỏ hơn ba tiết yến yến thở dài chán nản, tâm tình cực kỳ nặng nề. Ngay cả một nửa số đơn hàng chuyển phát nhanh cần thẩm tra đối chiếu cũng không làm nổi nữa nên đành tiện tay nhét chúng vào trong ngăn kéo rồi khóa lại. Sau khi tắt máy tính và chào tạm biệt với đồng nghiệp thì ủ rũ cục đuôi đi ra khỏi tòa cao ốc văn phòng tuy biết bản thân vô luận là điều kiện hay ngoại hình đều kém hàn thịnh vĩ rất xa nhưng trong lòng tiết yến yến vẫn ôm ảo tưởng không thực tế như cũ thời còn học đại học cô ta đã thích hàn thịnh vĩ rồi nhưng với nhân vật làm mưa làm gió trong trường như hàn thịnh vĩ thì ngay cả cô ta là ai anh cũng không biết dù vậy tiết yến yến vẫn không chịu từ bỏ như cũ cô ta cảm thấy chỉ cần nỗ lực thì chuyện cổ tích cô bé lọ lem và chàng hoàng tử sẽ trở thành hiện thực vào một ngày nào đó nhưng với tình hình trước mắt này thì có lẽ ở trong mơ mới có thể thực hiện được mộng tưởng này. Tiết Yến Yến đi xe điện màu xanh lam rời khỏi tòa nhà văn phòng. Vừa đi qua hai chốt đèn tín hiệu thì nhìn thấy một chiếc xe Land Rover quen mắt đang dừng ở ven đường. Hàn Thịnh Vĩ đẩy ra cửa xe đi xuống, đôi tay cắm vào túi quần rồi nhìn không chớp mắt vào cửa ra ở tòa cao ốc Thần Huy nhìn thấy dáng vẻ nhón chân mong chờ khi đứng ở bên đường của Hàn Thịnh Vĩ khiến Tiết Yến Yến cắn cắn môi rồi đẩy xe tránh ở phía sau chốt giao thông công cộng. Cô ta hơi tò mò về việc dạng người gì đáng giá để Tổng Giám đốc Hàn chờ đợi như vậy. Tiết Yến Yến cũng không phải chờ quá lâu. Rất nhanh có một cô gái xinh đẹp lộng lẫy đi đôi giày cao gót 10cm với bộ tóc dài uốn xoan gợn sóng và mặc bộ đồng phục nhân viên đang bước ra từ tòa cao ốc văn phòng. Mới nhìn thoáng qua thì cô gái đó cực kỳ trẻ tuổi, làn da non nớt căng đầy như búng da nước trên khuôn mặt cũng không có trang điểm cầu kỳ chỉ bôi chút phấn nền và son môi đơn giản dù vậy cũng đủ để cho người nhìn cả thấy kinh ngạc trước vẻ đẹp đó trang điểm cầu kỳ bản con vớt nùng trang diễm mặt đôi mắt của tiết yến yến ngóng nhìn hai người lên xe vừa nói vừa cười mà trong lòng khó chịu như uống phải nước khổ qua vậy so với cô gái xinh đẹp kia thì cô ta tầm thường giống một con vịt xấu xí từ nhan sắc đến giá người đều không có chỗ để so sánh nổi. Hốt hoảng trở về căn phòng trọ, Tiết Yến Yến ném túi sách lên giường. Sau khi lấy ra chìa khóa, vì không chốt chặt miệng túi nên chiếc gương cầm tay màu vàng từ bên trong bị rơi ra ngoài. Rơi tới gần đầu gối của Tiết Yến Yến. Tiết Yến Yến nhìn thấy nhưng lại không có tâm. Trạng để cất lại, thậm chí cả quần áo cô ta cũng không đổi đã nằm dài trên giường. Nhắm mắt nhớ lại hình ảnh vừa nhìn thấy làm trong lòng cực kỳ mệt mỏi bản thân mình yêu mến Hàn Thịnh Vĩ nên mới từ bỏ công việc làm nhà thiết kế quảng cáo để đến công ty khoa học kỹ thuật làm lễ tân. Rốt cuộc có đáng giá hay không đây? Chẳng lẽ gần quan được ban lộc là nhằm vào những người đẹp sao? Có phải cô gái chỉ có khuôn mặt bình thường giống như mình sẽ không có cơ hội hay không? Tiết Yến Yến không nhịn nổi vùi đầu vào gối gào khóc một trận. Những giọt nước mắt tuổi hờn làm ướt đẫm vỏ gối. Những sợi tóc bị định lên mặt nhìn có vẻ cực kỳ thê thảm. Khóc được khoảng nửa giờ, cho đến khi một giọt nước mắt cũng không ra nổi thì Tiết Yến Yến mới ngừng thút thít. Đôi mắt lúc này đau ê ẩm còn yết hầu thì khô khốc, toàn thân đều mang hơi thở mỏi mệt. Tiết Yến Yến ghé đầu lên chiếc gối bị ướt một nửa rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cô muốn trở nên xinh đẹp không? Trong mơ màng, Tiết Yến Yến nghe thấy có người hỏi chính mình. Muốn? Tuy Tiết Yến Yến ngủ mơ mơ màng màng nhưng lại vâng theo bản năng trả lời vấn đề này. Trở nên xinh đẹp là chấp niệm trong đáy lòng cô ta. Những lúc nằm mơ đều phải nhắc đi nhắc lại vài lần. Nếu không phải không có nhiều tiền tiết kiệm thì cô ta đã sớm đi phẫu thuật thẩm mỹ. Từng tiếng cười khẽ vang lên. Tiết Yến Yến cố gắng mở mắt ra nhưng mí mắt giống như bị keo nước dính chặt vậy. Cố thế nào cũng không mở ra được. Ý thức cũng rời cô ta càng lúc càng xa. Tôi có thể giúp cô trở nên xinh đẹp, đẹp hơn tất cả những người con gái khác. Cô có muốn không? giọng nói đó tràn đầy rụ rỗ vang lên bên tai tiết yến yến nó đánh sâu vào khát vọng trong nội tâm của cô ta tôi đồng ý phản ứng của tiết yến yến chậm chạp sau khi mơ mơ màng màng trả lời vấn đề này liền đánh một giấc ngủ sâu sau khi hàn hướng nhu và sinh viên tốt nghiệp khóa này cùng nhau tham gia một tháng huấn luyện nhân viên mới của tập đoàn thần huy thì chính thức tiến vào kỳ thực tập cũng được phân vào văn phòng thư ký vì yêu cầu của công việc nên văn phòng thư ký và văn phòng của Tổng Giám đốc ở cùng tầng. Trần Lâm phụ trách ban quản lý thư ký là một người phụ nữ 40 tuổi. Sau khi cô chỉ đơn giản hỏi tình huống của Hàn Hướng Nhu thì dẫn cô đến vị trí chưa có ai ngồi. Ngay sau đó đưa cho Hàn Hướng Nhu một chồng tài liệu tiếng Anh thật dài. Đây là tài liệu cần cho cuộc họp ngày mai. Sau khi phiên dịch tài liệu sang tiếng Trung thì copy thành 25 bộ. Trước tan tầm hôm nay cần phải làm xong. Hàn Hướng Nhu nhận lấy tài liệu rồi lật ra xe một lúc liền vội mở máy tính bắt đầu công việc. Một nữ nhân viên ngồi bên cạnh Hàn Hướng Nhu cẩn thận đánh giá cô một lượt rồi cầm di động đánh một hàng chữ. Thư ký mới thấy nhìn qua có vẻ không đơn giản nhà. Quần áo của cô ta có giá ít nhất 6 con số đấy. Sau một câu này, trong nhóm WeChat nhanh chóng ồn ào lên. Các thư ký mồm 5 miệng 10 thảo luận. Riêng cái túi đó cũng phải hơn 100.000 là bản giới hạn của năm nay đó. Tôi đi chết đây đây gọi là trong nhà có quặng rồi hoặc là ở trên có người cô ta xinh đẹp như thế thì mọi người nói xem cô ta đến đây đơn thuần là đi làm hay còn có ý đồ gì khác vậy có lẽ chạy tới là vì tổng giám đốc cố đấy hiện giờ tổng giám đốc vừa trẻ tuổi lại có nhiều tiền đã thế còn đẹp trai thì thật sự không nhiều đâu không thể nào tổng giám đốc cố phiền nhất chính là những đứa con gái như thế nể mặt cô ấy có khuôn mặt xinh đẹp như thế thì tôi cũng mong cô ấy sẽ không bị mất mặt như vậy cảm giác chúng ta sẽ có náo nhiệt để xem đây. Hàn hướng nhu không biết người khác đang bàn tán về mình. Cô nghiêm túc phiên dịch tài liệu trong tay cho đến giữa chưa thấy phòng thư lý lục tục có người đứng lên chuẩn bị đi nhà ăn ở tầng 2 ăn cơm thì mới khép lại tài liệu. Đi đến cạnh một cô gái nhìn qua rất quen thuộc rồi mở lời, chúng ta cùng đi ăn cơm nhé. Thư ký Khương Manh Manh nhìn khuôn mặt biểu đạt đầy sự mong đợi của Hàn Hướng Nhu bèn nhịn không được gật đầu. Hàn Hướng Nhu vẫn luôn tôn thờ việc, trên bàn cơm có thể bồi dưỡng tình cảm. Trên đường đi, tổng cộng cô hẹn 7 8 thư ký cùng nhau đi ăn cơm. Vẻ quen thuộc đó khiến người ta không đành lòng từ chối. Nhóm thư ký ở tập đoàn Thần Huy này mỗi ngày tiếp xúc đều là người phụ trách quản lý, nhân vật cấp cao và những người phụ trách khác của công ty. Thường xuyên tiếp xúc với những người này cũng làm cho các cô luyện được một đôi hỏa nhãn kim tinh. Sau khi ăn một bữa cơm với Hàn Hướng Nhu thì các cô cũng phát hiện ra thư ký mới tới này có tâm tư đơn thuần, làm người cũng đơn giản. Không hề phù hợp chút nào với vẻ bề ngoài đẹp đẽ và phong thái ngự tỷ đi đôi giày cao gót 10cm. Người còn rất đáng yêu. Hỏa nhãn kim tinh, có thể nhìn thấu bản chất của sự vật sự việc, là một trong năm loại thần nhãn trong Tây Du Ký. Tây Du Ký có năm loại thần nhãn. Đó là, thứ nhất là âm dương nhãn, nó thuộc sở hữu của nhị lang thần dương tiễn. Thứ hai là pháp nhãn, người tu luyện được nó là bồ đề tổ sư. Thứ ba là tệ nhãn, thuộc về như lai Phật tổ. Thứ tư là Phật nhãn, thuộc về như lai Phật tổ. Thứ năm là hỏa nhãn kim tinh, nó thuộc về tôn ngộ không. Siêu tầm các thư ký lén lút nhẹ nhàng thở một hơi. Một đồng nghiệp dễ ở chung bao giờ cũng tốt hơn một đại tiểu thư chẳng biết làm gì các cô không muốn làm xong việc của mình rồi lại còn phải giúp người khác thu dọn cục diện rối rắm. Hàn Hướng Nhu cũng rất thích các nhân viên cũ trong phòng thư ký này. Từ ngoại hình mà nói thì không có một ai xấu cả. Đều có thể kết giao làm bạn bè. Đối với Hàn Hướng Nhu mà nói, kết bạn là mục tiêu thứ hai chỉ sau việc kiếm được 200 triệu tệ. Tệ, bản con vớt là nguyên. Người Việt Nam gọi nguyên là tệ. Nhân dân tệ chữ hán giản thể. Bính âm, rên minh bí. Viết tắt theo quy ước quốc tế là RMB là tên gọi chính thức của đơn vị tiền tệ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa nhưng không sử dụng chính thức ở Hồng Kông và Mơ Cao. Đơn vị đếm của đồng tiền này là nguyên sử dụng hàng ngày, tiếng Trung, bính âm, yêu an tiền giấy, giác, di áo hoặc phân, phen tiền kim loại. Nguồn Wikipedia thật sự là cô không nghĩ hàng ngày so chiêu với quỷ coi như bạn chơi cùng. Cô muốn kết bạn với con người. Buổi sáng Hàn Thịnh Vĩ ra khỏi công ty để bàn công việc. Khi trở lại công ty đã đến giữa trưa. Cửa kính được mở ra sau khi mở khóa bằng dấu vân tay, đại sảnh trống trải, một bóng người cũng không có. Hàn Thịnh Vĩ nới lỏng cà vạt rồi hướng về phía văn phòng của mình đi tới. Vừa mới mở cửa văn phòng liền thấy một cô gái lẳng lơ đang ngồi trên ghế sofa, vai ngọc hơi hở lộ ra cần cổ sáng trong. Đây là Tiết Yến Yến, nhưng lại không hề giống với Tiết Yến Yến trước đây gần một tháng này, không biết vì sao Tiết Yến Yến lại đột nhiên thích trang điểm. Hơn nữa trang điểm càng ngày càng đẹp, giống như thay đổi một người vậy. Cùng sự thay đổi còn có dáng người của cô ta. Dáng người ban đầu hơi béo giờ biến thành quyến rũ có lồi có lõm. Giờ tay nhấc chân đều lơ đãng mang theo vẻ say đắm. Thoạt nhìn cực kỳ khiêu gợi. Hàn Thịnh Vĩ biết Tiết Yến Yến có tình cảm với mình nhưng anh không nghĩ tới việc Tiết Yến Yến thế mà dám thừa dịch công ty không có ai liền chui vào văn phòng của mình. Hàn Thịnh Vũ nhíu mày, tay đặt ở chốt cửa không động đậy. Tiết Yến Yến, cô ở trong văn phòng của tôi làm cái gì? Em đang đợi anh mà. Tiết Yến Yến đứng dậy khỏi ghế sofa. Từ từ đi đến chỗ của Hàn Thịnh Vĩ rồi duỗi tay kéo Hàn Thịnh Vĩ vào và tiện tay đóng lại cửa văn phòng. Hàn Thịnh Vĩ bị Tiết Yến Yến đè lên trên cửa văn phòng. Người thấy trên người cô ta có mùi hương hoa đào. Chật nét mặt không tự chủ được hơi hoảng hốt tiết yến yến vươn ngón tay sơn màu đỏ ra nhẹ nhàng vuốt ve cần cổ của hàn thịnh vĩ cánh môi màu đỏ tươi thở ra mùi hương nhàn nhạt, nhạt giọng nói mê hoặc vang lên bên tai của hàn thịnh vĩ đàn anh em vẫn luôn rất thích anh anh có thích em không cảm giác hình như có chỗ nào không đúng lắm hàn thịnh vĩ nỗ lực kéo ý thức của mình tránh thoát khỏi sự hấp dẫn này mà khi anh chưa nói được lời từ chối thì đôi môi đẹp đẽ đầy đặn đó đã tiến lại gần rồi nhẹ nhàng hôn lên môi của anh ta Hấp dẫn, bản con vớt là ôn nhu hương, cổ nhân xưa. Khi nói đến việc trai gái ngủ với nhau, thường tránh những từ ngữ thô tục mà dùng những từ ngữ văn hoa để thế vào. Ôn nhu có nghĩa là mềm mại. Hương là nơi trốn, chỗ. Ôn nhu hương là chỗ mềm mại của nữ sắc làm mê đắm lòng người. Nguồn ếch, còn trong phút chốc Hàn Thịnh Vĩ đã quên đi tất cả theo bản năng ôm bờ eo thon nhỏ của tiết yến yến rồi hôn lên đôi môi đỏ mỏng đẹp tuyệt vời đó. Bỗng nhiên có tiếng cười nói vui vẻ từ bên ngoài cửa truyền vào. Các đồng nghiệp ăn cơm chưa xong xuôi đang lục tục trở lại. Hàn thịnh vĩ đang mơ mơ màng màng thì tỉnh táo lại ngay, lập tức đẩy cô gái trong ngực ra. Anh dùng mu bàn tay xoa xoa môi, trong miệng còn dư lại mùi hương hoa đào nhàn nhạt, nhạt. Hàn thịnh vĩ không biết bản thân mình vừa rồi bị làm sao không ngờ mình lại có thể làm ra chuyện hôn nhau với nhân viên của mình ở trong văn phòng. Đây là việc anh luôn nhắc nhở mình rằng tuyệt đối không thể làm. Làm sao vậy? Anh không thích hôn môi với em sao? Tiết Yến Yến đặt bàn tay trắng nón lên trên lồng ngực rắn chắc của Hàn Thịnh Vĩ. Trên khuôn mặt xinh đẹp biểu hiện ra vẻ ấm ức, rõ ràng là vừa rồi anh ôm người ta rất chặt mà. Nét mặt của Hàn Thịnh Vĩ hiện lên vẻ xấu hổ. Anh ho nhẹ hai tiếng rồi đẩy tay của Tiết Yến Yến ra. Yến Yến, Cô nên đi ra ngoài làm việc đi. Có vẻ như biết tốt quá hóa lốp nên Tiết Yến Yến cũng không dây dưa nữa mà liếc mắt đưa tình với Hàn Thịnh Vĩ, vậy thì buổi tối anh đến nhà em ăn cơm được không? Để em làm cho anh bắt canh hoa đào. Giọng nói này giống như có ma lực khiến thần trí của Hàn Thịnh Vĩ nhộn nhạo lên, mở miệng theo bản năng muốn nói được. Nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng thì đột nhiên Hàn Thịnh Vĩ tỉnh táo lại. Nhận ra được có chỗ không đúng bèn lập tức kiên định lắc đầu, thật ngại quá đêm nay tôi có việc rồi trong mắt của tiết yến yến lộ ra ý không cam lòng nhưng nghe thấy tiếng nói bên ngoài càng ngày càng ồn ào nên cũng chỉ có thể từ bỏ mím môi lại rồi hướng về hàn thịnh vĩ nở nụ cười thế thì ngày mai chúng ta lại hẹn sau tiết yến yến lắc mông đi tới bàn làm việc của hàn thịnh vĩ cầm lấy tài liệu cần ký tên mà trước đó bản thân cô ta mới đặt ở nơi này vẫy tay với hàn thịnh vĩ rồi nói lời ám muộn yên tâm sẽ không có người biết chúng ta ở trong này làm gì đâu Hàn Thịnh Vĩ xấu hổ xoay đầu đi. Tiết Yến Yến cười khẽ một tiếng, nhẹ nhàng lắc mông đụng vào anh ta một cái rồi cầm tài liệu từ văn phòng đi ra ngoài. Hương hoa đào trong phòng theo Tiết Yến Yến rời đi cũng nhạt dần. Hàn Thịnh Vĩ trở về ngồi trước bàn làm việc nhưng làm thế nào cũng không bình tĩnh được, cả đầu óc đều nhớ tới nụ hôn cực kỳ mê hoặc đó, có vẻ như muốn lôi kéo trái tim anh trầm luân theo. Đây không phải là trạng thái mà chính mình nên có. Hàn Thịnh Vĩ dùng sức lắc lắc đầu, Tuy rằng anh vẫn luôn lét lút có bạn gái không ngừng nhưng ở trong công ty chưa từng có ý nghĩ ám muội gì với bất kỳ nhân viên nữ nào. Thậm chí anh vẫn luôn nhắc nhở mình tuyệt đối không thể có mối quan hệ yêu đương với nhân viên nữ cùng công ty. Vậy sao hôm nay tự phóng túng mình đi hôn môi với một nhân viên nữ chứ? Gần đây hoa đào nát của anh trai em hơi nhiều. Không biết vì sao mà xui quỷ khiến gì mà Hàn Thịnh Vĩ lại nhớ tới lời nói của Hàn Hướng Nhu đã từng nói. Nhớ không nhầm cô đưa cho anh một lá bùa lập tức hàn thịnh vĩ sờ sờ túi quần phát hiện túi trống trơn thì mới nhớ tới ngày đó lúc mình thay quần áo hình như lại để lá bùa trên tủ đầu giường hàn thịnh vĩ đi đi lại lại vài vòng trong văn phòng sau khi luôn cân nhắc vẫn quyết định về nhà trước rồi nói anh lấy chìa khóa xe đang để trên bàn rồi mở cửa văn phòng đi ra ngoài vòng qua đại sảnh văn phòng chỉ thấy vị trí quầy lễ tân trống không không biết tiết yến yến đi nơi nào hàn thịnh vĩ thấy thế không khỏi nhẹ nhàng thở ra rồi bước nhanh đến cửa chính của công ty tuy ông nội và em gái của mình thường xuyên mân mê mấy cái lá bùa thần thần đạo đạo nhưng về chuyện này hàn thịnh vĩ vẫn luôn khịt mũi coi thường chẳng qua xuất phát từ sự tôn trọng với ông nội sự yêu thương với em gái nên ngoại trừ bên ngoài hàn thịnh vĩ ngẫu nhiên lấy chuyện thiên nhất phái chỉ có hai người mà một mực trêu đùa hàn hướng nhu ra thì cũng không đánh giá gì nhiều về việc hai người tôn sùng huyền học căn bản là anh không tin mấy cái đồ chơi đó Huyền học là huyền bí học hay còn gọi là khoa học huyền bí Occult được biết đến như một tên gọi chung của các môn khoa học huyền bí như tử vi, kinh dịch, phong thủy, thần số học. Những vấn đề xoay quanh huyền học là sự tìm hiểu về mặt tâm linh sâu sắc của mọi sự vật, hiện tượng hay cái cốt lõi nhất trong sự vận hành của vũ trụ. Nguồn ứng dũng thân số học nhưng nghĩ tới việc bản thân không thể hiểu được đi hôn một cô gái mà chính mình không hề thích là Hàn Thịnh Vĩ cảm thấy mình giống như bị chúng tạo vậy đến lúc này cũng bất chấp tin hay không tin. Suy nghĩ đầu tiên của Hàn Thịnh Vĩ chính là tìm ra cái lá bùa mà em gái đưa cho mình. Lái xe về đến nhà, Hàn Thịnh Vĩ đổi giày rồi trực tiếp đi lên phòng ngủ ở tầng 3. Anh mở ra ngăn kéo trên tủ đầu giường thì thấy một lá bùa xếp thành hình tam giác được để ngay ngay ngắn ngắn ở trong. Hàn Thịnh Vĩ duỗi tay cầm lên lá bùa đó. Khi ngón tay chạm tới lá bùa thì trong nháy mắt anh có cảm giác nóng rực lên còn chưa đợi đến lúc anh ném lá bùa ra thì lá bùa trong tay biến thành một đống cho tàn. Mùi hương hoa đào như ẩn như hiện trên người Hàn Thịnh Vĩ cũng tan thành mây khói trong tích tắc đó. Nháy mắt, Hàn Thịnh Vĩ cảm thấy não bộ của mình khôi phục lại sự tỉnh táo. Tuy vừa rồi Hàn Thịnh Vĩ biết rằng sự việc mình gặp phải hơi quỷ dị nhưng vẫn cứ mất hồn mất vía nhớ tới nụ hôn với Tiết Yến Yến. Thậm chí còn có cảm giác xúc động muốn trở về tìm Tiết Yến Yến nếu không phải anh có ý chí mạnh mẽ thì chắc lúc này đã sớm ở văn phòng thân mật với tiết yến yến rồi hiện giờ lá bùa đã thiêu đốt hương hoa đào còn sót lại trên người hàn thịnh vĩ không còn dư thừa lúc này hàn thịnh vĩ mới tính tảo hoàn toàn rồi lập tức toát ra mồ hôi lạnh đôi mắt nhìn cho tàn trên mặt sàn vẻ mặt của hàn thịnh vĩ cực kỳ phức tạp nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì anh sẽ không tin mấy chuyện thần thần đạo đạo này là sự thật nhìn sang đồng hồ trên cổ tay Lúc này cách thời gian tan tầm còn hơn 3 giờ nữa nhưng Hàn Thịnh Vĩ không muốn về công ty. Anh đứng dậy đi vào phòng tắm xả nước lạnh lên người. Mang áo sơ mi đã bị Tiết Yến Yến chạm qua ném vào giỏ đựng quần áo bẩn rồi xuống tầng vào phòng bếp tìm ít thức ăn còn thừa từ bữa trưa rồi tùy tiện ăn lót bụng hạ hòa. Lưu Thục cầm tỉnh dậy khỏi giấc ngủ trưa. Thấy con trai mình đang có dáng vẻ buồn bã ỉu xìu nằm xoài ra sofa thì hơi kinh ngạc. Sao sớm thế này con đã trở về rồi? công ty không có việc gì hả? Hàn Thịnh Vĩ xoa xoa cái chán đang hơi nhói đau rồi buồn bực thở dài. Công ty còn một đống tài liệu còn chưa xử lý đâu. Nhưng mà hôm nay con gặp phải chuyện kỳ quái. Con muốn chờ em con trở về thì hỏi nó một chút. Lưu Thục cầm nghe vậy không khỏi cười một tiếng. Không phải là con không tin những chuyện này sao? Giờ như thế nào lại nhớ tới việc nhờ em gái con vậy? Hàn Thịnh Vĩ nhớ tới bộ dáng hôm nay của mình giống như là bị khống chế tâm trí vậy nên không còn dám mạnh miệng nữa tùy tiện cầm lấy một cái gối ôm ôm vào trong ngực và dùng vẻ mặt đáng thương nhìn Lưu Thục Cầm. Mẹ! Con nói với mẹ này, nếu hôm nay ý chí của con không mạnh mẽ thì mẹ sẽ có con dâu đấy. Lưu Thục Cầm vừa nghe xong liền mở to hai mắt nhìn con trai. Sao? Con bị con gái nhà người ta cưỡng bức hả? Hàn Thịnh Vĩ thẹn quá hóa giận bật dậy chứng minh sự trong sạch của bản thân. Mẹ! Mẹ suy nghĩ cái gì vậy? Con không hề bị như thế. Lưu Thục Cần chẹp chẹp miệng, biểu hiện trên mặt có vẻ như hơi tiếc nuối, không cưỡng bức thành công nhà. Hàn tịnh vĩ mệt tim ghé lên trên sofa, một câu cũng không muốn nói nhiều. Đến lúc Hàn hướng nhu về tới nhà thì nhìn thấy bộ dáng muốn chết không muốn sống của Hàn thịnh vĩ. Cô vừa thay giày vừa đánh giá giữa. Mày của anh trai rồi nở nụ cười vui sướng khi người gặp họa. Anh, hôm nay anh gặp được chuyện gì thế? Sao hoa đào nát lại đột nhiên nở rộ như vậy? Nháy mắt Hàn Thịnh Vĩ nhảy ra khỏi sofa rồi tiến lên vài bước đến trước mặt Hàn Hướng Nhu hỏi với vẻ mặt khiếp sợ. "Em đã nhìn ra được. Đã nhìn ra. Cũng đoán được. Có phải anh đã thân mật với cô ấy rồi phải không?" Mùi hương hoa đào nát nồng nặc như vậy mà. Hàn Hướng Nhu ghét bỏ nhăn lại cái mũi rồi lấy tay phẩy phẩy hai cái, khẳng định là anh không mang theo bùa em đã đưa cho. Hàn Thịnh Vĩ cười mỉa hai tiếng, "Đây không phải anh đổi quần áo nên quên mang theo sao?" anh sợ hàn hướng nhu tức giận nên vội vàng bổ sung anh phát hiện không thích hợp một cái là lập tức trở về lấy lá bùa em cho nhưng lá bùa đó anh chạm vào một cái là hóa thành cho rồi anh cúi đầu ngửi ngửi cánh tay vẻ hơi khó hiểu không ngửi thấy mùi hoa đào nát nào mà hàn hướng nhu không nói thêm nữa mà chuẩn bị trở về phòng đi thay quần áo hàn thịnh vĩ vô cùng đáng thương đi theo sau cầu xin em gái ruột của anh em phải cứu anh trai em đi Em không biết đâu hôm nay tâm trí anh giống như bị mê hoặc vậy, dọa người quá. Anh sợ ngày mai cô ta lại đến quyến rũ anh, đến lúc đó không nhất định anh có thể khống chế được bản thân đâu. Hàn Hướng Nhu không để bụng mà vẫy vẫy tay, không có việc gì. Tí nữa em đưa cho anh mấy lá bùa là có thể tạm thời bảo vệ anh bình an, không có việc gì. Chờ đến cuối tuần em được nghỉ làm lại giúp anh giải quyết vụ này sau. Hàn Thịnh Vĩ nhớ tới hôm nay mới thứ hai là lập tức cảm thấy sống không bằng chết bèn túm Hàn Hướng Nhu không chịu buông tay. Còn năm ngày nữa đấy, tưởng tượng đến chuyện đi công ty gặp phải sự việc quỷ dị như này làm anh không muốn đi công ty tí nào. Hàn Hướng Nhu không biết phải làm sao nhìn anh trai, sao anh lại hoảng sợ đến thế. Lại không phải lệ quỷ gì thì anh sợ cái gì. Hàn Thịnh Vĩ nghe thấy lập tức đầu gối mềm nhũng. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn Hàn Hướng Nhu, cái, cái, gì, còn có khả năng là quỷ, cũng không nhất định là quỷ, cũng có khả năng là yêu quái gì gì đó. Hàn Hướng Nhu vừa giải thích một câu thì đã thấy chân của Hàn Thịnh Vĩ mềm nhũn hơn nhiều. Hôm nay cô ta còn mời anh đi nhà cô ta ăn cơm nữa. Vẻ mặt của Hàn Thịnh Vĩ như muốn khóc đến nơi. Em nói cô ta có phải là nữ quỷ giống như trong phim muốn hút dương khí của anh hay không? Anh suy nghĩ nhiều quá, em xem anh chỉ bị mê hoặc tâm trí một chút thôi. Cũng không bị hút dương khí đâu. Hàn Hướng Nhu thấy Hàn Thịnh Vĩ đúng là rất sợ hãi nên chỉ có thể đẩy kế hoạch lên trước. Như vậy đi. Chờ đến khi ăn xong cơm tối thì anh gửi tin nhắn WeChat cho cô ta. Nói là rất nhớ cô ta. Đến lúc đó em đi cùng anh xem rốt cuộc là thứ gì đang quấy phá. Hàn Thịnh Vĩ chân chưa nhìn Hàn Hướng Nhu. Buổi tối anh còn phải đi hả? Hàn Hướng Nhu khoanh tay tỏ vẻ không sao cả. Cuối tuần đi cũng được. Dù sao em sẽ không xin nghỉ đâu em còn muốn kiếm 200 triệu tu bổ thiên nhất phái mà." Hàn Thịnh Vĩ nghe đến đau cả răng, muốn chỉ vào nói có tí tiền lương muốn góp đủ 200 triệu thì làm đến mấy đời hả? Hàn Hướng Nhu đứng ở trên cầu thang nhìn Hàn Thịnh Vĩ, anh nghĩ ký chưa. Đêm nay hay chờ cuối tuần mới đi? Hàn Thịnh Vĩ cắn răng hạ quyết tâm, đêm nay luôn đi. Sau khi ăn xong cơm chiều, Hàn Thịnh Vĩ làm theo ý của Hàn Hướng Nhu chép lại những lời âu yếm buồn nôn lấy ở trên mạng gửi cho Tiết Yến Yến thuận tiện tỏ rõ ý muốn tới gặp cô ta. Cũng không biết có phải Tiết Yến Yến rất tin tưởng sức quyến rũ của mình hay không mà cô ta gửi đại chỉ không hề hoài nghi gì. Tiện thể còn gửi tin nhắn thoại tới. Tay của Hàn Thịnh Vĩ run run mở đoạn tin nhắn thoại thì nghe thấy trong máy vang lên giọng nói cực kỳ yêu kiều. Đàn anh, người ta chở anh nhé. Hàn Thịnh Vĩ run dậy hai lần. Trên cánh tay nổi cả một tầng da gà không ngừng vội vàng ném điện thoại sang một bên giống như thể đang chạm vào cái gì đó ghê tởm vậy đang ở trên xe hàn hướng nhu đang giữ chặt lấy dây an toàn hơi khó hiểu nhìn sang hàn thịnh vĩ anh sợ tới mức này hà hàn thịnh vĩ xoa xoa cánh tay cũng không phải sợ gì chỉ là nhớ tới những thứ gây kính sợ không khống chế được thì cảm thấy hơi khiếp đàm giữa trưa hôm nay nếu không phải đúng lúc các nhân viên ăn cơm trưa xong về công ty là anh cảm thấy lúc ấy có thể cô ta đã đẻ anh ra làm rồi không không chế được, bản con vớt là thân bất do kỳ. Là bản thân không do mình làm chủ được, không có tự do làm theo ý của mình. Hàn hướng nhu không nhịn được bật cười ra tiếng, anh, diễm phúc của anh không cạn đâu. Vẻ mặt của Hàn thịnh vĩ chua chát, diễm phúc như vậy vẫn là thôi đi, anh không dám muốn. Tiết Yến Yến thuê phòng trọ ở trong khu phố cũ của thành phố Lâm Hải, cách nhà họ Hàn khá xa ước chừng đi mất 40 phút thì Hàn Thịnh Vĩ mới đến dưới nhà của Tiết Yến Yến đang thuê. Sau khi Hàn Hướng Nhu xuống xe mới ngẩng đầu nhìn tòa nhà cũ nát này rồi quay sang hỏi Hàn Thịnh Vĩ là căn 402 phải không? Hàn Thịnh Vĩ lấy di rộng rồi mở WeChat nhìn lướt qua. Đáy lòng càng thêm tin phục đối với Hàn Hướng Nhu là 402. Anh dịch lại gần Hàn Hướng Nhu hai bước rồi nhỏ giọng hỏi, em gái, em thấy quỷ hả? Không có, nhưng cửa sổ kia có hơi thở hoa đào khá nồng. Hàn Hướng Nhu không nhìn nữa, bước chân hướng tới mái hiên đi tới, đi thôi, chúng ta đi lên nhìn xem tình hình thế nào rồi nói sau. Tòa nhà cũ nát chỉ có tầng 1 mới có bóng đèn, từ tầng 2 trở lên đèn đều hỏng. Hai người xuyên qua bóng tối lên tầng 4. Khi tới cửa nhà của Tiết Yến Yến thì hô hấp của Hàn Thịnh Vĩ dồn dập vì khẩn trương. Hàn Hướng Nhu tránh ở một góc tối trong mái hiên còn một mình Hàn Thịnh Vĩ bước tới trước cửa. Anh hít sâu mấy hơi mới nhẹ nhàng gõ cửa ba lần. Tiếng cửa mở vang lên kéo kẹt. Tiết Yến Yến mặc bộ áo ngủ mỏng manh đứng ở cửa rồi đưa tay ra kéo Hàn Thịnh Vĩ vào nhà. "Đàn anh." Nhìn thấy khuôn mặt của Tiết Yến Yến, lúc này Hàn Thịnh Vĩ mới thật sự run chân. Ban đầu tưởng rằng Tiết Yến Yến dựa vào trang điểm để thay đổi dung mạo cho nên nhìn lướt qua càng ngày càng đẹp. Nhưng tối hôm nay trên mặt tiết yến yến sạch sẽ không có tí trang điểm nào nhưng ngũ quan lại tinh xảo đẹp đẽ hơn trước rất nhiều. Nếu không phải từ mặt mày nhìn ra được bóng dáng của tiết yến yến xưa kia thì chỉ sợ Hàn Thịnh Vĩ cũng không dám nhận là quen biết. Theo bản năng Hàn Thịnh Vĩ lui ra sau một bước, yến yến, sao mặt của cô lại thay đổi thế này? Tiết yến yến khẽ cười một tiếng, cũng không trả lời vấn đề này mà vẫn duỗi tay kéo Hàn Thịnh Vĩ tiếp, vào rồi nói sau. Vào đi thôi hàn hướng nhu đi ra từ chỗ tối rồi đẩy hàn thịnh vĩ vào thuận tay đóng lại cửa tiết yến yến nhìn thấy bên ngoài đột nhiên có một người vào nhà lập tức sóc mặt thay đổi nhưng đến khi nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của hàn hướng nhu thì vẻ mặt biến thành ghen ghét là cô cô biết tôi hàn hướng nhu tò mò nhìn cô ta tôi không nhớ rõ tôi từng thấy cô tiết yến yến nhìn chằm chằm hàn hướng nhu một lúc bỗng nhiên lại thay đổi vẻ mặt yếu đuối đáng thương rồi dựa vào người của hàn thịnh vĩ Thịnh Vĩ, sao anh lại mang cô ta đến vậy? Hiện tại không phải anh đang yêu em sao? Mùi hương hoa đào nồng nặc tứ tán khắp căn phòng. Tiết Yến Yến vươn một ngón tay thon dài vuốt ve trên cổ của Hàn Thịnh Vĩ, anh đã quên việc hôm nay anh hôn em rồi hả? Hàn Thịnh Vĩ ngửi thấy mùi hương trên người Tiết Yến Yến thì vẻ mặt trở nên si mê, không tự chủ được vươn tay ôm eo Tiết Yến Yến. Tiết Yến Yến lộ ra vẻ mặt đắc ý hướng về Hàn Hướng Nhu rồi làm trò nhón chân hôn lên môi của Hàn Thịnh Vĩ ngay trước mặt của Hàn Hướng Nhu. Tuy Hàn Hướng Nhu cực kỳ muốn nhìn xem Tiết Yến Yến mê hoặc Hàn Thịnh Vĩ như thế nào nhưng cô sợ sau khi xong việc. Hàn Thịnh Vĩ tìm mình tính sổ nên chỉ có thể tiếc nuối móc ra một lá bùa từ trong ngực rồi ném vào giữa hai người. Lá bùa nhìn thoáng qua thì mỏng nhẹ nhưng từ tay của Hàn Hướng Nhu bắn ra lại giống như mũi tên. Trong nháy mắt dán lên môi của Tiết Yến Yến chắn ngay giữa hai người. Tiết Yến Yến tránh không kịp nên nụ hôn dính trên lá bùa rồi lập tức bị lá bùa bắn ra ngoài nện mạnh lên tường. Lá bùa hóa thành tàn cho rơi rụng xuống. Hàn hướng nhu đi đến gần Hàn Thịnh Vĩ rồi vỗ nhẹ lên chán anh một cái. Một luồng hơi thở mát lạnh di chuyển trên người Hàn Thịnh Vĩ một lần. Lôi ra Hàn Thịnh Vĩ đang mơ màng không biết gì. Nhớ tới vừa rồi thiếu chút nữa mình lại thân mật với Tiết Yến Yến khiến đầu tóc của Hàn Thịnh Vĩ dựng đứng lên. Anh ai oán lếch nhìn Hàn hướng nhu một cái giống như đang hỏi sao cô lại ra tay chậm như vậy. Đôi mắt của Hàn Hướng Nhu cong cong. Đây chẳng phải là em muốn thấy ý chí của anh rốt cuộc thế nào sao? Hóa ra ý chí của anh cũng không lớn mấy nhà. Hàn Thịnh Vĩ ôm cả một bụng đầy nước đắng cũng không có cách nào nói ra được. Lúc giữa trưa nay tốt xấu gì anh cũng phát hiện ra có cái gì đó không đúng nhưng đến buổi tối hôm nay anh hoàn toàn bị khống chế tinh thần. Đại não trống rỗng. Đừng nói là hôn môi. Phòng trừng Tiết Yến Yến bảo anh ta thoát y thì cũng có thể anh ta sẽ làm theo y như vậy. Nhìn sắc mặt tái nhợt nằm ở góc tường lại lộ ra hơn nửa bầu ngực sữa của Tiết Yến Yến. Hàn Thịnh Vĩ không dám kệ mạnh bèn túm lấy cánh tay của Hàn Hướng Nhu rồi nhỏ giọng thương lượng. Em gái, đưa cho anh lá bùa đi. Hàn Hướng Nhu không biết nói thế nào. Có em ở đây anh còn phải dùng lá bùa hả? Em còn không thể so được với lá bùa cơ đấy. Hàn Thịnh Vĩ vô cùng đáng thương vươn tay ra để phòng nhớ đâu mà. Hàn hướng nhu nhìn anh trai bị dọa đến sắc môi trắng bệch bèn duỗi tay móc ra một lá bùa tử trong túi đưa cho anh. Hàn thịnh vĩ cầm lá bùa thì lập tức cảm thấy bản thân an toàn hơn rất nhiều. Anh thành thật cầm một cái ghế và chọn một góc tường có tầm nhìn tốt nhất ngồi ở đó rồi tỏ vẻ đang chờ xem kịch. Hàn hướng nhu đi tới trước mặt của Tiết Yến Yến rồi vươn tay nắm cái cầm của cô ta. Vì sao cô muốn cho nó chui vào cơ thể của cô để cùng cô từ hai hợp thành một? cô có bị ngốc hay không vậy? Tiết Yến Yến nhìn khuôn mặt của Hàn Hướng Nhu. Trong ánh mắt tràn ngập sự ghen ghét, cái loại người trời sinh đã xinh đẹp như cô thì làm sao biết được sự khổ sở của những cô gái bình thường như chúng tôi chứ? Cô ta dùng sức đẩy tay của Hàn Hướng Nhu rồi nhìn Hàn Thịnh Vĩ ngồi ở xa đang trốn tránh mình. Không nhịn được nước mắt cứ lăn dài. Từ hồi đại học năm thứ hai tôi đã yêu thầm anh ấy. Anh ấy học giỏi, đẹp trai lại có gia thế tốt nhiều sinh viên nữ trường chúng tôi đều thích anh ấy vì để theo đuổi nên tôi nỗ lực vào xã đoàn giống anh ấy anh ấy tham gia vào bất kỳ hoạt động nào ở trong trường tôi đều đi cổ vũ vì để được gặp ngẫu nhiên cùng anh ấy mà tôi đã đứng ở ngoài thư viện canh mấy tiếng nhưng trước nay anh ấy lại không chú ý tới tôi thậm chí còn không biết tôi tồn tại còn không phải vì tôi nhìn khó coi sao tiết yến yến quát tháo loạn lên nếu tôi xinh đẹp được như cô thì anh ấy đã sớm chạy đến hỏi tôi số điện thoại rồi. Hàn Thịnh Vĩ nghe mà mặt ngơ ngác. Trường đại học lớn như vậy. Một ngày ngẫu nhiên gặp bạn học cùng trường không biết có bao nhiêu. Nếu mỗi ngày anh ta phải để ý một tí thì một ngày cũng đừng mong làm được gì khác. Tiết Yến Yến thấy bộ dáng Hàn Thịnh Vĩ không hề nhớ tới không khỏi hơi nản lòng thoái trí. Sau khi tốt nghiệp đại học, vốn dĩ tôi có thể vào một công ty quảng cáo nổi tiếng nhưng tôi lại không cam lòng tôi còn muốn tranh thủ cho mình một chút sau khi biết anh ấy mở công ty tự gây dựng sự nghiệp thì tôi liền tới xin việc làm lễ tân tôi cho rằng chỉ cần chúng tôi quen biết nhau thì anh ấy sẽ thích tôi hàn thịnh vĩ nghe thấy thế cuối cùng không nhịn được sen mồm một câu tiết yến yến cô không phải là loại hình tôi thích còn không phải là vì em khó coi sao tiết yến yến tức đến mức đôi mắt đỏ cả lên hướng tới anh ta giống lên khàn cả giọng đó là vì anh chê em xấu xí mà thôi Hàn Thịnh Vĩ không nghĩ tới trong lòng Tiết Yến Yến lại vặn vẹo như vậy. Dung mạo đã trở thành chấp niệm nơi đáy lòng của cô ta rồi. Nhìn đến vẻ mặt căn bản không muốn phản bác của Hàn Thịnh Vĩ, Tiết Yến Yến chỉ cho rằng anh ta đang cam chịu thì lập tức càng cuồng loạn hơn. Khuôn mặt tái nhật của cô ta. Trong nháy mắt trở nên đỏ tươi ướt hát yêu kiều diễm lệ, hương hoa đào trên người cũng bắt đầu nồng nặc lên. Chỉ có giọng nói vẫn bén nhọn điên cuồng ồn ào như cũ hiện tại không phải em đã đẹp rồi sao? Sao anh còn không tới đây nói yêu em? Cô thôi đi được rồi đấy. Định thông đồng với ai? Hàn hướng nhu tiện tay ấn tiết yến yến vừa mới bỏ dậy ngã lên trên sàn nhà rồi duỗi tay rút một cái bóng nửa trong suốt từ trên người cô ta xuống. Một đảo yêu với đạo hạnh ít ỏi cũng dám la hét trước mặt ta. Tiết yến yến cảm thấy linh hồn của mình như bị xé rách ra vậy. Đau đến mức cả người run rẩy. Việc khiến cô ta sợ hãi là cô ta cảm giác được trên mặt mình nóng lên từng đợt. Mặt của tôi, mặt của tôi làm sao vậy? Tiết Yến Yến bất chấp trên người vẫn còn đau nhức. Cô ta té ngã xuống rồi lộn nhào từ góc tường hướng về một bên ngăn tủ rồi lấy một chiếc gương từ trong ngăn kéo ra soi lên mặt. Ngũ quan lẳng lơ đẹp đẽ với làn da trắng nón như nước trước đây giờ đã không thấy nữa. Trong gương chỉ hiện lên một khuôn mặt bình thường. Tay của Tiết Yến Yến run rẩy, gương mặt này cô ta đã quá quen thuộc. Quen thuộc tới nỗi cô ta nằm mơ cũng cảm thấy phiền chán. Sao giờ nó lại về rồi? Không phải cô ta đã trở nên xinh đẹp rồi sao? Còn chưa đợi Tiết Yến Yến khóc thành tiếng. Việc khiến cô ta càng kinh hoàng hơn đã xảy ra. Mặt cô ta đã trở lại hình dạng ban đầu nhưng không có ngừng lại mà tiếp tục biến đổi tiếp. Làn da trên mặt trở nên vô cùng vàng ố. Từng đốm từng đốm đen hiện lên làm người hái hùng khiếp vía làn da khóe mắt ban đầu nhắn mịn bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn mà mắt thường có thể thấy được. Cơ quả táo cũng từ từ chạy xệ. Những nếp nhăn hiện ra. Cả khuôn mặt không ngừng già thêm 10 tuổi. Cơ quả táo, bản con vớt là cơ bình quả. Thật sự là mình tra rất nhiều tư liệu rồi không biết cơ quả táo là cơ gì nữa. Mình đoán là cơ ở khu vực gò má đi xuống vì nó khá giống quả táo. Không biết có đúng không? Có bạn nào biết thì góp ý giúp mình nha a a a a a a a tiết yến yến bụng mặt lớn tiếng hét chói tai mặt của tôi sao lại biến thành như vậy sao lại biến thành như vậy hán hướng nhu thương hại nhìn cô ta một cái chính cô không biết sao đây là hậu quả của việc cô để hoa đào yêu nhập vào người đấy nếu không lấy đi tinh khí của cô thì làm sao cô ta có thể có lực lượng làm cô trở nên đẹp đẽ đi quyến rũ đàn ông được nói thật cô vẫn còn may mắn đấy khi để cô ta nhập vào người không lâu nếu nhập vào người thời gian lâu rồi thì linh hồn của cô sẽ bị cô ta hút khô. Đến lúc đó thân thể này chính là của cô ta rồi. Thấy bộ dáng tiết yến yến bị chịu đả kích không còn luyến tiếc cuộc sống. Hàn hướng nhu không đáp lại cô ta nữa mà dùng sức quơ quơ hoa đào yêu trong tay mình đang giả chết. Sức bàn tay lớn đến mức suýt nữa bóp nát à ta, nói đi. Cô làm thế nào mê hoặc được tiết yến yến? ngay thời điểm hoa đào yêu bị hàn hướng nhu cứng rắn lôi ra từ trong cơ thể của tiết yến yến là đã biết bản thân không phải đối thủ của cô nhưng ả à ta lại không muốn bó tay chịu tói ả à ta nhìn khắp nơi rồi rời mục tiêu sang phía hàn thịnh vĩ hoa đào yêu chớp chớp đôi mắt đào hoa nước mắt trong suốt lấp lánh động trên lông mi thể hiện ra vẻ sắp khóc đến nơi mới nhìn qua đúng là yếu đuối đến đáng thương thịnh vĩ người ta thật sự thích anh mà anh cứu cứu em đi Giọng nói nũng nịu được phun ra từ đôi môi đỏ tươi ướt át của ả, à. ngọt đến mức làm xương cốt trên người đều cảm thấy tê dại. Hàn Thịnh Vĩ hít sâu một hơi rồi cầm lấy lá bùa liếm một cái rất quyết đoán dán trên trán của mình. Hoa Đào yêu tức đến mức suýt chút nữa ngất xỉu, chưa thấy qua tên đàn ông nào không biết phong tình như vậy. Hàn Hướng Nhu không nhịn được cười ha ha lên rồi nhéo cổ của Đào Hoa yêu quơ đi quơ lại rồi có lòng tốt khuyên ả à ta, "Cô đừng có làm mấy thứ vô dụng đó." bản thể của cô đâu tôi không có bản thể đào hoa yêu tỏ vẻ không cam lòng nếu tôi có bản thế thì tự tôi tu luyện thành hình người được rồi còn phí tâm phí lực dung hợp vào cơ thể người làm gì cô ta lại khó coi nữa tiết yến yến vừa mới bình tĩnh lại thì nghe thấy câu đâm tim như thế lập tức liền nổi giận cô ta bỏ dậy chạy vào phòng ngủ lấy ra một cái gương cầm tay màu vàng rồi vứt trên mặt đất cô ta chui từ nơi này ra đấy hàn hướng nhu khom lưng nhặt chiếc gương nhỏ lên cẩn thận đánh giá một lúc hơi kinh ngạc nhìn hoa yêu trong tay đây không phải làm từ gỗ đào đúng là không phải bản thể của cô rồi chiếc gương cầm tay này tuy không phải là bản thể của đào hoa yêu nhưng cũng là nơi cô ta dung thân vẫn huyết mạch tương liên như cũ đào hoa yêu thấy tiết yến yến lôi chiếc gương nơi mình dung thân ra bèn trừng mắt oán hận nhìn cô ta một cái cuối cùng cũng thành thành thật thật nói lời nói thật lúc tôi vừa mới tu thành hình người thì bản thể đã bị người ta chém mất may mắn biết một pháp thuật liền sống sơ sở cứng rắn ép thần hồn của mình ra tuy thoát khỏi cái chết nhưng lại bị thương rất nghiêm trọng ngay cả hình người đều không duy trì được đúng lúc ấy cái gương cầm tay này rơi ở gần đó nên tôi gửi thân vào trong chiếc gương nhỏ này vốn là tôi không muốn là chuyện xấu đào hoa yêu biện giải cho mình là chấp niệm trở nên xinh đẹp của tiết yến yến quá sâu nên tôi mới giúp cô ta Hàn Hướng Nhu cười ha hà một tiếng. Nhìn Tiết Yến Yến bị hút lượng lớn tinh khí mà trở nên già nua rồi nhìn đào hoa yêu trào phúng. Đây chính là cô giúp cô ta hà. Ngay từ đầu tôi chỉ muốn dạy cô ta trang điểm thôi. Ánh mắt của đào hoa yêu không nhịn được liếc đến nơi có Hàn Thịnh Vĩ. Về sau ở trong gương tôi thấy được Hàn Thịnh Vĩ. Cảm thấy anh ấy đẹp trai. dáng người cũng khá tốt nên lúc này mới muốn mượn cơ thể của Tiết Yến Yến để tiếp cận anh ấy. Nhớ tới cái hôn chưa hôm nay, đào hoa yêu có vẻ chưa đã thèm mà liếm liếm môi chỉ tiếc mới được hôn có một cái lập tức sắc mặt của hàn thịnh vĩ đen như đáy nổi hàn hướng nhu nghe đủ chuyện xưa xong cũng không muốn lại nói nhảm với đào hoa yêu nữa nên cũng trực tiếp làm sáng tỏ mặc kệ có nói thế nào thì cô vẫn đã hại người tôi cho cô hai lựa chọn một là tiến vào hồ lô của tôi hóa thành linh khí hoặc tôi sẽ mở quỷ môn đưa cô về địa phủ nhận phán quyết hiện tại cô chỉ còn linh thể năm bỏ bốn cũng coi như là quỷ yêu tinh. Đi địa phủ chịu phạt sớm một chút không chừng còn có hy vọng đầu thai. Đôi mắt của đào hoa yêu đào một vòng rồi bưng ra vẻ vật đáng thương làm sao. Tôi đi địa phủ thôi. Đời này tôi chỉ là cây. Trên người lại mang theo chút tội nghiệt. Không biết kiếp sau có thể đầu thai thành cái gì. Hàn hướng nhu buông tay thả đào hoa yêu ra. Rồi từ trong túi móc ra một đống lá bùa. Bới nửa ngày mới rút ra được một lá. Hàn Thịnh Vĩ nhìn muốn rút gần. Nếu không phải đúng địa điểm thì nhất định anh sẽ dạy cô thật tốt cái gì gọi là phân loại. Đào Hoa Yêu đứng bên cạnh Hàn Hướng Nhu, thấy hiện giờ cô không dành bận tâm mình, thế là cơ thể chuyển hóa thành bụi khói rồi hướng về cửa sổ chạy. Hàn Thịnh Vĩ thấy thế không khỏi hô một tiếng, cô ta chạy rồi. Hàn Hướng Nhu không thèm ngẩng đầu, cũng không biết cái hồ lô nhảy ra từ nơi nào. Cô rút nút bịt rồi nhắm ngay vào Đào Hoa Yêu đào hoa yêu mới chuồn ra khỏi từ khe cửa sổ thì cảm thấy có một lực hút túm chặt lấy ả. À. Ả à, ta dùng hết sức dễ dụa nhưng trung quy là không thể chống lại được lực hút kia nên bị hút luôn vào trong hồ lô. Hàn Thịnh Vĩ thấy đào hoa yêu bị thu lấy. Lúc này mới dám lấy lá bùa dán trên mặt giật ra. Thật cẩn thận gấp lại rồi đặt vào trong túi. Anh đi tới bên cạnh Hàn Hướng Nhu. Cực kỳ tò mò nhìn hồ lô trong tay cô. Em lấy đâu ra cái hồ lô lớn như vậy? Hàn Hướng Nhu lắc lắc hồ lô trong tay hồ lô nhanh chóng thu nhỏ lại biến thành mặt trang sức nhỏ. Cô tùy tiện cho hồ lô vào trong túi cất đi. Đây là chấn phái chi bảo của thiên nhất phái bọn em. Lão tổ truyền cho em. Nó có thể hút vạn vật ở thế gian. Hàn Thịnh Vĩ nhìn hồ lô lớn như vậy trước mắt đã biến nhỏ như thế thì lập tức đôi mắt trừng lớn. Giọng nói cũng biến thành nịnh nọt. Em gái của anh. Em xem anh có tư cách vào thiên nhất phái không thế. Hàn hướng nhu vỗ vỗ bảo vai của Hàn. Thịnh Vĩ rồi cực kỳ vui sướng lắc lắc đầu, đã nói tư chất của anh không được mà. Ngưỡng cửa thu đồ đệ của thiên nhất phái bọn em rất cao, bằng không sao chỉ có mỗi hai người thôi. Hàn Thịnh Vĩ cực kỳ ảo não. Phải biết rằng trước kia chính mình hay lấy chuyện thiên nhất phái nghèo nàn chỉ có mỗi hai người để chiêu đùa Hàn Hướng Nhu. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị dối lại. Tuy đào hoa yêu đã được thu lấy nhưng vật mà đào hoa yêu gửi thân vào vẫn còn ở. Hàn hướng nhu ném một lá bùa quà, chiếc gương cầm tay màu vàng lập tức bốc cháy lên ngọn lửa lớn nhưng có điều lạ là ngọn lửa chỉ vây quanh chiếc gương cầm tay để đốt chứ không có bén lửa ra nơi khác khoảng hai phút sau ngọn lửa dập tắt chiếc gương cầm tay cũng bị thiêu sạch sẽ chỉ để lại một ít tàn cho mà mùi hoa đào nồng nặc trong phòng cũng tan đi hết hàn hướng nhu ngáp một cái rồi hướng về hàn thịnh vĩ nói được rồi việc ở đây đã xong chúng ta đi về nhà đi em mệt rồi Hàn Thịnh Vĩ vội vàng đi mở cửa. Tiết Yến Yến vẫn cương ngơ ngẩn chứng kiến tất cả mọi việc đột nhiên nhào lên ôm đùi Hàn Hướng Nhu không buông. Vẻ mặt đầy tuyệt vọng. Tôi làm sao bây giờ? Mặt của tôi làm sao bây giờ? Hàn Thịnh Vĩ vội vàng kéo Tiết Yến Yến hất ra một bên. Sợ cô ta gây thương tổn tới Hàn Hướng Nhu. Hàn Hướng Nhu cúi đầu nhìn vào mặt của Tiết Yến Yến, lắc đầu với vẻ mặt tiếc nuối. Cô bị hút đi tinh khí thì đương nhiên sẽ bị giả đi tôi cũng không có cách nào. Nhưng ở thời điểm này tôi cho rằng cô càng nên quan tâm tới vấn đề tuổi thọ của cô thì hơn. Tiết Yến Yến nằm liệt trên mặt đất. Không nhịn được gào giống lên, tôi già thành thế này rồi. Cho dù sống đến bảy tám chục tuổi đi chăng nữa thì còn ý nghĩa gì? Hàn hướng nhu lắp lắc đầu rồi xoay người đi. Hàn thịnh vĩ liếc nhìn Tiết Yến Yến một cái. Không đành lòng nói, hoặc là cô có thể thử đi phẫu thuật thẩm mỹ đi. Có lẽ sẽ có hiệu quả. Tiết Yến Yến không nói gì, chỉ để lại dáng vẻ không còn gì đáng buồn bằng trái tim đã chết. Ngày hôm sau, Tiết Yến Yến cũng không tới đi làm, chỉ gửi thư điện tử từ chức cho người quản lý nhân sự của công ty. Hàn Thịnh Vĩ ký tên khi người quản lý nhân sự đưa đơn từ chức tới, lại đưa cho người quản lý một tờ chi phiếu đã ký xong, dù sao Tiết Yến Yến cũng là nhân viên lâu năm của công ty, lần này lại gặp chút chuyện ngoài ý muốn, cho cô ấy một khoản tiền bồi thường đi trong tòa nhà cũ nát ở khu dân cư. Tiết Yến Yến đang sững sờ ngồi yên ở ghế dựa thì bị tin nhắn đánh thức. Cô ta cảm thấy bất lực cầm lấy điện thoại mở tin nhắn thì nhìn thấy hai lần chuyển khoản. Tiết Yến Yến nhìn chằm chằm vào số tiền bồi thường cuối cùng nửa ngày, bỗng nhiên gào khóc lên. Hàn Hướng Nhu thu lấy đào hoa yêu xong liền đem việc này vứt sau đầu. Buổi sáng tới công ty rồi nhanh chóng tiến vào trạng thái bận rộn. Hàn Hướng Nhu thư ký bộ phận quản lý là trần lâm gọi cô tổng giám đốc cố muốn tư liệu của công ty mỹ phẩm làm đẹp cô sửa lại cho tốt rồi đưa cho ngài ấy đi hàn hướng nhu lên tiếng lấy ra một chồng tài liệu được xếp ngay ngắn từ trong ngăn kéo ra rồi đi đến văn phòng tổng giám đốc cốc 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 nhẹ nhàng gõ cửa ba lần sau hàn hướng nhu nghe được bên trong có một tiếng hô vào đi thì mới đẩy cửa văn phòng tổng giám đốc cố đây là tài liệu ngài muốn ạ à hàn hướng nhu để tài liệu trên bàn của cố bách nhiên cố bách nhiên cầm lấy tài liệu rồi ngẩng đầu nhìn cô một cái hơi kinh ngạc nhíu lông mày cô là thư ký mới tới hàn hướng nhu gật đầu tôi tên là hàn hướng nhu cố bách nhiên nhìn khuôn mặt xuất chúng ưa nhìn của hàn hướng nhu trong lòng chẳng những không vui vẻ mà ngược lại còn hơi phòng bị anh đưa tầm mắt về trên tài liệu mặt không biểu cảm đuổi người cô có thể ra ngoài cô gọi trần lâm tới đây Hàn Hướng Nhu gật đầu rồi xoay người đi ra khỏi văn phòng tổng giám đốc. Một lát sau, Trần Lâm đến gõ lên cửa văn phòng. Cố Bách Nhiên bê chén trà long tỉnh để trên bàn uống một ngụm rồi mới để Trần Lâm tiến vào. Cô biết tôi không quá thích nữ thư ký có bề ngoài quá xuất chúng, vẻ ngoài xuất sắc dễ khiến mấy. Người đó có tâm tư khác. Cố Bách Nhiên đi thẳng vào vấn đề. Tôi càng coi trọng năng lực công tác của thư ký hơn chứ không phải diện mạo. Trần Lâm mang khuôn mặt mỉm cười trả lời, Tổng Giám đốc cố, phòng thư ký vẫn luôn thiếu người. Lần này có 150 sinh viên mới vào công ty, ở giai đoạn đầu đã trải qua huấn luyện và thi cử. Các phương diện của Hàn Hướng Nhu khá ưu tú nên lúc này mới phân đến phòng thư ký thôi ạ. À. Cố Bách Nhiên hơi gật đầu. Bản phân tích kinh doanh nửa tháng sau cô để cái cô Hàn Hướng Nhu kia chuẩn bị báo cáo tổng kết vào hội nghị đi, để tôi nhìn xem rốt cuộc năng lực của cô ta như thế nào. Còn nữa, ngày thường cô lưu ý cô ta hơn một chút. Tôi không hy vọng phòng thư ký lại xuất hiện người như Lý Trình Lâm vào Vương Viện Viện. Vâng, Tổng Giám Đốc Cố. Trần Lâm đáp, cô thấy Cố Bách Nhiên không giận gì nữa mới xoay người rời đi. Lý Trình Lâm vào Vương Viện Viện đã từng là thư ký của Cố Bách Nhiên, đều có khuôn mặt đẹp có thể làm minh tinh hai cô gái này không biết có phải xem nhiều tiểu thuyết ngôn tình quá hay không mà sau khi được đưa đến phòng thư ký lại không chịu làm việc tử tế ngược lại cứ một lòng một dạ muốn trèo cao hy vọng muốn bay lên cành cao làm phượng hoàng bởi vì đều có tâm tư giống nhau nên ngày đầu tiên lý trình lâm và vương viện viện vào phòng thư ký đã đấu đá với nhau như gà trọi coi đối phương trở thành kẻ địch giả tưởng trừ công việc ra cố bách nhìn cũng không lén lút tiếp xúc quá nhiều với thư ký hai người lý trình lâm và vương viện viện chỉ có thể trang điểm hoa hòe lộng lẫy mỗi ngày và nghĩ mọi cách lại gần cố bách nhiên bởi vì tâm tư của hai người đều không đặt trên chính sự nên đối với thái độ công tác của hai người trần lâm cực kỳ bất mãn vì thế liên hệ với quản lý nhân sự muốn sa thải hai người này về sau lý trình lâm biết chuyện không cam lòng rời đi tập đoàn thần huy như vậy cũng không thể không nói cô ta lớn mật đến thế vừa lúc hôm trần lâm đi hội nghị phối hợp của bộ phận khác lý trình lâm nắm lấy cơ hội trộm tiến nào phòng nghỉ của tổng giám đốc rồi ấn cố bách nhiên vừa mới đi xã giao trở về chuẩn bị nghỉ ngơi lên trên giường tuy cố bách nhiên uống một ít rượu vang đỏ nhưng vẫn chưa đến trình độ say rượu anh trực tiếp đạp lý trình lâm đang bỏ trên giường mình ra ngoài không cần chờ đến người của bộ phận nhân sự ra quyết định thì lý trình lâm trực tiếp bị khai trừ ngay lập tức vương viện viện mang tâm tư giống như vậy cũng bị liên lụy bị tập đoàn thần huy giải trừ hợp đồng lao động bởi vì chuyện này mà cố bách nhiên hoàn toàn rửa sạch phòng thư ký một lần tất cả thư ký ôm tâm tư đều bị điều đi các bộ phận khác lưu lại đều là những người có năng lực công tác và không có ý tưởng lung tung gì hàn hướng nhu không biết cố bách nhiên đã đem mình trở thành đối tượng trọng điểm phải phòng bị cho dù đã biết thì cô cũng không thèm để ý cô vào tập đoàn thần huy làm việc là vì đãi ngộ tiền lương tốt hơn so với các công ty khác một điều nữa là cô ở chung với đồng nghiệp trong phòng thư ký khá là vui vẻ đến nỗi từ trước đến nay đàn ông không ở trong phạm vi cô chú ý tới. Trần Lâm đem bản phân tích kinh doanh của hội nghị chuẩn bị và tài liệu chuẩn bị công việc giao cho Hàn Hướng Nhu. Sau khi Hàn Hướng Nhu hỏi đồng nghiệp khác về tài liệu tương quan của những lần phân tích kinh doanh trước đó để tìm hiểu nội dung, thì cũng bắt đầu liên hệ với các ban quản lý của bộ phận khác để họ dựa theo tư liệu đưa ra báo cáo tương quan như thường lệ. Trong lúc Hàn Hướng Nhu đang bận rộn, bỗng nhiên Hàn Thịnh Vĩ gọi điện tới hỏi thẳng vào vấn đề, Tiểu Nhu hôm nay em có tăng ca không? Một người bạn của anh có chút việc muốn mời em hỗ trợ. Hàn hướng nhu nhìn vào chồng tài liệu công việc cao đến đỉnh đầu. Tính thời gian rồi mới trả lời. Chắc là có thể tan tầm như bình thường. Nhưng bạn của anh có chuyện gì cần tìm em hỗ trợ vậy? Chính là việc về phương diện kia đó. Hàn thịnh vĩ hạ giọng. Nhưng mà em yên tâm đi. Thằng bạn anh hiểu quy củ. Sẽ chuẩn bị thù lao thật tốt. Thù lao. Ánh mắt Hàn hướng nhu sáng lên, còn đưa tiền hả. Vậy không thành vấn đề, em nhất định sẽ hỗ trợ thật tốt. Hàn Thịnh Vĩ cúp điện thoại, người bạn bên cạnh hỏi luôn, thế nào? Em gái của cậu đồng ý rồi sao? Yên tâm đi. Hàn Thịnh Vĩ ném điện thoại sang một bên, sau khi tan tầm em ấy sẽ tới đây. Chiều nay Hàn Thịnh Vĩ nhận được cuộc gọi của một người anh em mới từ nước ngoài trở về muốn hẹn mấy thằng bạn tốt gặp gỡ nhau tâm sự hàn thịnh vĩ và người bạn đó đã mấy năm không gặp nên vội vàng đồng ý rồi bắt tay xử lý công việc một lúc mới lái xe tới quán trà đã hẹn người tới quán trà đều là bạn chơi từ nhỏ của hàn thịnh vĩ nên có quan hệ cực kỳ thân thiết chẳng qua là hiện tại ai cũng đều bận rộn với công việc của mình quanh năm suốt tháng cũng không chạm mặt được mấy lần lúc này nếu không phải là đồng lục dương trở về từ nước ngoài sắp xếp tụ họp cùng nhau thì không biết khi nào bọn họ mới có thể ngồi với nhau uống trà nói chuyện phím đây cả nhóm đã lâu không gặp nên đều hỏi han tình hình gần đây của nhau. Đồng lực dương rót trả cho mấy người rồi cười hỏi, chúng mày đã có bạn gái chưa? Tao nói trước là bất luận ai kết hôn thì tao sẽ đi làm phu rể đấy. Cao Phong cười nói, thật ra tao muốn kết hôn nhưng còn chưa có bạn gái. Nói đến vụ này thì trong nhóm chúng ta có Hàn Thịnh Vĩ là từ bé đến giờ có nhiều hoa đảo nhất. Tao đoán nó là thằng kết hôn đầu tiên. Hàn Thịnh Vĩ vừa nghe đến hai tiếng hoa đào là không nhịn được run lập cập rồi lập tức cười khổ, "Đừng có nói nữa. Hiện giờ tao sợ nhất chính là hai tiếng hoa đào này đấy. Ngày hôm qua tao bị Đào Hoa yêu cuốn lấy, nếu không phải em gái tao ra tay chắc lúc này tao đã bị Đào Hoa yêu hút sạch dương khí rồi." Tiếng nói vừa dứt, có mấy người nở nụ cười, "Có Đào Hoa yêu thật hay giả đấy?" "Người anh em, chắc là gần đây mày xem lưu trai nhiều chứ gì?" "Thật sự" Hàn Thịnh Vĩ kể lại sự việc kỹ càng tỉ mỉ mà ngày hôm qua gặp phải. Cuối cùng còn lấy ra bùa hộ mệnh tùy thân để trong túi, đây là em gái tao cho tao bùa hộ mệnh, đặc biệt hiệu quả. Một đám cười hi hi ha ha muốn duỗi tay sờ bùa hộ mệnh. Hàn Thịnh Vĩ vội vàng cất lá bùa đi, sợ bị người khác chạm vào là về sau sẽ không linh nghiệm nữa. Người trẻ tuổi không tin những việc thần thần đạo đạo này cho dù hàn tinh vĩ nói có đầu có đuôi đến đâu thì bọn họ vẫn cho rằng anh đang nói đùa như cũ chỉ có một người tên là triệu tuấn thanh im lặng không nói đang lúc mọi người bắt đầu hi hi ha ha nói đến những chuyện thú vị trước đây bỗng nhiên triệu tuấn thanh mở miệng hỏi thịnh vĩ em gái mày thật sự có bản lĩnh về phương diện này sao đúng vậy hàn thịnh vĩ gật đầu nếu không phải gặp đúng loại chuyện này thì tao cũng không tin đâu vậy không biết em ấy có thể bắt quỳ được hay không Triệu Tuấn Thanh lau mặt kể, tao giống như là bị quỷ bám lấy vậy. Đi nhiều nơi cầu linh phù đều không dùng được. Nếu có thể tao muốn mời em gái mày hỗ trợ bắt quỷ. Đương nhiên tao sẽ chuẩn bị thủ lao thật tốt. Vì thế, Hàn Thịnh Vĩ đã gọi cuộc điện thoại đó cho Hàn Hướng Nhu. Đến khi Triệu Tuấn Thanh nghe được Hàn Hướng Nhu đồng ý nhận việc này thì mới nhẹ nhàng thở ra. Đồng lực dương thấy sắc mặt của anh ta khó coi vội vàng rót ly trà nóng. Người anh em, cuối cùng là mày gặp phải chuyện gì cùng anh em nói ra đi xem chúng tao có thể giúp đỡ được gì hay không triệu tuấn thanh chua chát cười chờ đại sư hàn tới rồi cùng nói một thể tao không muốn nhớ lại nhiều lần làm gì đồng lực dương vỗ vỗ bờ vai của anh ta lại nhắc tới mấy chuyện vui vẻ để khấy động không khí náo nhiệt một lần nữa đến năm giờ chiều cả nhóm đặt xong phòng ăn hàn thịnh vĩ đã gửi định vị cho hàn hướng nhu tiệm cơm này không quá xa tòa cao ốc thần huy. Cả nhóm đợi hơn 20 phút thì Hàn Hướng Nhu đã tới. Hàn Hướng Nhu từ công ty trực tiếp đến đây luôn. Trên người vẫn mặc đồng phục như cũ. Một nửa tóc dài cuộn sóng đến thắt lưng thả ở trước ngực. Đẹp đến mức làm người không rời được mắt. Cả một đám đàn ông đều nhìn chằm chằm, Không nghĩ tới em gái của Hàn Thịnh Vĩ lại lớn lên xinh đẹp như... Vậy. Đồng lực dương ân cần đứng lên vừa giúp hàn hướng nhu dịch ghế dựa vừa kích động đến mức hai mắt phát sáng thịnh vĩ này đây là em gái tiểu nhu của mình đúng chứ hàn thịnh vĩ quá quen thuộc với ánh mắt của bầy khỉ con này rồi anh kéo hàn hướng nhu ngồi ở vị trí bên cạnh mình rồi phòng bị nhìn đám anh em của mình cút đi bớt bớt lôi kéo làm quen đều cách xa em gái của tao một chút hàn hướng nhu nở nụ cười với bọn họ sau đó đem ánh mắt dừng trên người triệu tuấn thanh là anh muốn em hỗ trợ đúng không triệu tuấn thanh vội vàng gật đầu không ngừng đồng lực dương không biết sao cô lại đoán được nhưng rất nể tình cổ động đoán chuyện đấy em gái của anh quá thần hàn thịnh vĩ trợn mắt thấy triệu tuấn thanh giống như nhẹ nhàng thở ra có vẻ như tin tưởng hàn hướng nhu nhiều hơn chút mọi người đến đông đủ nhân viên phục vụ bưng lên đồ ăn đã được chuẩn bị xong ban đầu anh em tụ tập bên nhau thì như thế nào cũng phải uống một trận nhưng vì việc của triệu tuấn thanh nên hôm nay mọi người không uống rượu nữa đơn giản ngồi ăn cơm xong rồi nghe triệu tuấn thanh kể lại chuyện quỷ dị phát sinh ở trên người mình đại khái là ở nửa năm trước anh đã phát hiện có gì đó không đúng triệu tuấn thanh định hút thuốc nhưng anh ta nhìn thấy hàn hướng nhu hơi hơi nhíu mày nên nhanh chóng bỏ thuốc xuống anh cảm thấy nhà của anh có một con quỷ trên mặt của triệu tuấn thanh mang theo bất an tuy anh không nhìn thấy được cô ta cô ta cũng không tổn thương anh nhưng anh có thể cảm giác được cô ta tồn tại không phải là cậu đang nghi chứ cao phong cắm lời vào rốt cuộc là cậu cảm thấy không đúng chỗ nào ngay từ ban đầu tớ chỉ cảm thấy luôn có người nhìn chăm chăm vào mình nhưng các cậu biết từ khi bắt đầu tớ vào đại học là đều ở một mình trong nhà trừ tớ ra là không có người thứ hai cho nên ngay từ đầu tớ cũng không nghĩ tới khía cạnh đó cho đến mấy tháng trước tớ mang theo bạn gái mới về nhà trên mặt của Triệu Tuấn Thanh hiện lên sự sợ hãi, tớ đi tắm trước, rồi nằm trên giường chơi di động. Còn bạn gái của tớ đi tắm rửa. Sau nửa giờ cô ấy mới ra khỏi phòng tắm lại đi một đôi giày vài màu trắng theo hoa nhỏ. Lúc ấy tớ cảm thấy kỳ quái nên không nhịn được hỏi một câu không phải em đi dép lê vào sao. Tìm giày vải đó từ chỗ nào vậy? Lúc ấy bạn gái của tớ chỉ nhìn tớ cười không nói lời nào rồi chậm rãi bò lên giường. Triệu Tuấn Thanh kinh hoàng nuốt đầu lưỡi xuống tớ phát hiện động tác của cô ấy rất cứng đờ. Đôi mắt nhìn tớ cũng hơi đầm đầm. Khủng bố nhất chính là tóc của cô ấy ban đầu chỉ dài tới xương quai xanh. Đến khi cô ấy lên giường thì tớ phát hiện tóc của cô ấy rú tới trước ngực rồi. Về sau thì sao? Đồng lực dương nghe đến mắt trợn tròn. Triệu Tuấn Thanh trả sát mặt. Biểu cảm trên mặt không được tốt lắm. Tớ bị dọa té xỉu. Buổi sáng ngày hôm sau lúc tớ tỉnh lại thì phát hiện tớ nằm ở trên giường còn có chăn che lại bạn gái của tớ nằm trên mặt sàn tóc lại biến thành ngắn như trước trên chân cũng không có giày vải gì sau khi cô ấy tỉnh lại tựa hổ nghĩ không ra vì sao bản thân lại nằm trên sàn nhà rồi tức giận với tớ tớ bị buổi tối hôm đó dọa sợ nên thuận thế chia tay với cô ấy luôn hàn thịnh vĩ vỗ vỗ bả vai của triệu tuấn thanh vẻ mặt đồng tình người anh em cậu gặp chuyện còn dọa người hơn tớ gặp được nhiều triệu tuấn thanh cười khổ ban đầu tới tưởng rằng là cô ấy tự mình trêu chọc phải thứ không tốt lành gì nên ngày hôm sau vội vội vàng vàng đến miếu xung quanh nhà vái lại. Gọi nhân viên dọn vệ sinh tới quyết tước một lần. Còn để em họ tớ ở nhà cùng tớ một tuần. Không thấy có gì kỳ quái phát sinh nên cũng vứt chuyện này ra sau đầu. Tháng trước tới lại có bạn gái. Triệu Tuấn Thanh nói được một nửa. Trong nháy mắt cả nhóm đều hiểu. Không phải cậu lại đem bạn gái về nhà chứ. Triệu Tuấn Thanh gật đầu tuy đã thay đổi bạn gái nhưng lại gặp phải chuyện giống nhau như đúc tớ không có biện pháp nên nhờ người tìm không ít người gọi là cao nhân lại còn đi vào miếu cầu rất nhiều bùa bình an nhưng gần đây nhất cả bạn gái của tớ ở trong nhà tớ trở nên không bình thường thậm chí vào tuần trước còn bị chảy máu tớ sợ làm hại cô ấy nên vội vàng chia tay với cô ấy luôn lúc này việc lạ trong nhà mới ngừng lại sau khi cả nhóm nghe xong liền mắt nhìn mắt Hàn Thịnh Vĩ có kinh nghiệm phong phú đi đầu suy đoán, có phải nhà cậu có nữ quỷ hay không? Không thể nhìn thấy cậu và cô gái khác tốt đẹp nên mới vẫn luôn phá đám như vậy. Triệu Tuấn Thanh cũng suy đoán gần như vậy, vì vậy sắc mặt cực kỳ khó coi. Hàn hướng nhu ăn xong miếng dưa hấu, cầm lấy khăn ướt để bên cạnh xoa xoa tay rồi đứng lên sách theo ba lô, đến nhà anh nhìn kỹ trước hãng nói. Tác giả có lời muốn nói, khuôn mặt của cố bách nhiên lạnh nhạt, nếu cô dám thích tôi thì tôi lập tức đuổi việc cô hàn hướng nhu nghiêm túc gật đầu tổng giám đốc tôi nhớ kỹ rất lâu về sau cố bách nhiên dùng vẻ mặt thâm tình nhu nhu anh thích em hàn hướng nhu lắc đầu đầy kiên định tôi không muốn bị sa thải bị sa thải sẽ không có bạn bè cho nên tôi sẽ không thích anh cố bách nhiên dùng vẻ mặt tuyệt vọng miệng của mình thế nào lại thiếu đánh vậy xuất hiện sớm không đại biểu thượng vị sớm Tiểu cố, cậu cảm thấy cậu có thể theo đuổi được hướng nhu của chúng ta trước phiên ngoại không? Điều kiện gia đình của Triệu Tuấn Thanh không tồi. Tốt nghiệp đại học xong là cha mẹ anh ta mua cho anh ta một căn hộ bốn phòng ngủ hơn 200 mét vuông. Mấy năm nay Triệu Tuấn Thanh vẫn luôn ở đây một mình. Chỉ có các ngày lễ ngày Tết mới về nhà ở mấy ngày. Hàn Thịnh Vĩ và đám anh em kia đều đi theo. Hàn Thịnh Vĩ thì không yên tâm em gái mình còn những người khác thì đều ôm tâm lý muốn xem náo nhiệt khi lần đầu tiên nghe đến sự tình như này triệu tuấn thanh cũng không ngăn lại người nhiều cũng có thể tăng thêm can đảm nếu thật sự có chuyện gì cũng có thể giúp một ít hàn thịnh vĩ duỗi cổ nhìn khắp nơi rồi quay đầu hỏi triệu tuấn thanh nếu nơi này của cậu không sạch sẽ thì sao không đổi chỗ ở đi vẻ mặt của triệu tuấn thanh chua chát đừng nói nữa tớ ở nữa bất cứ đâu đều cảm giác có cái gì đi theo tên quỷ đó như đang nhìn chằm chằm vào tớ vậy tớ đi đâu cũng vô dụng hàn thịnh vĩ đồng tình vỗ vỗ bờ vai của anh ta không biết phải an ủi bạn mình thế nào mới tốt sau khi hàn hướng nhu đến nhà triệu tuấn thanh có dạo quanh bốn phía một vòng ngoài ý muốn đó là trong nhà anh ta trừ âm khí còn vương lại một chút ra cũng không có nhìn thấy quỷ hồn nào hàn hướng nhu xoay hai vòng ở trong phòng ngủ chính có âm khí nặng nhất ngay sau đó đi già triệu tuấn thanh lập tức hỏi thế nào có quỷ sao? Hàn hướng nhu lắc lắc đầu. Đúng thật là có dấu viết quỷ tới. Nhưng lúc này nó không ở. Triệu Tuấn Thanh nghe vậy mới mờ mịt không biết làm sao. Chẳng lẽ con quỷ này còn chạy lung tung khắp nơi hả? Nếu tới rồi thì cứ ở đây đợi đi. Đồng lực Dương đề nghị. Nếu không chúng ta tụ lại cùng nhau chơi bài poker một lúc đi. Sau khi Triệu Tuấn Thanh biết nhà mình đúng là có quỷ từng đến thì cũng hy vọng bọn họ có thể ở lại giúp mình lớn gan hơn anh ta vội vàng gọi điện thoại cho khách sạn gần nhà order một ít đồ ăn thuận tiện để cho họ đưa mấy bộ bài poker tới chắc là triệu tuấn thanh là khách quen cũ của khách sạn kia nên hai nhân viên phục vụ của khách sạn đó liền đưa tới một đống đồ ăn trừ những món triệu tuấn thanh gọi ở ngoài còn có hai mâm siêu cấp lớn có đựng trái cây triệu tuấn thanh đem thức ăn đều mở ra hết rồi đặt ở trên bàn trà còn lấy ra một đống bia từ trong tủ lạnh đặt ở một bên Mấy người đồng lực Dương ngồi ở bàn cơm đánh bài. Triệu Tuấn Thanh không có tâm tư chơi. Anh ta mở ra lon bia uống một ngụm rồi ngồi ở trên sofa ngẩn người. Hàn Hướng Nhu xoay quanh nhà hai vòng rồi hỏi Triệu Tuấn Thanh, "Ngày thường mấy giờ anh về nhà vậy ạ?" À? Tuy Triệu Tuấn Thanh không rõ vì sao Hàn Hướng Nhu hỏi như vậy nhưng vẫn thành thật trả lời, "Thường thì trong khoảng trên dưới 9 giờ tối anh mới trở về." Hàn Hướng Nhu nhìn thời gian trên di động. Hiện tại mới 7 giờ 30 phút. Vì thế ném điện thoại ở một bên rồi lấy đầu thỏ sốt cay từ hộp cơm ra gặm. "Trở đi. Xem đến 9 giờ con quỷ kia có tới hay không." Hàn Thịnh Vĩ thỏ tay ta cầm đầu vịt bỏ vào miệng rồi tò mò hỏi, "Nếu 9 giờ không tới thì phải làm sao bây giờ?" Hàn Hướng Nhu nói nhẹ nhàng bâng quơ, "Vậy thì gọi mấy con quỷ ở gần đây đến hỏi một chút. Xem con quỷ nào tới đây quấy rối là được." Triệu Tuấn Thanh nghe vậy thì tái mặt. Trong nhà có một con quỷ đã đủ ầm ĩ cô gái này còn chuẩn bị gọi cả một đám tới hả? Lần đầu tiên Triệu Tuấn Thanh hy vọng con quỷ nhà anh ta có thể về đúng giờ. Nhất định đừng về trễ. Nếu về trễ không chừng là không chen vào được nữa. Nhưng nhìn thấy hàn hướng nhu nhắc tới quỷ lại không thấy đổi sắc. Hơn nữa trong nhà ăn vang lên tiếng hi hi ha ha đánh bài. Cũng làm Triệu Tuấn Thanh thả lòng không ít. Anh ta cầm lấy điều khiển từ xa mở tivi Cũng ngồi bên cạnh Hàn Thịnh Vĩ gặp một miếng thịt kho nhét vào trong miệng thanh âm vô cùng náo nhiệt trong phòng vang lên không ngừng hàn hướng nhu vừa ăn mấy đồ ăn vặt như đầu thò cổ vịt tôm hùm đất vừa ngồi nhìn ghen sâu cười ngửa trước ngửa sau đến khi đồ ăn vặt trên bàn ăn được một nửa thì bỗng nhiên hàn hướng nhu ném cổ vịt gặm được một nửa sang một bên rồi đứng dậy đi toilet triệu tuấn thanh chỉ nghĩ rằng cô ăn chán rồi nên vội vàng bưng mâm đựng trái cây tới chờ đến lúc hàn hướng nhu đi ra từ toilet lập tức ân cần đưa tới em ăn chút trái cây đi Hàn hướng nhu cầm lấy dĩa cắm lên một miếng đào mật mọng nước rồi đưa vào miệng. Thuận tay cầm mâm đựng trái cây vừa nhận được để lên trên bàn. Cực kỳ đồng tình nhìn Triệu Tuấn Thanh, anh xác định là nhà anh chỉ có một con quỷ thôi hả? Như thế nào lại về hai con? Cả người Triệu Tuấn Thanh cứng đờ rồi quay đầu lại nhìn đồng hồ treo trên tường. Vừa đúng 9 giờ. Trong nháy mắt, đầu tóc của Triệu Tuấn Thanh đều dựng thẳng lên. Nghe thấy quỷ đã trở lại. Hàn Thịnh Vĩ bị dọa đến mức làm rơi con tôm hùm đất đang gặm được một nửa xuống sàn. Anh ta cũng không buồn nhặt lên. Vội vàng lột bao tay dùng một lần ra ném lên bàn, lấy khăn ướt cẩn thận lau khô tay. Mới run run rẩy rẩy móc lá bùa ở trong túi ra, quen cửa quen nèo liếm một cái rồi dán lên chán. Triệu Tuấn Thanh nhìn lá bùa bình an trên đầu Hàn Thịnh Vĩ đầy hâm mộ. Anh ta hối hận vừa rồi chỉ lo uống bia mà quên hỏi Hàn Hướng Nhu về chuyện xin một lá bùa nhưng chắc là hàn hướng nhu có thể bảo vệ an toàn của anh ta đúng không? Tuy có nói con quỷ đã trở lại nhưng hàn hướng nhu vẫn ngồi trên ghế trước bàn trà không hành động gì như cũ. Cô vừa ăn đào mật mọng nước vừa đánh giá hai con quỷ ở trong phòng. Hai con quỷ này là một già một trẻ. Già mặc áo liệm tơ lụa nhìn qua cực kỳ có thể diện. Trẻ ước chừng chỉ mới khoảng 20 trở lên. Tóc dài đến eo. Mặc một bộ váy liền thân màu trắng. Trên chân là một đôi giày vải màu trắng có họa tiết nhí. Nhưng trên tay hai con quỷ này không dính lên tính mạng của con người, linh hồn cũng coi như sạch sẽ, bởi vậy nên vẫn giữ lại được bộ dáng lúc sinh thời, mới nhìn cũng không dọa đến người. Ý thức được Hàn Hướng Nhu có thể nhìn thấy hai người nên hai con quỷ đều quay đầu nhìn cô. Vẻ mặt của quỷ già rất hòa ái, trên mặt của nữ quỷ trẻ tuổi lại có phần không cam lòng. Tuy Triệu Tuấn Thanh không nhìn thấy quỷ nhưng cảm giác âm trầm quen thuộc cho anh ta biết đúng là quỷ đã trở lại. Anh ta đang muốn nói chuyện thì bỗng nhiên phòng ăn bên kia truyền tới một trận cười vang dọa anh ta run run đến mức lời nói trong miệng nuốt đi vào. Chúng mày cháu bài đi. Tao đi toilet đã. Đồng lực dương cười nói một câu rồi hừ hừ câu hát trốn đi. Lúc đi ngang qua phòng khách anh ta định chào hỏi với Triệu Tuấn Thanh một câu mới ngẩng đầu lên liền thấy trên mặt của Hàn Thịnh vĩ dán một lá bùa và đang co người lại ở trên ghế sofa. Triêu Tuấn Thành thì ngồi xổm một bên run bần bật. Chỉ có Hàn Hướng Nhu tới bắt quỷ thì sắc mặt như thường vẫn ngồi bên cạnh bàn trà ăn trái cây. Đồng Lực Dương đi ra được vài bước mới phản ứng lại, lập tức hô lên một tiếng dm rồi xoay người chạy trở lại. vừa chạy về vừa gào to, đừng đùa nữa. Quỷ nhà Triệu Tuấn Thanh đã trở lại rồi. DM, bản con vớt là ngọa tào. Là nằm tàu VK ô cáo hán Việt là ngọa tào. Đồng âm với cụm từ ta thao WCO, một câu mắng chửi thô tục được biến tấu đi. Trong tiếng Việt đồng nghĩa với DM. Siêu tầm lập tức phòng ăn bên đó truyền đến vài tiếng ghế dựa bị đổ. Hàn hướng nhu để ý đến sóc mặt của hai con quỷ đó. Nữ quỷ trẻ tuổi vẫn nhìn chằm chằm cô rất cảnh giác như cũ, còn quỷ giả kia nghe thấy cảm đám người trẻ tuổi hô lên thô tục như thế vậy mà lại nở nụ cười hiền từ. Hàn hướng nhu ăn xong quả đào mật mọng nước mới buông dĩa xuống rồi bắt đầu đề ra nghi vấn về hai nữ quỷ này. Hai vị với Triệu Tuấn Thanh có thù oán hay ân oán gì không? Vì sao vẫn luôn quấn lấy anh ta vậy? Không có không có. Bà chỉ là không yên tâm về Tiểu Tuấn mà thôi. Lão quỷ mở miệng. Nguyện vọng lớn nhất cả đời này của bà chính là có thể nhìn thấy nó cưới vợ sinh con. Nếu không bà già này không nhắm mắt được. Hàn Hướng Nhu sửng sốt, giọng nói cũng hòa hoãn hơn rất nhiều, "Bà là." Bà là bà nội của nó bà Triệu cười ha ha nhìn Hàn Hướng Nhu, "Cháu là bạn gái của Tiểu Tuấn nhà bà sao?" Nữ quỷ nghe xong câu này lập tức sắc mặt trở nên rất khó coi. Ánh mắt nhìn Hàn Hướng Nhu mang theo ghen ghét và bất mãn. Hàn Hướng Nhu không trả lời vấn đề của bà Triệu mà nhìn sang nữ quỷ trẻ tuổi kia, "Vậy còn cô?" nhập vào người bạn gái của anh ta đúng là cô chứ? Chẳng lẽ cô là bạn gái cũ của Triệu Tuấn Thanh? Trên mặt của nữ quỷ hiện lên sắc mặt không cam lòng. Cô ta cắn chặt răng, từ kẽ răng nghẹn ra hai chữ, không phải. Hàn hướng nhu gật đầu vẻ hiểu rõ, tôi hiểu rồi. Cô yêu thầm anh ta cho nên không thể chịu được cảnh anh ta yêu đương phải không? Những lời này hình như đã chọc trúng tâm sự của nữ quỷ. Nháy mắt sắc mặt của cô ta xanh mét móng tay mọc dài ra đến 20-30cm và dùng đôi mắt âm u nặng nề nhìn hàn hướng nhu. Các cô đều không xứng làm bạn gái của anh ấy. 20-30cm, bản con vớt là 23 tấc. Một tấc bằng 1 decimet bằng 10cm. Mình quy đổi ra luôn cho mọi người dễ hình. Dung đỡ phải search Google. Trần Tuyết, không được vậy. Cháu đồng ý với bà rồi cơ mà. Bà Triệu thấy thế vội vàng muốn đi lên cản lại nhưng cái nữ quỷ tên là Trần Tuyết kia đã bay tới trước mặt Hàn Hướng Nhu. duỗi tay ra sắp bóp cổ của cô đến nơi. Đối với lực công kích yếu ớt này của nữ quỷ, ngay cả lá bùa Hàn Hướng Nhu cũng không muốn dùng. Một cái tát của cô liền đem Trần Tuyết bắn ra ngoài. Trần Tuyết ngã trên mặt sàn một lúc lâu vẫn chậm chạp chưa lấy lại được sức. Hàn Hướng Nhu không đi đến chỗ cô ta nữa mà quay đầu hỏi Triệu Tuấn Thanh hai tên quỷ này có một cái nói là bà của anh. Một cái gọi là cái gì Trần Tuyết? Anh có muốn trông thấy hai người đó hay không? Triệu Tuấn Thanh sửng sốt một chút. Một lúc lâu mới khôi phục lại tinh thần, bà nội của anh sao? Đúng là bà nội của anh sao? Mong em giúp anh. Anh muốn gặp bà. Hàn Thịnh Vĩ lặng yên giơ tay lên, tiểu nhu. Anh cũng muốn được thêm kiến thức. Đồng lực dương đang tránh ở cửa phòng khách cũng yếu ớt phù họa một tiếng. Em xem, bọn anh cũng tới rồi. Không thể không nói, mấy tên đàn ông này cũng lớn gan thật. Nhưng hai tên quỷ này cũng không phải lệ quỷ gì. Ở trong mắt của Hàn Hướng Nhu không khác gì gà con. Cô dùng ánh sáng công đức trên tay mình che giấu đi âm khí đang tản ra rồi quét lên đôi mắt của từng người. Tạm thời mở thiên nhãn cho mọi người. Triệu Tuấn Thanh mở to mắt, hơi sửng sốt khi nhìn thấy trong phòng có hai tên quỷ. Đến khi anh ta thấy rõ hồn phách của bà Triệu lập tức nước mắt không ngừng rơi. Bà ơi. Đồng Lực Dương nhìn chằm chằm nữ quỷ trên mặt sàn mất một lúc lâu mới lấy khuỷu tay chọc chọc vào Cao Phong đang đứng bên cạnh, "Này, mày xem con quỷ trên sàn nhà kia có phải là Trần Tuyết hay không?" "Cô ta chết khi nào thế?" Sắc mặt của Cao Phong khó coi. Anh ta gật gật đầu rồi nói nhỏ, "Không nhầm thì nửa năm trước đi, là tai nạn xe cộ." Hàn hướng nhu nhìn vào đôi mắt vẫn luôn oán độc nhìn mình chằm chằm của Trần Tuyết rồi duỗi tay sờ vòng tay lôi kích mộc trên cổ tay của mình, nói đi. Lúc trước, ở đây nháo quỷ có phải là do cô hay không? Trần Tuyết quay đầu đi rồi hư nhẹ một tiếng, mấy đứa con gái đó đều là đồ lạ lơi ong bướm. Không hề xứng với anh Tuấn Thanh. Hàn hướng nhu không nhịn được cười một tiếng, vậy nữ quỷ như cô thì xứng phải không? Đáng tiếc là người ta không thích cô nhà sắc mặt của Trần Tuyết càng thêm khó coi. Nhưng dường như trước mặt Triệu Tuấn Thanh cô ta rất cố kỵ hình tượng của bản thân, vẫn nỗ lực kiềm chế sự tức giận để không biến thành bộ dáng trước khi chết. Hàn hướng nhu thấy Triệu Tuấn Thanh kể lể xong những chuyện cũ với bà anh ta thì gọi bà Triệu một tiếng. Bà nhớ mong cháu trai của bà thì cháu có thể hiểu được nhưng sao bà lại dung túng nữ quỷ này tới bên người cháu trai của bà làm ẩm ý vậy? Bà sẽ không sợ âm khí trên người của hai người làm hại anh ấy sao? Bà Triệu thở dài, thực ra gần đây bà mới phát hiện âm khí trên người của nó rất nặng khi tiểu tuấn đi tảo mộ cho bà thế mới biết sau khi an tuyết chết vẫn luôn đi theo tiểu tuấn gây sự mấy ngày nay bà vẫn luôn khuyên bảo con bé ban đầu a tuyết cũng đáp ứng rồi không nghĩ tới hôm nay con bé lại chạy tới bà sợ con bé là ra chuyện khác người gì nên chỉ có thể đi theo đến đây hàn hướng nhu nhìn thoáng qua trần tuyết đang cúi đầu không nói giọng điệu hơi lạnh đi cô đã chết rồi còn quấn lấy triệu tuấn thanh thì có ý nghĩa sao sớm một gì anh ấy cũng sẽ kết hôn mà người đó vĩnh viễn không phải là cô cuối cùng trần tuyết không nhịn được nữa mà chảy huyết lệ rồi bụng mặt khóc lớn vẻ mặt của triệu tuấn thanh cực kỳ phức tạp nhìn trần tuyết sau một lúc lâu mới nói anh không biết em thích anh ở trong lòng anh em vẫn là cô em gái tròn vo luôn đuổi theo sau anh đòi anh kẹo que mà thôi em biết chứ khi trần tuyết đối mặt với triệu tuấn thanh đã hoàn toàn không còn hung ác như lúc nãy nữa cô ta cẩn thận lau khô mặt rồi ngẩng đầu lên trên khuôn mặt hiện lên nụ cười xinh đẹp ngọt ngào em chỉ muốn ở chung với anh mấy ngày không nghĩ tới lại quấy dày đến anh em rất xin lỗi triệu tuấn thanh lắc lắc đầu vươn tay ra muốn sờ đầu của trần tuyết lại không ngờ chỉ sờ đến không khí buông tay đi đầu thai sớm một chút kiếp sau em sẽ gặp được người đàn ông yêu em trần tuyết lại rơi lệ nhưng lần này không phải là nước mắt bong máu nữa mà là nước mắt trong suốt lấp lánh cô ta nỗ lực nở nụ cười tươi tắn vừa rơi lệ vừa gật đầu em biết em sẽ đi đầu thai anh tuấn thanh cảm ơn anh đã không trách em nếu sự việc đã sáng tỏ hàn hướng nhu duỗi tay lấy ra một lá bùa tôi cho hai người mở cửa hai người đi âm phủ xếp hàng đầu thai đi chờ một chút Triệu Tuấn Thanh vội vàng chặn lại Hàn Hướng Nhu rồi hỏi một cách khẩn thiết. Có thể để anh và bà của anh ở chung với nhau một thời gian không? Anh muốn ba mẹ anh cũng tới đây thấy bà lần cuối. Dường như sợ Hàn Hướng Nhu không đáp ứng nên anh ta vội vàng nói thêm. Anh biết quy củ. Ngoài số tiền 500.000 đó anh sẽ thêm thủ lào. Nhiều hơn. 500.000. Đôi mắt của Hàn Hướng Nhu nháy mắt sáng ngời. Hóa ra loại việc này còn kiếm được tiền như vậy sao? sao lại có cảm giác đột nhiên 200 triệu sẽ tới nhanh chứ? Vậy không thành vấn đề nhà. Hàn hướng nhu vui tươi hớn hở phất phất tay, gọi điện thoại nhanh lên. Em cho các anh 5 tiếng, 3 giờ sáng em sẽ đưa hai người này đi. Trần Tuyết cắn cắn môi, vẻ mặt khẩn cầu nhìn về Hàn hướng nhu, tôi cũng có thể cho cô 500 nghìn. Hàn hướng nhu móc là một lá bùa dán lên người Trần Tuyết, sau đó đưa điện thoại di động qua, gì cũng không cần nói nữa, nhanh chóng gọi điện thoại đi. Đừng quên nói giá cả cho cha mẹ cô nhé. Hai phút sau, Trần Tuyết mang điện thoại trả lại cho Hàn Hướng Nhu. Thần sắc kích động thể hiện ra bên ngoài, cha mẹ tôi tới đây ngay bây giờ. Mắt thấy một triệu chỉ trong chốc lát sẽ tới tay. Hàn Hướng Nhu vui vẻ không khép miệng được. Còn Đồng Lực Dương thấy cảnh tượng trong phòng vui vẻ hòa thuận bèn đánh bạo thò đầu tới chào hỏi với Trần Tuyết. Trần Tuyết, đã lâu không thấy. Trần Tuyết cười tùm tìm vẫy vẫy tay, sao anh xuất tay ngoại nhiều năm như vậy giờ mới chịu trở về còn nữa có phải anh không tham gia lễ tang của em đúng không cái đề tài này thật sự là hơi xấu hổ đồng lực dương sờ sờ cái mũi không biết phải trả lời thế nào nên chỉ có thể cười trừ nhìn khắp nơi một vòng đồng lực dương thấy vẻ mặt vui sướng của hàn hướng nhu không nhịn được thò lại gần hỏi tiểu nhu em đang cười cái gì thế đúng rồi suýt chút nữa đã quên mấy người các anh Hàn hướng nhu lập tức lấy di động rồi mở Alipay đưa mã truyền khoản qua. Nào nào nào, trước thanh toán tiền xem kịch đã. Alipay, ví điện tử được sáng lập và phát triển bởi tập đoàn Alibaba, là công cụ giúp người tiêu dùng thanh toán cách giao dịch trực tuyến như mua sắm online, thanh toán hóa đơn sinh hoạt, mua vé máy bay, nạp tiền điện thoại, thanh toán thẻ game. 20 phút sau người nhà của triệu tuấn thanh và cha mẹ anh trai của trần tuyết vội vội vàng vàng chạy đến sau khi vào nhà thì nhìn thấy trong phòng khách có không ít người nhưng người muốn gặp lại không thấy được sắc mặt của cha triệu tuấn thanh xanh mét thấy những lon bia và thức ăn thừa bày đầy ra sàn nhà cùng trên bàn càng giận đến tím mặt giơ tay lên định đánh triệu tuấn thanh có phải mày uống nhiều quá lôi chuyện của bà mày ra để tiêu khiển không cánh tay vừa mới vươn lên được một nửa thì hình như bị cái gì chặn lại Cha Triệu cảm giác chỗ cánh tay của mình lạnh căm căm, lập tức sắc mặt hơi trắng bệch. Ông ta nhớ tới những lời mà thằng con trai mình gọi mình tới không khỏi run run rẩy rẩy hỏi một câu, "Mẹ?" Không nghe được câu trả lời nhưng cha Triệu lại cảm giác được có một cơn gió lạnh gõ hai lần trên cổ tay của mình. So với người nhà của Triệu Tuấn Thanh thì lúc này cha mẹ của Trần Tuyết đã khóc không thành tiếng. Trong điện thoại họ nghe được giọng nói rõ ràng của con gái, bởi vậy mà không hề nghi ngờ cầm chi phiếu chạy tới đây mẹ của trần tiết thấy hàn hướng nhu là cô gái duy nhất trong phòng nghĩ rằng đây là đại sư mà cô con gái của mình nói đến thì vội vàng chạy tới đưa ra một tờ chi phiếu nước mắt rơi đầy mặt mà khẩn cầu đại sư làm ơn ngài hàn hướng nhu nhìn số tiền trên chi phiếu mặt mày lập tức cong lên giọng nói cũng trở nên vui vẻ hơn trước hết các vị nhắm mắt lại đá người nhà họ trần cảm giác được một con gió lạnh phất qua đôi mắt chờ đến khi mở mắt ra thì nhìn đến trần tuyết đang đứng ở trước mặt mình cô ta mặc chiếc váy trắng mà lúc sinh thời thích nhất tóc dài đến eo trên mặt mang theo tràn đầy ý cười nếu không phải màu da tái nhật của cô ta đã hơi trong suốt thì nhìn lướt qua cũng không khác gì lúc còn sống tiểu tuyết mẹ của trần tuyết duỗi tay muốn đi ôm trần tuyết kết quả lại lao vào không khí đại sư sao tôi lại không chạm được vào con bé mẹ của trần tuyết vội vàng hỏi Đương nhiên là không chạm được rồi. Trần Tuyết lại không phải là lệ quỷ. Ban đầu đáy lòng cô ta có quá nhiều chấp niệm nên mới có thể làm cô ta nhập vào thân thể. Hiện tại chấp niệm tan đi, quỷ khí trên người cô ta không còn có năng lực chống đỡ cô ta hiện hình chứ đừng nói đến hóa thành thực thể. Nhưng nếu thu tiền thì Hàn Hướng Nhu cảm thấy mình cần thiết cung cấp phục vụ chu đáo mới xứng với 500.000 này. Cô đi vào phòng bếp tìm một cái chậu nhỏ chưa từng dùng bao giờ, lại lôi trong túi ra một đống lá bùa lật giờ một lúc lâu mới rút ra năm lá ném vào trong chậu. Lá bùa bốc cháy lên tản ra một mùi hương kỳ dị. Mùi hương mà lá bùa này phát tán ra có thể làm cho quỷ hồn tạm thời ngưng kết thành thực thể. Một lá bùa có thể đốt được một giờ. Các vị nắm chặt thời gian cho tốt nhé. Nghe thấy vậy, mẹ của Trần Tuyết vội vàng thử duỗi tay sờ vào người Trần Tuyết. Quả nhiên chạm vào một cơ thể lạnh băng. Lúc này bà cũng bất chấp suy nghĩ có thể bị dính âm khi vào người hay không chỉ cần để bà lại được ôm cô con gái ngày đêm thương nhớ thì dù có bị bệnh nặng một thời gian bà cũng nguyện ý thấy ba người nhà họ trần vây quanh ôm lấy nhau khóc thút thít thì cha của triệu tuấn thanh cũng vứt bỏ chút hoài nghi cuối cùng trong lòng vội vàng móc di động ra gấp không chờ nổi hỏi đại sư có thể trực tiếp chuyển khoản hay không hàn hướng nhu vui tươi hớn hở lấy thẻ ngân hàng từ trong túi ra triệu tuấn thanh chạy tới gần cha của anh ta thì thầm vài câu Cha Triệu gật gật đầu rồi chuyển cho Hàn Hướng Nhu 700 nghìn. Nhiều tiền hơn là vì thủ lao mà ngay từ đầu anh ta mời Hàn Hướng Nhu tới bắt quỷ. Nghĩ đến một buổi tối mà mình có được số tiền tiết kiệm lên đến 7 con số. Hàn Hướng Nhu cảm thấy cho dù phí nhiều lá bùa như vậy cũng đáng. Cô ngáp một cái. Nhìn thấy Hàn Thịnh Vĩ và mấy người anh em của anh vẫn ngây ngốc không chịu về mới hỏi một câu. Nơi này không có chuyện của các anh đâu. Các anh còn ở đây làm gì vậy? Đồng lực dương nhìn thời gian rồi quay đầu thương lượng với mấy người cao phong. Nếu không thì chúng ta ra ngoài trước tìm chỗ nào ăn bữa khuya đi. Đừng quấy dày người ta ôn chuyện. Chờ đến sau nửa đêm chúng ta lại trở về xem quỷ môn mở ra. Hàn hướng nhu nhìn anh ta với vẻ mặt không biết nói gì. Các anh còn chưa xem đủ hả? Đồng lực dương gái gái đầu cười trừ, đều mua vé rồi mà. Hàn hướng nhu mất một lúc lâu cũng chưa nói ra được câu nào. Tuy rằng có vẻ đồng lực Dương nói cũng không sai nhưng người có gan lớn lòng cũng lớn như bọn họ thì thật sự ít thấy. Ít nhất hồi cô còn ở thần tiên lĩnh bắt quỳ là từ trước tới nay không có người tới xem náo nhiệt. Thậm chí bởi vì cô biết bắt quỳ mà trẻ con cùng tuổi không có một ai dám làm bạn với cô. Lúc nhàm chán Hàn Hướng Nhu chỉ có thể bắt mấy tên tiểu quỷ cùng chơi với mình. Hàn Hướng Nhu đã thu tiền nên nếu không cho người ta xem thì cũng ngại. Chỉ có thể đem tầm mắt truyền lên trên người của Hàn Thịnh Vĩ còn chưa đưa tiền anh còn chưa đưa tiền đấy sau anh còn không đi hàn thịnh vĩ cười vỗ vỗ lên đầu hàn hướng nhu nếu nửa đêm anh để em một mình ở đây thì chẳng phải mẹ già xét xé xác anh ra sao đôi mắt anh ta chuyển động vừa rồi anh nói với triệu tuấn thanh mượn phòng cho khách rồi trước tiên em vào phòng cho khách ngủ một lúc chờ đến khi em làm xong mọi việc thì chúng ta cùng nhau về nhà hàn hướng nhu ăn vặt đầy một bụng lúc này cũng cảm thấy hơi mệt mỏi Cô ngáp một cái rồi đi vào phòng cho khách. Rửa mặt qua loa rồi đắp chăn ngủ luôn. Dạng sáng 2 giờ 50 phút, Hàn Thịnh Vĩ gõ cửa phòng. Hàn Hướng Nhu ngồi dậy từ trên giường. Sửa sang lại trang phục bị nhăn nheo. Lấy tay cào cào tóc vài cái rồi buộc tóc lại mới đi ra khỏi phòng. Mấy người đồng lực dương đi ăn bữa khuya xong đã trở lại. Bọn họ đều là những kẻ chuyên đi lượn quán đêm nên lúc này nhìn có vẻ vẫn rất phơi phới. Nhìn thấy Hàn Hướng Nhu đi ra, mấy người lập tức tìm một cái góc trong phòng khách ngồi xuống đảm bảo tình huống không quấy dày đến người ta hơn nữa còn có thể nạp thêm kiến thức người nhà của trần tuyết và triệu tuấn thanh nhìn thấy hàn hướng nhu tiến lại đây đều biết là có ý gì nhưng có thể được ở chung với người thân đã qua đời lâu như vậy đã được tính là niềm vui ngoài ý muốn rồi hai nhà đều rất đúng mực không có nói ra những yêu cầu quá mức mẹ của trần tuyết ôm con gái vào trong ngực một lần cuối cùng rồi nghẹn ngào tiểu tuyết con yên tâm đi đi thôi. Chờ khi mẹ trở về nhất định sẽ lấy tên của con đi quyên tiền làm nhiều việc thiện, để con có thể đầu thai được nơi tốt. Trần Tuyết gật đầu, duỗi tay ra ôm mẹ một chút rồi quay đầu nhìn về anh cả đang đứng bên cạnh. Anh, giúp em chăm sóc cha mẹ cho tốt nhé. Bà Triệu ở bên kia lôi kéo tay của Triệu Tuấn Thanh, luôn dặn dò anh ta cần tìm một người vợ tốt. Không được mang mấy đứa con gái ở đầu ở đâu về nhà nữa trước kia khi bà nội nói những lời này triệu tuấn thanh đều nói đã biết rất có lệ mà lần này anh ta biết đây là lần cuối cùng bà nội dặn dò chính mình nên trịnh trọng gật đầu bà ơi bà yên tâm chờ đến khi cháu tìm được người vợ tốt sẽ mang cô ấy đi viếng bà thấy hai nhà đều nói lời từ biệt cuối cùng hàn hướng nhu thu lại ánh sáng công đức trên tay dùng âm khí vẽ trên không trung một lá bùa khi hàn hướng nhu vẽ xong một nét cuối cùng thì bỗng nhiên mọi người cảm thấy trong phòng tối sầm xuống một cơn lốc xoáy tối om trống rỗng xuất hiện ở trong phòng khách của nhà triệu tuấn thanh bà triệu và trần tuyết liếc nhìn người nhà của mình lần cuối rồi xoay người cúi chào hàn hướng nhu lúc này mới bước từng bước tiến đến quỷ môn đèn trong phòng lại sáng lên một lần nữa hàn hướng nhu nhìn thấy hai ánh sáng công đức chật dừng trên người mình không khỏi nhẹ nhàng thở ra đây là lần đầu cô lấy tiền tiễn quỷ vừa dỗi vẫn luôn hơi lo lắng chuyện lấy tiền sẽ không lấy được ánh sáng công đức. Nhưng hiện tại xem ra mình thu tiền hay không cũng không quan hệ với ánh sáng công đức. Tuy quỷ đã tiến đi nhưng tiếp theo còn chút việc cần làm. Tuy bà Triệu và Trần Tuyết không có lòng hại người nhưng dù sao hai người đó cũng là quỷ. Âm khí trên người không thể tránh được việc sẽ mang đến ảnh hưởng không tốt cho người từng tiếp xúc đến. Hàn hướng nhu đốt mấy lá bùa rồi đi dạo vòng quanh mọi người, đuổi sạch âm khí trên người họ cuối cùng ném lá bùa cháy được một nửa lên không trung nhìn nó thiêu hết âm khí còn sót lại trong phòng lúc này mới tính là làm xong việc triệu tuấn thanh thấy hàn hướng nhu xong việc lúc này mới lại gần hỏi lúc trước trần tuyết nhập vào người hai bạn gái của anh không biết có ảnh hưởng gì tới các cô ấy không hàn hướng nhu nghe vậy liền lấy một lá bùa từ trong túi ra đưa cho anh ta bạn gái đầu của anh chỉ bị nhập vào người một lần lại qua lâu như vậy thì chút âm khí trên người cũng bị ánh mặt trời làm tan hết bạn gái thứ hai của anh có lẽ còn lưu lại tàn dư của âm khí anh cầm lá bùa đưa cho cô ấy thuận tiện dặn dò cô ấy phơi nắng nhiều vào sẽ không ảnh hưởng tới cơ thể nữa sau khi triệu tuấn thanh cầm lá bùa vẫn luôn nói cảm ơn những người khác đã bị nắn lại tam quan nhìn lá bùa trong tay triệu tuấn thanh đều đỏ cả mắt cũng muốn mua một lá nhưng mọi người thấy Hàn Hướng Nhu ngáp liên tục. Ai cũng ngượng ngùng cản lại cô. Nghĩ chờ đến ngày mai lại liên hệ với cô mua sau cũng giống. Cô, vậy. Tam quan. Tam quan thường dùng để nói về cách mà một người nhìn. Đánh giá về các sự vật. Sự việc trong thế giới. Tam quan được cấu thành từ ba yếu tố gồm. Thế giới quan hay vũ trụ quan chỉ quan điểm căn bản của mọi người đối với cuộc sống bao gồm toàn bộ thế giới cùng với quan hệ giữa con người và thế giới bên ngoài. Nhân sinh quan chỉ thái độ cùng cách nhìn đối với mục đích ý nghĩa cơ bản của nhân sinh. Giá trị quan chỉ cái nhìn cùng đánh giá tổng thể của một người đối với tầm quan trọng. Ý nghĩa của sự vật khách quan chung quanh bao gồm con người, sự vật sự việc. Sau khi Hàn Hướng Nhu về đến nhà là ngã lên giường ngủ một giấc đến 7 giờ sáng mới bò dậy tắm rửa một cái rồi xuống nhà ăn cơm. Lưu Thục Cầm vừa gấp một chiếc bánh bao nóng hổi cho Hàn Hướng Nhu vừa oán giận, anh trai con cũng thật là tự nhiên mang con ra ngoài chơi đến hơn nửa đêm mới trở về. Nếu không phải hai ngày này cha con đi công tác không ở nhà thì thế nào cũng phải đánh chết nó mới được. Hàn hướng nhu nhớ tới tối hôm qua kiếm được tiền không khỏi hiện lên thần sắc vui vẻ, không phải là đi ra ngoài chơi đâu mẹ. Là anh con có một người bạn gặp phải quỷ nên mời con đi hỗ trợ. Đêm qua con còn kiếm được hơn một triệu đấy. Lưu Thục cầm nghe thấy vậy liền bất an bỏ bánh bao trong tay xuống rồi cẩn thận nhìn sắc mặt của Hàn Hướng Nhu. Tiểu Nhu à, mẹ vẫn luôn chưa hỏi con bắt quỷ có phải rất nguy hiểm đúng không nếu con thiếu tiền thì nhà mình có mà công ty của cha con về sau cũng cho con con không cần đi làm những việc nguy hiểm như vậy được không hàn hướng nhu vội vàng nuốt miếng bánh bao trong miệng xuống mẹ loại quỷ hồn bình thường này ngay cả pháp khí còn cũng không cần dùng chỉ cần nắm tay là có thể đánh tan chúng nó nếu con đụng tới lệ quỷ cương thi gì đó con còn một đống pháp khí có thể sử dụng mà mẹ không cần phải lo đâu hàn hướng nhu không giải thích còn tốt lời vừa giải thích có nói đến cương thi và lệ quỷ khiến sắc mặt của lưu thục cầm càng khó coi hơn hàn hướng nhu chỉ phải lấy thân thể của mình ra mà nói mẹ mẹ cũng biết thể chất của con thuần âm dễ dàng bị quỷ hồn quấy nhiễu mà tuy hiện tại con không còn sợ quỷ nhưng dùng phương pháp bắt quỷ tích góp ánh sáng công đức để che giấu thể chất sẽ giúp con loại bỏ không ít phiền toái huống hồ Hàn Hướng Nhu không nhịn được nở nụ cười. Huống hồ bắt quỷ thế mà kiếm được tiền như vậy. Trước đây con và ông nội đi bắt quỷ ở chấn trên cũng chưa có ai đưa tiền cho chúng con. Chỉ những lúc xây nhà tìm mộ địa xem phong thủy mới có thể thu được mấy trăm tệ. Thật là mệt. Biết trong thành phố bắt quỷ kiếm tiền tốt như vậy thì lúc học đại học con nên làm thêm. Nói không chừng đã sớm kiếm được hai trăm triệu rồi. Lưu Thục cầm nghe xong bèn tức giận GAP ap một miếng chân giò hun khói cho cô. Nằm mơ hà trên đời này làm gì có nhiều quỷ để cho con bắt chứ. Hàn hướng nhu cười hì hì một tiếng rồi nhanh chóng cúi đầu ăn sạch cơm sáng. Vội vội vàng vàng xúc miệng rồi lái xe đi làm. Vào ban ngày, Hàn hướng nhu liên tục nhận vài cuộc gọi. Đều là muốn hỏi mua lá bùa bình an của cô. Mở miệng ra là muốn mua 8 lá 10 lá. Giá cả của mấy thứ này Hàn Hướng Nhu không quá hiểu biết nên đợi đến khi đi toilet gọi điện thoại cho Hàn Thịnh Vĩ, để anh ta hỏi thăm giá bán lá bùa bao nhiêu là thích hợp. Hàn Thịnh Vĩ cũng mới mở ra cánh cửa mới sau khi gặp phải đào hoa yêu. Tổng cộng mới qua được mấy ngày. Đối với việc này anh cũng không quá hiểu biết. Nhưng nghĩ đến em gái mới ra xã hội. Lại sợ em gái bị lừa gờ tê nên cân nhắc một lúc mới ra chủ ý cho cô. Vật lấy hiếm mà quý. Em nói mỗi người nhiều nhất chỉ được ba lá bùa. Để đồng lực dương ra tiền trước. Người khác nhiều tiền, chờ đến khi nó ra giá cao. Khẳng định là người khác cũng ngại trả giá với em. Cuối cùng Hàn Hướng Nhu bán ba lá bùa bình an cho đồng lực dương với giá 300.000. Mỗi một là bùa ít nhất có thể ngăn cản ba lần tai họa. Cái giá này tuy không được rẻ mấy nhưng trong mắt của đồng lực dương thì vẫn là hàng ngon giá rẻ như cũ. Nếu không phải Hàn, nếu không Hướng Nhu không chịu bán nhiều thì thể nào anh ta cũng phải mua một sấp. Mỗi túi đều để mấy lá chiêu kiếm tiền mới khiến hàn hướng nhu vui vẻ đến mức thần thái phấn chấn. đến bản phân tích kinh doanh sẽ dùng ở báo cáo tổng kết 10.000 chữ mà cố bách nhiên yêu cầu thì trong mắt cô cũng không khó. tuy mới nhìn thì trần lâm tương đối cũ kỹ nhưng là người rất công chính. cô ta thấy căn bản là hàn hướng nhu không có ý nghĩ vẩn vào vẩn vơ với cố bách nhiên, mà ngược lại tâm tư cực kỳ sạch sẽ nên cũng lét lút giúp đỡ cô rất nhiều những lúc hàn hướng nhu viết báo cáo cần các bộ phận khác cung cấp số liệu cũng không thiếu giúp đỡ cô liên hệ thần thái phấn chấn bản con vớt là thần thái phi dương thần thái bằng lớn hơn vẻ ngoài do tinh thần bên trong hiện ra phi dương bằng lớn hơn tung bay hứng khởi hương phấn phấn chấn dưới sự trợ giúp của đồng nghiệp cùng bộ phận bản phân tích kinh doanh chủ bị cuối cùng cũng hoàn thành viên mãn cố bách nhiên thấy thời gian hàn hướng nhu tiến và công ty còn ngắn nhưng lại tiến bộ nhanh ngắn ngủi mấy tháng đã có năng lực một mình gánh vách được công việc nên có suy nghĩ mới về cô nhưng điều này cũng chỉ giới hạn trong việc tạm thời để cô lại trong phòng thư ký cũng không có quá nhiều chú ý cô sau khi vội vàng hoàn thành bản phân tích kinh doanh thì bầu không khí trong phòng thư ký bỗng chốc nhẹ nhàng không ít trần lâm tập hợp bộ phận để mở họp ngoại trừ công việc được lên kế hoạch sẵn cũng tuyên bố một chuyện làm mọi người vui vẻ phòng thư ký chuẩn bị tổ chức team building team building bản con vớt là đoàn kiến đoàn bằng lớn hơn đoàn thể đoàn đội nhóm kiến bằng lớn hơn xây dựng thành lập mình thấy để team building là hợp lý nhất team building xây dựng đồng đội là một khóa học hoặc một cuộc thi tập thể là dịp để các thành viên tham gia được trải nghiệm những trò chơi khác nhau thông qua đó giúp tăng lên tinh thần đoàn kết bởi vì cốt lõi của một tập thể phát triển vững mạnh đó chính là sự gắn kết giữa các thành viên làm sao để mỗi người trong tổ chức đều cảm thấy bản thân có giá trị và quan trọng đối tượng tham gia team building chủ yếu là nhân viên công ty thành viên câu lạc bộ tổ chức nói đến team building thì thực ra bản thân mỗi bộ phận sẽ tìm chỗ chơi một chút để tăng lên tình cảm giữa các đồng nghiệp với nhau trong mỗi năm đối với hoạt động này tập đoàn Thần Huy đều phê duyệt không ít tài chính riêng. Ngoại trừ toàn bộ công ty cùng nhau hoạt động ra thì cũng cho phép mỗi năm các bộ phận tổ chức hoạt động team building. Với hoạt động này, Trần Lâm đã chuẩn bị từ sớm. Cô nhìn số ngày trên quyền sổ của mình rồi nói, Tổng Giám đốc Cố đã phê duyệt cho phòng thư ký của chính ta nghỉ 3 ngày, cộng ngày nghỉ cuối tuần nữa là có 5 ngày. Tôi tính đem hoạt động team building này rời đến kỳ nghỉ đông của Tổng Giám đốc Cố cũng chính là thứ tư đến chủ nhật của tuần sau. Mọi người có ý kiến hay đề nghị gì không? Đối với thời gian này mọi người đều không có ý kiến khác. Hiện tại cái mà các cô quan tâm hơn chính là đi nơi nào chơi. Trần Lâm mang tài liệu đã chuẩn bị đầy đủ phát cho nhân viên trong bộ phận. Tôi chọn ba nơi có non xanh nước biếc để cho mọi người lựa chọn. Leo núi hay câu cá đều có thể thả lỏng tâm tình một ít. Đương nhiên mọi người biết chỗ tốt hơn cũng có thể đề cử trước tam tầm ngày mai gửi thông tin cho tôi đến thứ sáu chúng ta sẽ chốt lại lịch trình hàn hướng nhu nhìn tài liệu trong tay địa điểm thứ nhất là một thôn trang nhỏ ở sâu trong núi tự xưng có hoàn cảnh tuyệt đẹp nhưng du khách lại cực kỳ thư thớt địa điểm thứ hai là một hải đảo trên đảo chỉ có mấy chục hộ gia đình nhưng nước biển trong xanh trên đảo còn có núi có suối cũng là một sự lựa chọn không tồi Nơi thứ ba là khu du dịch nghỉ phép mới xây dựng cách trung tâm thành phố 50-60 km. Nhưng nghe nói nơi đó đều có đầy đủ chỗ vui chơi, là địa địa điểm thả lòng, tâm tình khá tốt. Cảm giác có vẻ rất không tồi. Hàn hướng nhu dùng cánh tay chạm vào Khương Manh Manh hỏi nhỏ, chị cảm thấy nơi nào tốt? Khương Manh Manh nói nhỏ, chị cảm thấy khu nghỉ phép không tệ đâu, thôn trang nhỏ và hải đảo thì thôi. Vào buổi tối ngay cả đèn đường cũng không có, tối om om quá dọa người nhưng thật sự là hàn hướng nhu không sợ tối trước đây khi cô ở thần tiên lĩnh vẫn thường xuyên đi ra ngoài bắt quỳ lúc nửa đêm chưa bao giờ biết cái gì gọi là sợ hãi nhưng cô ở trên núi lâu rồi nên đối với thôn trang và hải đảo rời xa lục địa này đều không có hứng thú cô cảm thấy khu nghỉ phép thấy có vẻ chơi vui hơn nếu không hai chúng ra bỏ phiếu khu nghỉ phép đi hàn hướng nhu đề nghị hôm thứ sáu Trần Lâm công bố kết quả thống kê ở trong phòng thư ký. Hơn một nửa người trong phòng thư ký muốn đi khu nghỉ phép. Còn có một số ít người muốn đi hải đảo. Cơ bản là không có ai nguyện ý đi tới núi sâu rừng già. Nếu kết quả thống kê đã ra, Trần Lâm cũng tôn trọng sự lựa chọn của mọi người. Sau đó giao việc chuẩn bị hoạt động team building cho Khương Manh Manh. Tuy Khương Manh Manh không lớn hơn Hàn Hướng Nhu bao nhiêu tuổi nhưng vào công ty đã 3 năm, đối với sự sắp xếp những hoạt động này đã quen cửa quen nèo. Sau khi trở lại văn phòng, Khương manh manh trực tiếp tìm được số điện thoại của khu nghỉ dưỡng ở trên mạng rồi gọi tới. Lúc này đúng vào tháng 9, học sinh đã khai giảng và Quốc Khánh còn chưa nghỉ nên theo lý thuyết thì hẳn là không phải mùa du lịch cao điểm. Nhưng sau khi Khương manh manh liên hệ với khu nghỉ dưỡng thì giám đốc cao ở khu nghỉ dưỡng tỏ vẻ cực kỳ nuối tiếc. Gần nhất mới vừa tiếp mấy đoàn du lịch nên phòng cho khách đã đặt kín hết rồi tuy trong lòng khương manh manh có hơi tiếc nuối nhưng cũng không sốt ruột thành phố lâm hải là thành phố du lịch có phong cảnh xinh đẹp khu du lịch nghỉ dưỡng cũng không chỉ có một nhà này còn có không ít nơi khác có thể lựa chọn chờ một chút hình như nhận ra được khương manh manh muốn cúp điện thoại ở đầu dây bên kia bỗng nhiên giám đốc cao lên tiếng tập đoàn của chúng tôi còn có một khu nghỉ dưỡng ở đảo hải thần không biết cô có hứng thú tìm hiểu một chút không khu nghỉ dưỡng đảo hải thần Khương manh manh hơi mờ mịt. Cô còn chưa nghe nói tới ở thành phố Lâm Hải có một đảo hải thần. Ở bên kia điện thoại, giám đốc cao giới thiệu, đảo hải thần ở phía nam cách thành phố Lâm Hải 30 km nơi biển sâu, là khu du lịch nghỉ dưỡng lớn nhất được tập đoàn Phồn Thịnh chúng tôi khai phá. Nơi đó rời xa thành thị ồn ào náo động, có bầu trời xanh thẳm, có bờ cát trắng tinh và khu rừng rậm tuyệt đẹp. Tầm nhìn mực nước biển đạt đến 17 mét, là địa điểm du lịch không tồi đâu ở khu nghỉ dưỡng có các hạng mục như lặn biển, cano, lất sóng, dạo bước dưới đáy biển và nhiều hạng mục khác. Toàn bộ được miễn phí chơi thỏa thích. Ở mặt bên kia của hải đảo có dân bản địa đang sinh sống. Bọn họ vẫn sinh hoạt giản dị như bắt cá, trồng trọt như cũ. Nếu du khách cảm thấy có hứng thú thì có thể đi cùng dân bản địa để cùng nhau thể nghiệm thú vui của việc ra biển bắt cá mặt khác sắp tới chúng tôi sẽ chuẩn bị hoạt động team building dành cho xí nghiệp như thám hiểm rừng cây lâu đài tìm kho báu và nhiều hạng mục hoạt động khác để mọi người có thể thả lỏng đồng thời có thể hưởng thụ trò chơi kích thích mạo hiểm khương manh manh nghe xong thì cực kỳ động lòng nghe khu nghỉ dưỡng ở hải đảo chơi vui hơn nhiều so với đi khu nghỉ dưỡng suối nước nóng nhưng cô cũng không bị choáng váng đầu óc khi nghe giám đốc cao giới thiệu mà có yêu cầu ông ta gửi tư liệu khu nghỉ dưỡng tới email của mình giám đốc Cao ghi ghi lại địa chỉ email của Khương manh manh xong mới nhắc nhở một câu. Hy vọng cô Khương đây có thể nhanh chóng quyết định xong rồi liên hệ chúng tôi. Vì bảo đảm phục vụ thể nghiệm dành cho khách hàng nên mỗi ngày khu nghỉ dưỡng đảo Hải Thần của chúng tôi chỉ tiếp đón số lượng du khách hạn mức cao nhất là 30 người. Nếu chậm chỉ sợ không đặt được. Khương manh manh nói đồng ý xong liền cúp điện thoại. Trong khi đợi đối phương gửi tư liệu thì đồng thời cô cũng lên mạng tìm hiểu đảo Hải Thần trên mạng giới thiệu về đảo Hải Thần cũng không nhiều. Chỉ không nhiều. Có một số truyền thuyết lạ lùng kỳ quái và một video giới thiệu giống như là khu nghỉ dưỡng tự mình đăng lên để quảng cáo. Nhưng xem trên video, cảnh sắc nơi đó đúng thật là tuyệt đẹp. Hạng mục xuống biển du ngoạn cũng rất nhiều. Khách sạn lâu đài ở khu nghỉ dưỡng ngoại trừ bể bơi, phòng tập thể thao, công viên giải trí cho trẻ em ra còn có thư viện và viện bảo tàng cỡ nhỏ, coi như rất đầy đủ giám đốc cao nhanh chóng gửi tư liệu về khu nghỉ dưỡng đào hải thần tới khương manh manh mang tư liệu chia cho mọi người trong phòng thư ký ở trong nhóm công tác cũng giải thích tình huống khương manh manh rất thích nơi này lúc giới thiệu cũng dùng miệng lưỡi thổi phòng trong lòng mọi người hiếu kỳ mở ra tư liệu có không ít người bị hấp dẫn bởi sự xinh đẹp của đào hải thần lại nhìn thấy hạng mục du ngoạn bên trong còn nhiều hơn rất nhiều so với khu nghỉ dưỡng đã chọn từ trước nên cùng nhau tỏ vẻ đồng ý đổi sang nơi này Khương manh manh thống kê ý kiến trong nhóm. Gần như tất cả mọi người đều bỏ phiếu tán thành. Chỉ có một người không lên tiếng. Khương manh manh đứng lên gõ gõ vách ngăn bàn làm việc rồi hỏi nhỏ với hàn hướng nhu đang ngồi bên cạnh mình. Hướng nhu, em còn chưa phát biểu ý kiến đâu đấy. Có muốn đi nơi này không? Hàn hướng nhu hơi nhíu mày. Còn đôi mắt thì nhìn chăm chăm vào màn hình không rời. Cái khách sạn này làm cho em có cảm giác rất quái lạ. Thân là thiên sư, Hàn Hướng Nhu có giác quan thứ sáu vượt quá người thường và có năng lực biết trước. Nhưng tư liệu mới đầu quá ít. Tuy cô có cảm giác nơi này hơi nặng nề, u ám nhưng xem trong video lại không nhìn ra được có gì không đúng. Là rất quái lạ. Khương manh manh cười một tiếng. Em nói xem địa phương tốt như vậy sao họ không quảng cáo gì. Chị thân là dân địa phương ở thành phố Lâm Hải này cũng không biết có nơi vui chơi tốt như vậy đâu. Cô nhìn lịch sử trò chuyện trong nhóm rồi nói với Hàn Hướng Nhu. Mọi người đều đồng ý đi nơi này để chị gọi một cuộc cho khu nghỉ dưỡng đã hàn hướng nhu biết loại hoạt động tập thể này đều là thiểu số phục tùng đa số trong tình huống mọi người đều đồng ý thì ý kiến một mình cô đã không còn quan trọng nên cũng không nói gì dù sao nếu thật sự gặp được quỷ thì trực tiếp bắt quỷ là được tuyệt đối không thể bởi vì chuyện này lại phá hư hứng thú đi chơi của mọi người khương manh manh gọi lại cho giám đốc cao báo thời gian và nhân số cho ông ta giám đốc cao do dự rồi bỗng nhiên nói tuần tới là ngày khu du lịch nghỉ dưỡng đảo hải thần của chúng tôi tròn hai năm mở cửa chúng tôi nhằm vào du khách tới đảo hải thần có tặng kèm hoạt động số người của các cô nhiều nên thời gian khách sạn đặt chỗ cũng lâu tôi có thể tặng thêm thời gian là hai ngày du lịch cho các cô khương manh manh nghe xong rất động lòng rốt cuộc thì đi mất một ngày trở về mất một ngày thời gian để chơi chỉ có ba ngày đúng là thời gian hơi cập dập nhưng tổng giám đốc cố chỉ phê duyệt ba ngày nghỉ team building cô thật sự không có lá gan đi xin nghỉ thêm hai ngày. Cúp điện thoại, Khương manh manh báo lại hoạt động khu nghỉ dưỡng cho Trần Lâm. Trần Lâm do dự một chút vẫn lắc đầu, chúng ta vẫn theo kế hoạch cũ thứ tư. Thứ hai đi đi. Giọng nói của cố Bách Nhiên vang lên. Trần Lâm vừa ngẩng đầu. Không biết khi nào thì cố Bách Nhiên đi ra từ văn phòng. Đi ngang qua phòng thư ký vừa đúng lúc nghe được hai người đối thoại. Cố Bách Nhiên liếc nhìn Trần Lâm một cái, năm trước phòng thư ký của các cô không phải vì có tin công ty bên nước mỹ đột nhiên tới chơi nên bị hủy hoạt động team building sao năm nay phê diệt thêm cho các cô hai ngày coi như là đền bù tiếc nuối năm ngoái trần lâm nghe vậy liền vội vàng đứng lên trong nỗi vui sướng lại xen lẫn bất an tôi lo lắng sẽ ảnh hưởng tới công tác khóe miệng của cố bách nhiên hiện lên ý cười nhạt dường như rất vừa lòng với thái độ về công việc của trần lâm hai trợ lý riêng là trợ lý trương và trợ lý lý sẽ sắp xếp xử lý các công việc có liên quan các cô yên tâm đi chơi là được trần lâm lướt mắt nhìn thấy các cô gái trong phòng thư ký đang bộc lộ cảm xúc rất hưng phấn liền cười nói cảm ơn với cô bách nhiên chiều nay tôi có một chuyến bay sau khi ăn cơm trưa xong tôi sẽ trực tiếp đi sân bay luôn không trở về văn phòng nữa một lúc nữa cô đến bàn làm việc của tôi cầm tài liệu tôi đã ký xong phát tới các bộ phận khác trước khi đi khóa cửa phòng lại là được cố bách nhiên nói xong thì gật đầu với nhóm thư ký trong phòng giọng điệu cực kỳ hiền lành chúc các cô đi chơi vui vẻ mấy thư ký cũ có kinh nghiệm đứng lên cười vẫy tay tổng giám đốc cố nghỉ phép vui vẻ ạ boss lớn nhất nghỉ phép không khí trong phòng thư lý trong nháy mắt vui vẻ lên không ít khương manh manh vội vàng liên hệ bàn về vấn đề thời gian và tàu xe với khu nghỉ dưỡng những người khác nắm chặt tay xử lý các đầu công việc rồi bắt đầu làm chiến lược tiến công khu du lịch Lần đầu tiên Hàn Hướng Nhu tham gia vào hoạt động team building nên rất hương phấn không biết làm thế nào cho phải. Trước khi tan tầm túm lấy Khương Manh Manh hỏi mình nên chuẩn bị thứ gì. Khương Manh Manh nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cô một lần rồi cho cô ý kiến. Hoạt động lần này có thám hiểm rừng cây cũng có thể nghiệm bắt cá. Có lẽ em không thả tóc được. Chuẩn bị ít dây thun kẹp tóc để đến lúc đó buộc tóc lên. Thích hợp nhất khi tham gia hoạt động là mặc những trang phục thoải mái, dễ vận động và giày thể thao ngoài giá em có thể mang thêm mấy kiểu váy xinh đẹp chị vương thích nhất chụp ảnh lúc chúng ta đi bờ cát chơi nhất định phải trang điểm cho đẹp vào chụp nhiều rồi chọn mấy ảnh đẹp đẹp mang về trương vi nghe thấy hai người nói chuyện cũng quay đầu nơi đó chắc là không có chỗ mua đồ ăn đâu nhà ăn ở khách sạn chưa chắc sẽ bán đồ ăn đêm cho nên tốt nhất mang thêm ít đồ ăn vặt khi đói có thể lót bụng đấy hàn hướng nhu gật đầu tỏ vẻ mình đã nhớ kỹ sau khi tan tầm cô lái thẳng xe ra trung tâm thương mại mua một đống quần áo thích hợp đi chơi ở hải đảo lại mua thêm đồ ăn vặt đầy cả cốp xe lái xe về đến nhà hàn thịnh nhà vĩ ra mở cốp xe hỗ trợ mang đồ vào nhà thì ngây cả người công ty của anh ta cũng từng tổ chức team building mấy lần rồi các cô gái đi ra ngoài chơi đều thích mang chút đồ ăn nhưng mang nhiều đồ ăn vặt như vậy vẫn là lần đầu tiên chứng kiến anh nói em này đây là em đi team building hay đi chơi trung thu vậy Hàn Thịnh Vĩ cảm thấy mình mang toàn bộ xe đẩy tới mới có thể dọn hết được mấy thứ này đi vào. Hàn Hướng Nhu đi đến cầm lấy cái hộp bánh kem rồi mở nắp ra ăn. Em nghe đồng nghiệp nói thấy cũng không khác chơi Trung thu là mấy. Anh, em còn chưa đi ra ngoài chơi Trung thu bao giờ đâu. Trước kia khi đi học tiểu học trường học có tổ chức chơi Trung thu, cô giáo đều không cho em đi. Lập tức Hàn Thịnh Vĩ đau lòng sắp chết. Giáo viên kiểu gì thế? Vì sao bà ta không cho em đi theo? bởi vì cứ mang theo em sẽ gặp phải quỷ. Bạn học của em đều sợ hãi. Hàn hướng nhu kể lại rất tự nhiên, về sau đến khi em học lên cấp 2 không còn gặp quỷ nữa nhưng khi đó em đã học bắt quỷ với ông nội rồi. Các bạn càng sợ em hơn. Trong lòng Hàn Thịnh Vĩ dâng lên nỗi chua chát, xoa xoa đầu của Hàn hướng nhu an ủi. Đó là mấy người đó ngốc, có mắt không chồng thôi. Không có việc gì đâu, khi đó mọi người đều là trẻ con mà, nhát gan cũng đúng thôi hàn hướng nhu cười ha hả lớn rồi sẽ không còn sự nữa anh xem ngày đó em đi nhà bạn của anh bắt quỷ đi mọi người không hề sợ hãi mà nhớ tới bản thân liếm lá bùa đến mức sắp thùng đến nơi hàn thịnh vĩ xấu hổ cười hai tiếng chứ còn gì nữa không sợ có gì mà phải sợ chứ một chút cũng không sợ chín giờ sáng thứ hai hàn thịnh vĩ lái xe đưa hàn hướng nhu đến dưới chân tòa của tập đoàn thần huy ban đầu anh ta tưởng rằng hàn hướng nhu mang theo vali 28 tấc đi tham gia team building đã đủ khoa trương vậy mà không nghĩ tới có người không chỉ mang vali 28 tấc mà còn thuận tiện đeo một ba lô leo núi siêu cấp lớn cũng không biết có cái gì tốt mà mang sao 28 tấc mình thấy có web một tấc bằng 3,3 cm và cũng có web ghi một tấc bằng 3,715 cm không biết cái nào mới đúng nhỉ mình định đổi sang cm nhưng số lẻ quá cứ thấy điêu điêu nên thôi túm lại là cái vali đó cao trên dưới một mv về ý chí của đảo Hải Thần rất xa. Khai phá cũng tương đối muộn. Lúc bình thường ở bến tàu không có thuyền đi về nơi đó. Cần phải lên thuyền ở bến tàu riêng của tập đoàn Phồn Thịnh mới có thể đi đảo Hải Thần được. Bến tàu của đảo Hải Thần cách nội thành cũng rất xa. Ba xe đi hơn hai giờ mới đến bến tàu của đảo Hải Thần. Người của phòng thư ký lục tục xuống xe, Khương manh manh nhìn thoáng qua khắp nơi. Không xác định rõ vị trí này là ở đâu. Không ngờ lâm hải tất đất tất vàng chúng ta còn có địa phương hoang vắng như vậy. Đúng thật là hoang vắng. Hàn hướng nhu đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Không có phòng ốc. Không có ruộng cày. Thậm chí ngay cả bóng người cũng không nhìn thấy. Không biết cả khu đất rộng lớn như vậy dùng để làm gì. Vì sao nơi đây vẫn luôn hoang phế giám đốc cao khu nghỉ dưỡng đi tới thì nghe được các thư ký thi nhau thảo luận bèn nhanh chóng cười giải thích. Đây là nơi tập đoàn phồn thịnh mua tới. Bởi vì tạm thời chưa khai phá cho nên nhìn hoang vắng một chút. Ông ta lấy ra bảng biểu mà Khương Manh Manh gửi cho mình. Sau khi thẩm tra đối chiếu thông tin của hành khách xong thì đưa người vào bến tàu. Trong 7 ngày của tuần này, khu nghỉ dưỡng của đảo Hải Thần có tổng cộng 30 người. Ngoại trừ các vị gia còn có nhân viên của một công ty nhỏ và một số khách lẻ khác tuy tiện nghi trên hải đảo tương đối đầy đủ hết nhưng rốt cuộc ở trên biển lại có rừng rậm cho nên hy vọng trong khi mọi người du ngoạn cần chú ý an toàn đặc biệt là ở vào ban đêm cố gắng hết sức không nên ra khỏi khách sạn giám đốc cao đưa người lên thuyền rồi phát một tờ cho mỗi người ở trên có đánh dấu những nơi nguy hiểm cũng yêu cầu mọi người ký tên lên tờ của mình hàn hướng nhu nhìn khương manh manh đang đứng bên cạnh rồi hỏi nhỏ vì sao muốn chúng ta ký cái này hình thức mà thôi Khương Manh Manh ký tên xong thì đưa bút cho Hàn Hướng Nhu, rất nhiều. Khu du lịch đều ký cái này, không có việc gì đâu. Hàn Hướng Nhu nhận lấy bút rồi ký tên lên trên tờ giấy đó. Giám đốc cao thu lại tờ. Trên mặt hiện lên nụ cười tươi giói, chúc mọi người đi chơi vui vẻ. Buổi chiều chủ nhật tôi sẽ ở bến tàu đón mọi người, gặp lại. Tàu thủy rời khỏi bến tàu hướng về ngoài biển rộng chạy tới. Trong khoang thuyền to như vậy chỉ có 30 du khách mọi người nhìn thoáng qua nhau rồi rồi giải rác tới vị trí cửa sổ mà ngồi xuống thưởng thức cảnh đẹp biển rộng bao là. Khoảng hơn 2 giờ sau khi tàu thủy chạy, một hòn đảo nhỏ xinh đẹp xuất hiện ở ngoài cửa sổ. Tiểu đảo được bao bọc bởi thảm thực vật xanh um tươi tốt, từ xa nhìn lại giống như một ốc đảo trên biển vậy. Tàu thủy chậm rãi cập bờ. Hàn hướng nhu đến chỗ hành lý lấy vali của mình rồi xếp hàng xuống thuyền. Chỗ đó chính là khách sạn lâu đài cổ mà chúng ta sẽ ở đúng không? Lý Nghiên chỉ chỉ lâu đài cổ cách đó không xa. Lâu đài cổ rất có cảm giác thời trung cổ. Nhưng khách sạn lớn như vậy chỉ tiếp đại 30 người sẽ không bị lỗ vốn sao. Khách sạn lâu đài cổ đứng sừng sững ở cạnh khu rừng rậm. Bị bóng dâm của cây cối cao ngất che phủ lấy. Nhìn sơ qua có cảm giác hơi âm u. Hàn hướng nhu tháo kính dâm xuống nhìn lâu đài cổ đó. Cảm thấy nơi này không đơn giản như bản thân nghĩ. Mọi người nhìn đá ngầm xinh đẹp. Nước biển xanh thăm thẳm bảy cá cầu vồng năm màu sặc sỡ cùng với khu rừng rậm rạp cách đó không xa và lâu đài cổ bèn không nhịn được kêu lên những tiếng kinh ngạc vui vẻ và tán thưởng mấy người khương manh manh đã mang hành lý ném sang một bên rồi lấy di động ra bắt đầu tự chụp ảnh ngay cả hàn hướng nhu cũng bị các cô túm qua dùng sức mạnh chụp hai bức ảnh khách sạn lâu đài cổ nhìn thì không xa nhưng đi đi lại lại mất đến nửa tiếng đồng hồ cũng may khu nghỉ dưỡng chuẩn bị ba chiếc xe đò và một chiếc xe chở hành lý có thể chở bọn họ đi. Hàn hướng nhu mang vali để lên xe chở hành lý rồi đi đầu ngồi ở vị trí đầu kế bên tài xế. Tài xế khoảng độ 50 tuổi, ăn mặc rất trình tề, mới nhìn thì không giống thôn dân địa phương, chỉ là không biết vì sao trên người ông ta dày đặc một tầng tử khí, trên người tản mát ra một mùi hôi thối. Dường như nhận ra được tầm mắt của Hàn Hướng Nhu, tài xế quay đầu hung ác nhìn cô, cô nhìn cái gì? có vẻ như Hàn Hướng Nhu không bị giọng điệu của ông ta dọa đến. Ngược lại lại thêm thần sắc tò mò, chú là người ở đảo Hải Thần phải không? Đúng vậy. Tài xế buột miệng thốt ra xong thì sắc mặt hơi đổi, mang theo sự ảo não. Ông ta quay đầu không phản ứng Hàn Hướng Nhu mà hướng các du khách khác giống lên hai câu. Đi lên xe nhanh lên, đừng có mà lề mà lề mề nữa. Có một số du khách bị thái độ của tài xế dọa sợ. Có mấy thanh niên trẻ tuổi khỏi khoắn vừa nghe thế liền không vui dối cổ giống lên với ông ta ông hét cái gì đây là cái thái độ phục vụ gì vậy hình như ba tài xế khác không muốn sinh sự nên trừng mắt với tên tài xế kia một cái lão tam ông đừng có mà gây sự nữa đây là du khách đấy lão tam vừa nghe xong chỉ đành phải kiềm chế tính tình của mình nhưng ông ta vẫn quay đầu lại nhìn mấy tên thanh niên kia vài lần nụ cười lạnh hiện lên trên khuôn mặt đầy tàn nhẫn có mấy tài xế dạng hòa mọi người lại tới đây để chơi nên nhóm thanh niên đó cũng không làm ẩm ý nữa rồi ngồi lên xe đỏ phía sau. Tầm mắt của Hàn Hướng Nhu lướt qua trên mặt của mấy tài xế đó rồi quay đầu xem cảnh sắc bên ngoài. Không thể không nói đảo hải thần này thật sự quá đẹp. Nước biển mỹ lệ như ngọc bích. Nước biển gần bờ cát màu xanh nhạt trong vắt. Hướng ra xa hơn là một màu xanh thẳm. Biển sâu nơi xa hơn là màu xanh am đậm. Khiến người ta không tự chủ được say mê trong đó rời khỏi bến tàu trên dải đá ngầm. Quang cảnh bên ngoài là bờ cát trắng tinh. Mỗi tội đảo nhỏ này lại có hạn chế rất lớn về số lượng du khách cho nên trên bờ cát cũng không có người. Chỉ có những cây cỏ cao lớn đang thoải mái nhẹ nhàng đong đưa những chiếc lá của mình theo gió biển. Xe đò nhanh chóng dừng lại trước lâu đài cổ. Đợi sau khi mọi người xuống xe lấy hành lý thì xe đò và... Xe chở hành lý trực tiếp quay đầu rời đi. Để lại một đám người trước cổng lớn của khách sạn lâu đài cổ đứng trước khách sạn lâu đài cổ nơi đây mọi người mới phát hiện lâu đài cổ này cũng không phải là mới xây dựng từ vẻ ngoài của tường nhìn lên hình như đã có từ lâu hàn hướng nhu nhớ rõ mình nhìn trên tư liệu về khu nghỉ dưỡng đào hải thần thì khu nghỉ dưỡng này mới được tu sửa từ hai năm trước lần hoạt động ưu đãi này cũng lấy danh nghĩa tròn hai năm mở cửa nếu tính như vậy thì lâu đài cổ này đã tồn tại từ trước khi khu nghỉ dưỡng tới tu sửa cũng không biết là ai lại xây lên một tòa lâu đài rời xa dân cư này mọi người kéo hành lý đẩy ra cổng lớn của lâu đài. Trong đại sảnh thoạt nhìn nguy nga lộng lẫy, trên đường chính đặt không ít pho tượng hiếm lạ cổ quái, chỉ là không có quá nhiều nhân viên phục vụ. Nguy nga lộng lẫy, bản con vất là kim bích huy hoàng, là xanh vàng rực rỡ, vàng son lộng lẫy, cung vàng điện ngọc. Có hai cô gái đang đứng sau quầy lễ tân giống như chờ bọn họ được một lúc lâu. Thời điểm nhìn thấy họ thì không khỏi nhẹ nhàng thở ra danh sách du khách đã sớm được đưa tới đây. Sau khi lấy chứng minh thư đăng ký thì mỗi người nhận được thẻ phòng của mình. Nhà ăn ở bên phía đông tầng 1, bể bơi ở tầng 6, phòng tập thể thao ở tầng 7. Nếu các vị muốn thì có thể tự đến xem trước. Nhân viên lễ tận mỉm cười giới thiệu, lâu đài cực kỳ lớn, cầu thang đang xen nhau vô cùng phức tạp, có không ít chỗ đều cất giấu quà tặng. Nếu mọi người cảm thấy hứng thú có thể ở lâu đài chơi trò chơi thám hiểm khương manh manh nói dẫn nhưng trong lâu đài luôn có những chuyện ma quỷ dọa người lâu đài này của chúng ta không có quỷ náo loạn chứ nhân viên phục vụ nhìn cô một cái nụ cười trên mặt càng tươi hơn quý khách ở lại một đêm sẽ biết sau khi hàn hướng nhu tới công ty thì có quan hệ tốt nhất với khương manh manh lần chia phòng này khương manh manh cũng rất quan tâm hàn hướng nhu chọn cô và mình ở cùng một phòng phòng thư ký đặt bảy phòng đều ở tầng 5. Hàn Hướng Nhu lấy thẻ quẹt mở cửa phòng. Khi đi vào thì kinh ngạc phát hiện ra đây là một phòng xa hoa. Bên ngoài là một phòng khách rộng lớn. Có sofa nhìn qua có vẻ thoải mái. Hơn nữa lại có lò sưởi làm từ gỗ nguyên khối được thiết kế âm tường và bàn ăn tinh xảo. Trong phòng ngủ cũng rất lớn. Hai chiếc giường đơn được đặt ở hai bên. Chỗ chân giường để một bàn trang điểm tinh xảo và một tủ quần áo có khắc hoa văn. Wow! Căn phòng này không tệ nha. Khương manh manh giật mình rồi buông hành lý ra dạo quanh một vòng. Lần này chúng ta quá có hời rồi. Nơi này và khu nghỉ dưỡng suối nước nóng có giá như nhau nhưng nơi đây nhìn có vẻ xa hoa hơn rất nhiều. Hàn hướng nhu cũng đi xung quanh phòng đánh giá khắp nơi. Lâu đài này vẫn luôn cho cô cảm giác cực kỳ quái dị. Nhưng sau khi vào lâu đài đừng nói là quỷ hồn mà ngay cả âm khí cũng không có một tí nào. So với nhà bình thường còn sạch sẽ hơn vài lần. Hai người cất đồ xong, đeo túi nhỏ theo bên mình ở trên lưng rồi chuẩn bị đến nhà ăn ăn cơm mở ra cửa phòng những đồng nghiệp khác cũng lục tục đi ra nhìn thấy khương manh manh đều cười khen cô tìm đúng nơi nhóm người nói nói cười cười vào thang máy đi xuống tầng một nhà ăn đã bày đồ ăn từ sớm nơi này là hải đảo nhà ăn chuẩn bị đồ ăn cũng lấy hải sản là chủ trong nồi hấp mâm lớn mâm nhỏ càng nhét đầy cua cá sò hiến được đánh bắt từ biển đang nóng hôi hổi cực kỳ tươi mới chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều trong lòng hàn hướng nhu lẩm bẩm một câu gắp đầy một mâm hải sản rồi tìm chỗ ngồi hàn hướng nhu rất thích ăn đồ biển nhưng cô ở trên núi từ bé đến lớn ngay cả ăn cá còn khó khăn chứ đừng nói đến hải sản trước kia cũng chỉ có lúc về thành phố lâm hải thăm người thân mới có thể ăn cho đỡ thèm đào hải thần có hoàn cảnh tốt các món trong bữa cơm trưa cũng phong phú sau khi 30 người lên đảo được ăn no nê một bữa đều thả lòng rất nhiều, vẻ mặt cũng thật sự vui sướng. Trần Lâm nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi nói với nhân viên bộ phận thư ký, "Hôm nay là ngày đầu, tiên đến nên mọi người nghỉ ngơi cho tốt trước đã, trở về phòng ngủ chưa. Khi nào dậy thì đến bãi biển một lúc hoặc đi dạo ở lâu đài đều được. Hoạt động team building của chúng ta chính thức bắt đầu từ ngày mai." Hàn Hướng Nhu về phòng rửa mặt, thay áo ngủ rồi ngã lên giường ngủ luôn. Chờ đến khi tỉnh lại thì trong phòng đã tối om. Hàn Hướng Nhu cầm di động thì thấy mới 4 giờ chiều. Lúc này Hàn Hướng Nhu mới phát hiện không ngờ bên ngoài cửa sổ có mưa to. Mở ra nhóm bộ phận thư ký trong WeChat, có không ít người đang nói chuyện phiếm. Mọi người thấy bên ngoài trời đang mưa đều hơi buồn bực. Rốt cuộc thì ngày mưa cũng không thể ra ngoài bãi biển chứ. Không duyên không cớ mất đi rất nhiều lạc thú. Vương Giác, rõ ràng là mình nhìn dự báo thời tiết rồi. Một tuần này trời đều nắng mà. Sao nơi này lại mưa được nhỉ? Trương Nghiên, thời tiết ngoài hải đảo chắc là khác hơn chỗ chúng ta. Ngày mai ra ngoài chơi cũng giống nhau thôi. Tống Vũ, nhưng mà hiện tại làm gì đây? Giữa trưa chị ăn nhiều giờ còn chưa đói bụng. Khách sạn này vậy mà không có tivi. Chị cảm thấy nhàm chán ghê. Trương Nghiên, không phải nói nơi này có thư viện và viện bảo tàng sao? Chúng ta đi tìm xem ở chỗ nào đi thuận tiện còn có thể tìm cái gì bảo ấy. Tống Vũ, chị và Lý Thần Thần cũng đi. Năm phút sau gặp ở hành lang nhé. Hàn Hướng Nhu suy nghĩ một lát rồi gõ một dòng chữ. Lâu đài lớn như vậy lại không có mấy người. Vẫn đừng nên đi thì hơn. Trương Nghiên, bọn chị đi một vòng rồi về liền. Đừng lo lắng nhé. Mấy giờ rồi? Bỗng dưng giường bên phát ra động tĩnh. Hàn Hướng Nhu duỗi tay ra mở đèn trên đầu giường. Đã bốn giờ rồi sao trời lại tối như vậy khương manh manh xoa xoa đôi mắt rồi từ trên giường bỏ dậy đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài xa xa ngoài cửa sổ chính là khu rừng rậm vào ban ngày chỉ thấy một màu xanh biếc trong không khí còn mang theo mùi hương lá cây nhàn nhạt, nhạt nhưng hiện tại bên ngoài trừ mưa gió thì chính là mây đen cành lá dương nanh múa vuốt tựa như quái thú đang ấn núp trong đêm tối giống như chỉ cần một ngụm là có thể nuốt sạch một người hàn hướng nhu mở toàn bộ đèn trong phòng ra ánh đèn nhu hòa bao phủ toàn bộ phòng lúc này khương manh manh mới tỉnh táo lại che lấy ngực rồi lùi về sau hai bước cuối cùng cũng thoát khỏi cảm giác áp lực kinh hãi vừa nãy sau khi đi toilet rửa mặt khương manh manh lôi hai túi bò khô ra đưa cho hàn hướng nhu một túi nơi này cũng không có tivi xem nếu không thì chúng ta ra ngoài đi dạo đi hàn hướng nhu cũng rất tò mò về lâu đài này lâu đài lớn như vậy mỗi ngày chỉ có số lượng khách ít ỏi thì theo lý thuyết vì thiếu nhân khí nên sẽ dẫn tới tình trạng âm khí quá nặng mà cố tình nơi này lại một chút âm khí cũng không có ngược lại làm người cảm thấy rất kỳ quái hai người đeo túi ở trên lưng khi ra cửa vừa lúc gặp được trần lâm và vương dược nhiên cả bốn người cũng không biết nên đi nơi nào nên dứt khoát kết bạn đi ra ngoài bốn người các cô không đi thang máy mà đi cầu thang xoắn ốc của lâu đài ánh đèn cầu thang rất mờ hai bên hành lang kéo dài hướng ra phía ngoài tối đến mức chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ bức họa trên tường nơi xa hơn thì không còn nhìn thấy rõ vài người đi lên hai tầng nữa vẫn không thấy phòng tập thể hình mà nhân viên lễ tân nói khương manh manh nhìn hành lang tối tăm cùng với các cửa phòng đang đóng chặt bị dọa đến mặt trắng bệch chị trần hay là chúng ta trở về đi em có cảm giác sợ hãi quá trần lâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua ở bên trên tối đen đến mức không nhìn rõ được ở trên còn có mấy tầng nên gật đầu rồi xoay người đi xuống dưới lầu. Cục, cục, cục. Bỗng nhiên trên lầu vang lên những tiếng bước chân nặng nề, dường như hướng các cô mà tới. Từ khí nồng nặc từ trên tầng tràn xuống dưới. Sắc mặt của hàn hướng nhu biến đổi rồi che trước mặt ba người trần lâm, chạy xuống dưới tầng nhanh lên. Làm sao vậy? Khương manh manh không nghĩ nhiều như vậy, có phải mấy người tống vũ không? sắc mặt của trần lâm ké biến nói nhỏ tiếng bước chân của mấy em ấy không nặng nề như vậy nơi này quá tối lại không có người chúng ta đi về trước rồi nói tiếp vài người xoay lại đi xuống dưới cũng không biết người ở trên có phải nhận ra hay không mà tiếng bước chân đột nhiên nhanh hơn cùng lúc đó tầng dưới cũng vang lên tiếng bước chân lên tầng vốn dĩ hàn hướng nhu không muốn làm đồng nghiệp sợ hãi suy tính sẽ đưa các cô về phòng cho khách xong rồi trở lại tra xét tình hình nhưng trước mắt xem ra con đường này không thể thực hiện được hàn hướng nhu duỗi tay ra túm chặt vài người kéo các cô đến một bên hành lang rồi dặn dò tí nữa có xảy ra bất kỳ chuyện gì thì mọi người cố gắng hết sức không được ra tiếng em sẽ bảo vệ các chị an toàn cô nhanh chóng rút mấy lá bùa từ trong túi ra chia cho mọi người tuyệt đối giữ cho chặt đừng buông tay mấy người trần lâm ngẩn ngơ nhìn lá bùa trong tay thậm chí khương manh manh không rõ tình huống cho lắm còn hỏi một cách ngây ngốc hướng nhu đây là cái gì thế hàn hướng nhu không trả lời vấn đề của cô tiếng bước chân trên cầu thang càng ngày càng gần rốt cuộc cũng có hai bóng người từ trên tầng và dưới tầng đi đến sau khi hai người chạm mặt cũng không nói gì mà xoay người hướng về phía hành lang mà nhóm hàn hướng nhu đang ẩn náu đi tới Hình như cũng nhận thấy được có gì đó không đúng nên Khương manh manh hơi khẩn trương nắm lấy tờ giấy trong tay cho đến khi nương theo ánh đèn mở thấy rõ bộ dáng của hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Đây chẳng phải là nhân viên phục vụ ở quầy lễ tân lúc giữ chưa làm thủ tục cho chúng ta sao? Sau khi hai người ở quầy lễ tân nhìn thấy các cô gái thì dừng bước trên mặt nở nụ cười. Các cô là đang chơi trò thám hiểm lâu đài đúng không? Trần Lâm giữ Khương manh manh đang muốn trả lời lại rồi nói lời khách sáo. Không phải. Chúng tôi đang định trở về phòng đã mất công đi ra rồi mà không chơi trò thám hiểm thì tiếc nuối lắm. Nụ cười của nhân viên lễ tân càng sán lạn, không bằng chúng tôi chơi trò thám hiểm lâu đài với các cô đi. Kèm theo tiếng nói phát ra, hai người gồng bảo vai, hai lên giống như khi đột rồi đột nhiên chạy vội về hướng các cô gái. Hàn hướng nhu tre ở phía trước. Khi hai người đó nhảy bổ lại đây, nháy mắt cô nâng lên chân dài, dùng hai cú đá đạp hai người ra bắn ngoài lại nhanh chóng quăng ra hai lá bùa dán lên mặt của hai ả à. á à một tiếng sau khi bùa trừ tà chạm vào cơ thể của hai ả à thì bốc lên sợi khói đen hai ả à lễ tân ôm mặt đau đến mức lăn lộn đến khi bùa trừ tà hóa thành cho tàn thì hai ả à đó đung đưa lào đảo đứng lên nương theo ánh đèn mở mọi người kinh ngạc khi phát hiện ra hơn một nửa da mặt của hai ả à bị chóc ra từng mảnh một lộ ra máu thịt đỏ lòm thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ khương manh mạnh bị dọa đến mức chân mềm nhũng nhưng lúc này cô nhớ tới lời dặn dò lúc nãy của hàn hướng nhu một tay nắm chặt lá bùa tay còn lại bịt kín miệng mình lại rồi co rúm lên tường cùng với ba người trần lâm một cử động cũng không dám hàn hướng như nhìn hai ả à lễ tân bị bong chóc ra mà không nhịn được tò mò về trạng thái của các ả à. trên người hai ả à đó vẫn tồn tại sức sống như cũ theo lý thuyết thì hàn là người sống nhưng đồng thời trên người các ả à lại có số lượng tử khí rất nhiều căn bản không có khả năng ở trạng thái người sống. Hai ả à Lê Tân nhìn thấy da mặt của mình rơi đầy đất nên tức khắc bị chọc giận, tử khí trên người không ngừng cuồn cuộn quay cuồng phóng thích ra ngoài. Hai ả à ỉ vào tử khí trên người nên nhảy bổ lên Hàn Hướng Nhu. Hàn Hướng Nhu xoay người nhấc chân đá một ả à trong đó ngã ngửa ra rồi đạp ả à đó dưới chân mình rồi vươn tay bóp lấy cổ ả à còn lại. Ả à Lê Tân bị bóp chặt cổ dường như không nghĩ tới mình đã như vậy rồi thế mà vẫn còn có người dám trực tiếp ra tay trong khoảnh khắc cũng chưa phản ứng được cho đến khi hàn hướng nhu duỗi tay nhéo mặt ả à ta trực tiếp kéo một khối ra xuống thì ả à ta mới hoảng sợ kêu to lên cô kêu cái gì mà kêu nhảy ra dọa người rồi mà còn có lý hả hàn hướng nhu ghét bỏ vứt khối ra người trong tay xuống đất rồi duỗi tay lau hai lần lên quần áo của ả à lễ tân nói đi rốt cuộc cô là thứ gì à lễ tân cắn răng không chịu nói tử khí trên người vẫn không ngừng cuồn cuộn tản ra bên ngoài như cũ. Bởi vì tử khí quá nồng nặc nên mấy người Trần Lâm cầm bùa trừ tà cũng thấy được trên người của hai ả à lễ tân toát ra khí đen. Chỉ là hình như khí đen này không dám quấy nhiều hàn hướng nhu mà nó thật cẩn thận tránh cô rồi vọt tới mấy người phía sau. Lưng của Trần Lâm dựa lên vách tường không dám ra tiếng. Đành trơ mắt nhìn khí đen đó cách mình càng ngày càng gần. Đến khi khí đen muốn chạm vào làn da của cô thì bỗng nhiên Trần Lâm cảm thấy lá bùa trong tay nóng lên. Ngay sau đó khí đen giống như bị chặn lại bên ngoài một cái lồng trong suốt. Vô luận ở bên ngoài dương nanh múa vuốt như thế nào thì vẫn không thể tiến lên trước dù chỉ một phần. Ba người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liếc nhìn lẫn nhau sau đó dựa sát vào nhau. Giờ lá bùa đang cầm trong tay lên. Quả nhiên là khí đen đó lại dịch ra sau một tấc. Sau một tấc bằng 3cm rốt cuộc là các cô còn sống hay đã chết. Trong hành lang, Hàn Hướng Nhu đang bóp cổ à Lễ Tân lắc lắc một cách thô lỗ. À Lê Tân bị cô lắc đến mức trời đất quay cuồng. Tử khí trên người bị lắc đến mức tản giả. À ta không cam lòng cứ như vậy bị Hàn Hướng Nhu bắt. nhấc cánh tay lên một cách gian nan muốn tóm lấy cổ của Hàn Hướng Nhu. Hàn Hướng Nhu tùy ý lấy hai lá bùa trong túi dán lên trên mặt Ả. À. Từng tia điện nổ bùm bùm. Thế mà làm Ả à Lê Tân biến thành thi thể cháy xém. Hàn hướng nhu xấu hổ vứt thi thể bị cháy đó xuống đất rồi vỗ vỗ cho trên tay. Ngại quá. Lấy sai lá bùa rồi. Trong hành lang yên tĩnh hẳn. Ngay cả Ả à Lê Tân dưới chân hàn hướng nhu vẫn luôn dãy dụa không ngừng cũng an tĩnh lại. Một cử động cũng không dám. Hàn hướng nhu vỗ vỗ tay sạch sẽ xong mới quý người túm Ả à Lê Tân đang dưới chân mình lên rồi nói với giọng điệu nhẹ nhàng. Cũng may còn có một tên ả à lễ tân dãy ruộng một lúc lâu dưới lòng bàn chân của hàn hướng nhu nên da thịt trên người rất đầy đất thoáng nhìn cực kỳ khó coi đến mức khiến người ta phải cảm thán nhưng hàn hướng nhu cũng không ghét bỏ ả à xấu ngược lại còn rất chi kỷ lấy một cuộn băng keo hai mặt ra đưa cho ả à, nếu không thì cô dính lại đi ả à lễ tân nhìn băng keo hai mặt trong tay hàn hướng nhu biểu cảm có vẻ một lời khó nói hết không cẩn thận làm chết một cái nên đối với ả à lễ tân còn sót lại hàn hướng nhu nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Sau khi nhấc lên không lắp lắc nữa mà ngược lại giọng nói nhu hòa hơn, cô tên là gì? Ả à lễ tân mở miệng, không cẩn thận mở miệng hơi lớn chút là lại rớt thêm miếng ra, tôi tên là Trương Hiểu Hà. Hàn hướng nhu gật đầu vẻ vừa lòng, Trương Hiểu Hà, cô tự mình nói hay tôi buộc cô nói? Trương Hiểu Hà biết là mình đụng phải kẻ khó nhằn nên bị dọa cả người run rẩy ấy thế mà lại cảm thấy hơi đáng thương. Hàn hướng nhu thấy ả à, không nói câu nào bèn vươn tay phải làm một động tác nắm tay hướng về ả. À. Trương Hiểu Hà nhớ tới vừa rồi đồng nghiệp của mình bị bóp chặt cổ lắc lắc và thét chói tai như con gà. Cuối cùng không chịu được, tôi nói. Cái gì tôi cũng nói. Ả à, vươn tay cầm mép ra đang cuốn vuốt phẳng lại. Trên mặt mang theo nỗi tuyệt vọng. Tôi là người ở đảo Hải Thần. 300 năm trước, trương hiểu hà vừa mới nói một câu thì thấy có một tia sáng đỏ đột nhiên xuất hiện lao thẳng về phía mình trong nháy mắt khi tia sáng đỏ xuất hiện thì hàn hứng nhu liền tung ra lá bùa nhưng cũng không biết tia sáng đỏ này là thứ gì mà lại có thể xuyên phá lá bùa tiến vào thân thể của trương hiểu hà thân thể trương hiểu hà phát ra ánh sáng đỏ nhạt màu da thịt dần dần phình to lên dường như ả à ta đoán được kết cục của mình nên trên mặt hiện lên nụ cười thê thảm báo ứng đều là báo ứng thân thể của trương hiểu Hà nhanh chóng phình lên rất to giống như một khí cầu hình người vậy hàn hướng nhu thấy thế vội vàng lùi lại đến bên cạnh mấy người trần lâm rồi lấy ra kính bát quái kính bát quái lơ lửng ở không trung rồi bắn ra một tia sáng màu vàng nhạt bao phủ lấy bốn người hàn hướng nhu đột nhiên một tiếng đùng vang lớn thân thể của trương hiểu hàn nổ tung từng khối máu thịt nhỏ vụn vung vãi lên trên vách tường trên trần nhà và trên thảm tản mát ra mùi máu tanh tưởi không đợi đến khi hàn hướng nhu đi tới xem xét thì máu thịt bắn khắp nơi và thi thể cháy xém trước đó bỗng nhiên biến mất tựa như chưa từng xuất hiện ngay cả vết máu cũng không lưu lại bao gồm từ khí nồng nặc ngay đến người thường còn nhìn thấy được trước đó như là bị thứ gì hấp thu một chút cũng không để lại hàn hướng nhu duỗi tay ra kính bát quái thu lại ánh sáng rồi an tĩnh dừng trên tay cô sau khi chết chẳng những không có hồn phách mà ngay cả thi thể cũng biến mất những thứ kỳ quái nơi đây thật đúng là không ít hàn hướng nhu khẽ thở dài một tiếng cất kính bát quái xong mới quay đầu nhìn mấy chị đồng nghiệp khu hành lang im ắng ba người trần lâm còn chưa phục hồi thần trí rốt cuộc thì trước kia những bộ phim khủng bố các cô cũng không dám xem lúc này lại khen ngược như đang trực tiếp tiến vào phim kinh dị vậy hiện giờ có thể ngoan cường đứng dựa vào tường tuyệt đối là bởi vì tố chất tâm lý đủ mạnh mẽ thấy các cô cần thời gian để bình tĩnh hơn. Hàn hướng nhu quyết định tìm một chỗ rửa tay trước. Cô tiện tay đẩy một cánh cửa phòng ra. Phòng này không được cải tạo. Cách bài trí và bố trí trong phòng nhìn hơi cổ xưa. Bám không ít bụi bặm. Thấy Hàn hướng nhu muốn đi vào. Ba người Trần Lâm nhanh chóng đấm đấm đôi chân mềm hoạt không còn sức lực nào rồi cũng đỡ lấy nhau đi vào theo. Hàn hướng nhu không biết phải làm sao bèn quay đầu lại. Em chỉ tìm một chỗ rửa tay thôi vừa rồi lột vài miếng ra từ trên mặt của cái cô lễ tân kia cứ người thấy hôi hôi tuy rằng nghe vậy cũng rất khủng khiếp nhưng các cô vẫn kiên định đi theo ai biết bên ngoài có nhảy ra một kẻ rơi dụng miếng ra đầy mặt hay không chứ vẫn là đi theo hàn hướng nhu an toàn hơn hàn hướng nhu lấy ra một lá bùa rồi trả sát lập tức lá bùa biến hóa chiếu sáng toàn bộ phòng giống như đèn pin chờ đến khi hàn hướng nhu đi toilet rửa say xong thì cuối cùng ba người trần lâm cũng tỉnh táo lại và bắt đầu thảo luận chuyện và bắt vừa rồi. Vừa rồi hai người lễ tân đó là thứ gì thế? Trần Lâm nhớ tới tình cảnh lúc nãy mà sắc mặt vẫn còn hơi trắng bệnh. Điều này quả thực quá sức tưởng tượng của cô. Sống hơn 40 tuổi đầu lần đầu tiên gặp phải chuyện kinh khủng như vậy. Không biết. Giống như hoạt tử nhân vậy. Hàn hướng nhu lắc lắc bọt nước trên tay và nói. Nói thật thể loại có khả năng chết rồi còn tung tăng nhảy nhót lại có tư duy bình thường thì đây cũng là lần đầu tiên em thấy. Trước kia nhiều lắm là đụng vào thi thể bị luyện chế thành con rối thôi, không chơi vui bằng cái này. Hoạt tử nhân, người chết có thể cử động được. Tam quan của Trần Lâm đã bị đắp nặn lại, nhưng hiện tại không phải thời điểm dối rắm về nó. Cô mau chóng lôi di động ra, nơi này quá không an toàn. Chúng ta nhanh chóng gọi thuyền tới rời khỏi nơi quỷ quái này thôi. Tam quan, dùng để nói về cách mà một người nhìn, đánh giá về các sự vật sự việc trong thế giới tam quan được cấu thành từ ba yếu tố gồm thế giới quan hay vũ trụ quan chỉ quan điểm căn bản của mọi người đối với cuộc sống bao gồm toàn bộ thế giới cùng với quan hệ giữa con người và thế giới bên ngoài. Nhân sinh quan chỉ thái độ cùng cách nhìn đối với mục đích ý nghĩa cơ bản của nhân sinh. Giá trị quan chỉ cái nhìn cùng đánh giá tổng thể của một người đối với tầm quan trọng. Ý nghĩa của sự vật khách quan chung quanh bao gồm con người, sự vật sự việc. Hàn hướng nhu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở phòng này có thể trực tiếp nhìn ra biển rộng. Hàn Hướng Nhu đoán hiện tại không đến 5 giờ. Tuy đã ngớt mưa hơn vừa rồi khá nhiều nhưng không biết từ khi nào mà trên biển rộng hiện lên sương mù. Sương mù dày đặc cản trở tầm mắt của mọi người, cũng ngăn cách những thứ khác. Ví dụ như tín hiệu. Trần Lâm ngẩng đầu một cách cứng đờ, điện thoại không liên lạc được. Chúng ta đặt phòng 7 ngày rồi, chắc có lẽ chờ đến chủ nhật mới có thuyền. Hàn Hướng Nhu vỗ vỗ bảo vai của cô rồi trấn an. Có em ở đây nên các chị đừng lo lắng. Chúng ta đi xuống trước lại nói. Sau khi trở lại. Tầng 5, cả nhóm gõ cửa từng phòng một gọi các đồng nghiệp ra. Trần Lâm đếm xong thì tổng cộng chỉ có 10 người, còn 4 người chưa trở về. Hàn Hướng Nhu bảo các cô gái vào phòng Minh. Cô lấy lá bùa dán trên cửa rồi dặn dò: "Các chị chờ em ở đây, tuyệt đối không được ra ngoài, đợi em đi tìm các chị ấy về." Trần Lâm gật gật đầu em chú ý an toàn nhé chị cũng nhìn xem có thể liên hệ với người bên ngoài được không cửa phòng đóng lại các đồng nghiệp khác nhìn trần lâm mà không hiểu ra sao ba người khương manh manh không quá rõ vì sao sắc mặt của mọi người khó coi như vậy phát sinh chuyện gì vậy một đồng nghiệp lâu năm có quan hệ tốt với trần lâm hỏi sắc mặt của trần lâm chán nản suy sụp rồi nở nụ cười khó coi lâu đài cổ này có quỷ thư viện trong ngọn tháp ba người trương nghiên Tống Vũ. Lý thần thần ôm lấy cuốn sách trong lồng ngực tránh ở sau một kệ sách run bần bật. Ở bên ngoài có nữ thư ký tên là Vương Nhạc Nhạc đang cúi đầu, tóc dài rũ xuống trước ngực. Bước từng bước một đi đến kệ sách. Làm sao bây giờ? Tống Vũ thì thầm, cô ta sẽ nhanh tìm được chúng ta thôi. Sau khi Lý Thần Thần nghe tiếng bước chân cách đó không xa rồi tính khoảng cách giữa hai bên thì nhẹ nhàng túm lấy góc áo của Tống Vũ và Trương Nghiên Hai người quay đầu lại thì thấy Lý Thần Thần nhẹ nhàng chỉ chỉ vào ngăn tủ phía dưới kệ sách rồi dùng khẩu hình. Vừa rồi chị tìm sách thì phát hiện nơi này trống không. Hai người lập tức ngồi xổm xuống cẩn thận mở ra cửa ngăn tủ. Quả nhiên ngoại trừ mấy tờ giấy bỏ đi thì cũng không có gì cả. Chỉ là ngăn tủ này không tính cao, chỉ khoảng trên dưới 80cm. Chiều dài lại được một m năm, cũng đủ để một người cuộn tròn nằm vào trong. Ba người nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần cũng bất chấp cho bụi bên trong. Từng người tìm một ngăn tủ chui vào nằm sau đó đóng cửa lại. Bước chân càng ngày càng gần. Cuối cùng cũng đi tới nơi các ba người tốn vũ đang ẩn náu. Hình như vương nhạc nhạc phát hiện ra cái gì. Cô ta dừng bước. Đầu xoay lại một cách cứng đờ. Đôi mắt nhìn không thấy đồng tử lộ ra từ khe hở của mái tóc rũ xuống. Cứ nhìn chầm chầm vào kệ sách trước mặt. Tống vũ khẩn trương nằm nghiêng trong ngăn tủ khi cô nghe thấy tiếng bước chân dừng lại thì nín thở. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên ngoài vẫn không nghe thấy một chút động tĩnh nào. Dù vậy cô cũng không dám đẩy cửa tủ ra nhìn vì sợ thò đầu ra là nhìn thấy trong mắt trắng ẩn không có đồng tử của vương nhạc nhạc, quả thực dọa chết người. Nhưng chỗ cô nằm cũng không phải rất thoải mái. Lúc Tống Vũ chui vào quá vội vàng nên chọn tư thế cũng không được dễ chịu cho lắm. Tư thế này sẽ làm cả người đau nhức, chân tê dại đi cô cố nhịn một lúc thật sự không nhịn được nên rất cẩn thận xê dịch chân muốn đổi tư thế nằm thẳng động tác của tống vũ cực kỳ chậm cô nhẹ nhàng nâng một chân từ từ gác lên trên tấm ván gỗ khi phần thân trên của cô xoay lại thì da thịt bị cọ lên mép của mấy tờ giấy bỏ đi nên phát ra tiếng á rất nhỏ trong nháy mắt tống vũ cứng đờ người một cử động cũng không dám trong không gian yên tĩnh một thanh âm nhỏ cũng có thể bị phóng đại vô hạn vương nhạc nhạc vẫn luôn cúi xuống từ từ ngẩng đầu lên tiếng bước chân lại vang lên lần nữa tống vũ nghe thấy tiếng bước chân cách mình càng ngày càng gần thì không nhịn được hối hận vì phát ra tiếng còn muốn cắn đầu lưỡi luôn cho rồi sao mình lại không nhịn được sớm biết rằng giấy ở dưới xốp giòn như vậy thì mình có đau chết cũng sẽ không kêu lên mỗi một tiếng bước chân nặng nề giống như búa tạ gõ từng nhát vào trái tim tống vũ làm mỗi một khối cơ bắp khắp trên người cô run lên không kiểm soát được cuối cùng tiếng bước chân rừng ở bên ngoài ngăn tủ mà tống vũ đang náu mình hình như đã nhận ra hơi thở của tống vũ vương nhạc nhạc cười khẽ một tiếng trong nháy mắt đầu tóc của tống vũ dựng đứng lên tống vũ nằm trong ngăn tủ cắn chặt môi cô nghe được tiếng bước chân của vương nhạc nhạc càng ngày càng gần cuối cùng dừng lại bên ngoài ngăn tủ mình đang trốn xong rồi tống vũ tuyệt vọng nhìn cửa tủ Cô biết một khi mình vị vương nhạc nhạc kéo ra ngoài thì khẳng định sẽ biến thành bộ dáng quỷ này của vương nhạc nhạc. Vương nhạc nhạc cong lưng xuống một cách cứng đờ rồi duỗi tay ra mở cửa ngăn tủ, một tay túm lấy Tống Vũ lôi ra, dùng đôi mắt chỉ có tròng trắng hung hăng nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô, trên mặt hiện ra nụ cười quỷ dị. Vương nhạc nhạc ngay cả nắp bình nước khoáng đều không mở được thế mà hiện giờ tóm lấy chân Tống Vũ lôi ra giống như đang bắt gà vậy. Tống Vũ không nhịn được hét lớn lên. Này đang làm gì thế?" Giọng nói thanh thúy vang lên. Tống Vũ ngẩng đầu nhìn thấy Hàn Hướng Nhu đã tới bèn lập tức la lớn, "Hướng Nhu, đi mau." Nhạc Nhạc biến thành quỷ rồi. Hàn Hướng Nhu nhìn thấy nữ quỷ ghé trên lưng Vương Nhạc Nhạc đang ngẩng đầu tham lam nhìn chính mình nên tiến lên trực tiếp cho một cái tát làm nữ quỷ bay ra khỏi người Vương Nhạc Nhạc. Vương Nhạc Nhạc sụi lơ ngã xuống mặt đất cùng Tống Vũ mình, "Làm sao vậy?" Vương Nhạc Nhạc mở mắt rồi duỗi tay vén mái tóc đang rủ trước mặt hơi mờ mịt nhìn tống vũ đang dựa vào mình sao chị lại nằm chỗ này ai ôi bà vai của em đau nhức quá tống vũ ngơ ngác nhìn vương nhạc nhạc thấy đôi mắt của cô khôi phục bình thường biểu cảm cũng rất tự nhiên nên lập tức không nhịn được vừa khóc lóc vừa đập đập cô vài cái vừa rồi suýt chút nữa em bóp chết chị đấy làm thế nào mà sau khi đi v-k-v về lại giống như quỷ vậy quỷ vương nhạc nhạc lặp đi lặp lại một câu trông thật ngốc nghếch nhớ tới cái gì bỗng nhiên sắc mặt biến hóa ở wc em gặp phải nữ quỳ mặc váy đỏ là con quỳ này sao trong tay hàn hướng nhu sách nữ quỳ đưa đi đưa lại vương nhạc nhạc ngẩng đầu thì nhìn thấy sắc mặt xanh đậm của nữ quỳ lập tức bị dọa hét toáng lên chính là cô ta chị đi wc xong mở cửa phòng chia ngăn toilet thì nhìn thấy cô ta đứng ở cửa về sau xảy ra chuyện gì chị cũng không nhớ rõ Tống Vũ nhớ tới vừa rồi Hàn Hướng Nhu đánh ra một cái bóng màu đỏ từ trên người vương nhạc nhạc bèn hỏi, vừa rồi chính con quỷ này. Khống chế nhạc nhạc đúng không? Chính là cô ta. Hàn Hướng Nhu nhìn nữ quỷ bị mình túm lấy đang không ngừng giãy ruộng. Tiện tay sách luôn chân của nữ quỷ lên buộc vào cùng với đầu. Còn thắt nơ hình con bướm xinh đẹp. Sách theo nơ con bướm thuận tiện hơn so với kéo nữ quỷ một mở sáu này tâm tình của hàn hướng nhu cực kỳ tốt mà lung la lung lay hai vòng rồi nhìn tống vũ và vương nhạc nhạc hỏi chị trương nghiên và chị lý thần thần đâu chúng ta nhanh chóng trở về thôi lâu đài này không mấy an toàn tống vũ vội vàng chạy đến phía dưới kệ sách mở cửa ngăn tủ rời nhẹ nhàng vỗ vỗ hai người đang nằm bên trong không dám động đậy ra đi hướng nhu đã cứu chúng ta rồi Thực ra vừa rồi hai người nằm trong ngăn tủ nghe được cuộc đối thoại bên ngoài nhưng các cô lại lo lắng quỷ tạo ra âm thanh mê hoặc các cô cho nên không dám chui ra. Hai người bỏ ra khỏi ngăn tủ, im lặng nhìn thấy nữ quỷ với tạo hình độc đáo trong tay hàn hướng nhu. Rốt cuộc thì vừa rồi vương nhạc nhạc bị nữ quỷ này bám vào người không chỉ mỗi để dọa người không. Muốn mang cô ta về sao? Trương nghiên nấp sau lưng tống vũ né tránh, không dám nhìn thẳng vào mặt của nữ quỷ em có một vài vấn đề muốn hỏi cô ta. Hàn Hướng Nhu chấn an, đừng lo lắng, có em ở đây thì cô ta không trốn thoát được, có phải thế không? Hàn Hướng Nhu vỗ vỗ chán của nữ quỷ. Đôi mắt của nữ quỷ giật giật hình như muốn trận trắng mắt nhưng bởi vì bản thân cô ta không có tròng mắt đen nên hiệu quả không phải quá rõ ràng. Khi Hàn Hướng Nhu mang theo đồng nghiệp rời khỏi ngọn tháp thì trời đã hoàn toàn đen kịt một tia âm khí chậm chậm chui ra từ vách tường tràn ngập cầu thang và hành lang dài rằng rặc đủ loại lệ quỷ không biết chui ra từ nơi nào năm người đi từ ngọn tháp trở về phòng cho khách ở tầng năm cũng chỉ mất cùng lắm là 10 phút đi đường mới đầu mấy người tống vũ còn bị dọa đến lớn tiếng thét chói tai về sau nhìn hàn hướng nhu cứ một lúc bắt được một con bắt xong rồi còn tạo hình các loại động vật giống như đang chơi tạo hình bong bóng nghệ thuật vậy nên không có sợ hãi nữa thậm chí còn hơi đồng tình một nữ quỷ bị nắn hành hình hươu cao cổ lại còn bay bay trên không trung như bóng bay. Quả thực là quá thảm. Ở lại tầng 5, Hàn hướng nhu gõ gõ cửa phòng trước rồi lớn tiếng hô gọi. Chị Trần, em đã về rồi. Lúc này mới gõ cửa phòng tiếp. Trần Lâm đứng ở cửa rồi cẩn thận nhìn ra ngoài qua mắt mèo. Thấy đúng là mấy đồng nghiệp của mình đã trở lại mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng sau khi mở cửa, sắc mặt của Trần Lâm tái nhợt em đang cầm trong tay là cái gì? Trần Lâm có cảm giác kẽ răng đều có gió lạnh lùa vào. Hàn hướng nhu lắc lắc quỷ trong tay. Nói rất tự nhiên, bắt mấy con quỷ để thấm vấn thôi. Tình huống nơi đây quá kỳ lạ, giống như đang cất giấu chuyện gì vậy. Hàn hướng nhu đứng ở cửa chào hỏi với các đồng nghiệp trong phòng. Nói cho các cô biết nếu sợ hãi thì trốn vào phòng ngủ cũng không biết là nhiều người tăng thêm can đảm hay vẫn tin tưởng năng lực của Hàn Hướng Nhu mà vẫn có 5 người ở lại phòng khách như cũ. Hàn Hướng Nhu mở ra nút thắt buộc đám quỷ đang cầm trong tay rồi ném ở ven tường. Không đợi bọn quỷ nhiễu nhương thì Hàn Hướng Nhu đã lôi ra một lá bùa cửu thiên lôi nhẹ nhàng cọ sát hai lần. Lực lượng lôi điện bên trong hơi tản ra, nháy mắt dọa mấy lũ quỷ thành thật thu lại suy nghĩ phản kháng. Cả một đám dán lên vách tường đứng thẳng lưng nhiều năm bắt quỷ nên Hàn Hướng Nhu rất thích quỷ thức thời như thế này. Có thể bớt không ít việc cho cô. Cô lấy một cái ghế mang đến đây rồi ngồi xuống. Tay mân mê lá bùa cửu lôi thiên, tôi hỏi các người một số vấn đề. Nếu các người thành thành thật thật nói thì tôi sẽ mở quỷ môn đưa các người đi địa phủ. Nếu dùng thủ đoạn gian dối mà nói thì chỉ có thể đưa lôi phủ này cho các người chơi mà thôi. Nữ quỷ váy đỏ bị hàn hướng nhu bắt sớm nhất và bị tra tấn đã không còn sự kiêu ngạo nữa cô ta làm quỷ hai năm rồi. Không nghĩ tới hôm nay gặp phải ván sắt. Một chút sức lực của mình ở trên tay Hàn Hướng Nhu cũng không lấy ra nổi. Ngược lại còn bị đánh. Bay không ít quỷ khí. Tuy biết rằng lệ quỷ trên tay dính mạng người như mình khi đến âm tào địa phủ cũng sẽ bị vào trong địa ngục chịu hình. Nhưng tốt xấu gì cũng có cái trông cậy vào đúng chứ. Còn mạnh hơn là bị xét đánh hồn phi phách tán. Tôi nói. Cái gì tôi cũng nói nữ quỷ váy đỏ đi lên trước một bước, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào lá bùa trong tay Hàn Hướng Nhu, vẻ mặt hơi vặn vẹo, nhưng cô có thể cất lá bùa này trước được không? Tôi sợ bị cô xoa xoa đến cướp cò. Hàn Hướng Nhu rất tôn trọng ý muốn của quỷ. Cô tiện tay để phù triện lên trên bàn, trước hết cô nói chuyện của cô đi. Tức khắc nữ quỷ váy đỏ cảm thấy an toàn hơn nhiều, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, tôi là người ở Vân Tỉnh Hai năm trước tôi nhận được một cuộc điện thoại nói khu nghỉ phép ở đảo Hải Thần có mở cửa thử nghiệm. Mời 30 du khách may mắn được trải nghiệm miễn phí. Lúc ấy tôi mới vừa chia tay bạn trai xong lại bị thất nghiệp vì công ty tinh giảm biên chế nên đúng lúc tâm tình đang quể oải liền đồng ý luôn. Hai ngày sau tôi ở nơi chỉ định lên xe buýt. Trên xe có tất cả 30 người. Nam nữ mỗi bên có 15 người. Đều đi một mình đến. Đến đảo Hải Thần đã là buổi chiều. Đột nhiên trời mưa to, tôi phát hiện di động không có tín hiệu. Giờ cơm chiều có nói với mọi người nhưng mọi người cũng không quá để ý. Nhóm người chúng tôi vừa đúng lúc rơi vào thời kỳ tăm tối người nhà thì ghét bỏ. Bạn bè lại rời xa. Trên cơ bản đều là người cô đơn. Có thể liên hệ với bên ngoài hay không thì đối với chúng tôi mà nói cũng không sao cả. Dù sao cũng sẽ không ai liên lạc với chúng tôi. Vừa lúc có cơ hội vứt bỏ thiết bị hiện đại đi để hoàn toàn thả lòng một thời gian. Nhưng nơi này không có tivi lại không có di động nên thực sự nhàm chán. Nữ quỷ váy đỏ tiếp tục kể, sau khi ăn cơm chiều tôi muốn đi thư viện mượn hai quyển sách. Nhưng vào ban đêm hoàn cảnh nơi này thật sự làm người hơi sợ hãi cho nên tôi muốn tìm nhân viên lễ tân đi cùng tôi. Hàn Hướng Nhu nhìn nữ quỷ cực kỳ đồng tình, cô bị cô ta giết. Chết. Nữ quỷ váy đỏ gật gật đầu. Tôi đến thư viện vốn là muốn mượn hai cuốn tiểu thuyết lúc chuẩn bị đi thì bỗng nhiên thấy một quyển sách cũ nát ném ở dưới kệ sách chỉ lộ ra một góc. Tôi nhặt sách lên. Đó là một quyển sách viết bằng chữ phồn thể kể về chuyện xưa của đảo Viễn Độ. Tôi cầm lấy lật hai trang ra nhìn thì bỗng nhiên ý thức được trong sách viết đảo Viễn Độ chính là đảo Hải Thần. Đảo Viễn Độ. Sắc mặt Trần Lâm biến đổi, lúc trước chị từng nói sao chưa từng nghe đến cái gì mà đảo Hải Thần. Hóa ra nơi này lại là đảo Viễn Độ. Từ lúc đầu chúng ta đã bị lừa. Tôi không phải người địa phương cho nên lúc ấy không ý thức được có gì không đúng. Còn quay đầu hỏi nhân viên lễ tân là sao lại có hai tên. Nữ quỷ váy đỏ cười khổ, sau đó ả à lễ tân lột da của mình xuống, lột đi lớp da của tôi rồi mặc lên người ả. À. Khương manh manh nhớ tới buổi chiều gặp phải hai ả à lễ tân đó suýt chút nữa phun ra. Nữ quỷ váy đỏ hít sâu một hơi, tôi chết đi mà không tìm thấy được thi thể của mình, cũng không có quỷ sai tới dẫn tôi đi tôi chờ mắt nhìn du khách đi cùng tôi tới một người lại một người chết ở lâu đài này. Toàn bộ bị lột ra. Bảy ngày sau thuyền tới, 30 kẻ khoác da của chúng tôi rời khỏi đảo Hải Thần. Trần Lâm hơi khó hiểu, nếu cô cũng bị hại vậy vì sao cô còn đi hại người? Trên mặt nữ quỷ hiện lên nụ cười quỷ dị, bởi vì vẫn luôn có thanh âm nói cho tôi biết. Chỉ cần lột được bảy lớp da người thì tôi có thể biến thành người một lần nữa. Hiện giờ chỉ thiếu một cái ả à, đột nhiên vươn chân đá vào cái bàn có lá bùa để ở trên. Thừa dịp Hàn Hướng Nhu thất thần thì đã lao về phía cửa sổ chỉ trong nháy mắt. Tốc độ của nữ quỷ váy đỏ quá nhanh, cùng lắm mới hai ba giây đã nhảy tới cửa sổ. Trên mặt của Hàn Hướng Nhu lộ ra vẻ châm biếm. Ngồi trên ghế dùng đôi mắt lão luyện nhìn nữ quỷ đang muốn thoát khỏi khỏng. Khương manh manh cách cửa sổ gần nhất. Ban đầu cô còn muốn lấy bùa trừ tà ở trong túi da cản một lần nhưng chờ đến khi cô lấy ra thì nữ quỷ đã chạy đi không nhịn được bóp cổ tay cô ta chạy cô ta trốn không thoát đâu hàn hướng nhu vươn tay phải vẽ một lá bùa trên không cũng không biết hạ thấp giọng niệm một câu gì mà chỉ thấy lôi điện thô to như cánh tay của trẻ con từ trên trời giáng xuống trực tiếp làm nữ quỷ váy đò hồn phi phách tán nháy mắt mấy lệ quỷ trong phòng đang ngo que dục dịch đều ngừng lại mà nhìn hàn hướng nhu với ánh mắt tràn đầy kính sợ ban đầu tưởng rằng cô gái này cầm một lá bùa mang theo lực lượng lôi điện đã rất lợi hại không nghĩ tới cư nhiên còn có thể trực tiếp khống chế lôi điện trên bầu trời quả thực quá dọa người tầm mắt của hàn hướng nhu từ ngoài cửa sổ nhìn lại đây nụ cười trên mặt dịu dàng khác thường trong các người có ai còn muốn đi ra ngoài mưa để bình tĩnh một chút không mấy con quỷ bị dọa lập tức lắc đầu còn có con quỷ sau khi chết bị cắt đầu vì dùng sức quá mức nên suýt nữa ném đầu ra ngoài cửa sổ bị dọa đến mức tiểu ra quần. Hun đến mức mấy con quỷ bên cạnh lập tức che lại cái mũi rồi cách xa nó 2 mét. Hàn hướng nhu dùng vẻ mặt cạn lời nhìn nó. Có phải anh hơi nhát quá hay không? Khuôn mặt trên cái đầu đang lăn qua lăn lại ở mặt đất tràn đầy tuyệt vọng. Một bàn tay của gã che lại đúng quần. Một bàn tay còn lại sách đầu lên vội vàng trở về chỗ cũ. Hàn hướng nhu nhìn đồng hồ. Thấy sắp đến giờ ăn cơm cô không nghĩ lại tiếp tục lãng phí thời gian nên trực tiếp hỏi ngắn gọn, vừa rồi nữ quỷ váy đỏ kia nói có phải là sự thật hay không? Các người có phát hiện sự việc nào khác nữa hay không? Nam quỷ đái trong quần vì để lập công chuộc tội nên lập tức ngầm đầu giành trước, cô ta nói đúng là sự thật. Nhưng nơi cổ quái ở đảo Hải Thần này còn có rất nhiều. Giống như loại quỷ bị hại chết như chúng tôi sau khi màn đêm buông xuống mới có thể ra tới. Trời sáng sẽ mất đi ý thức. Còn có những kẻ khoác ra người của chúng tôi sẽ rời khỏi đảo Hải Thần sau 7 ngày. Nhưng tôi đã quan sát được là bọn chúng dùng da của chúng tôi nhiều lắm chỉ có thể được một năm. Sau khi bọn chúng phát hiện ra trên, người chúng bị bong chóc rách ra thì sẽ trở lại đảo Hải Thần và chờ đợi du khách mới. Cho nên bọn chúng chỉ có thể đổi ra ở đảo Hải Thần. Ngón tay của Hàn hướng nhu gõ trên đùi hai nhịp, nói như vậy thì hẳn là bọn chúng chính là người đảo Hải Thần. Một tên quỷ khác gật đầu, chắc vậy nhưng việc tôi cảm thấy kỳ quái là theo tôi thấy dân trên đảo hải thần ít nhất có đến bảy tám chục người tuy không phải đồng thời đổi ra nhưng ít nhất là ba mươi người không đủ bọn chúng tình nguyện vì chia của không đều mà đánh nhau tranh giành cũng không cho phép thêm dù chỉ một du khách tiến vào đảo hàn hướng nhu lại hỏi thêm một số vấn đề nữa những tên quỷ này thành thành thật thật nói ra những gì mình biết không sót lại điều gì hàn hướng nhu cũng tuân thủ lời hứa sau khi hỏi xong trực tiếp mở quỷ môn đưa bọn họ đến âm tòa địa phủ đối với tình huống của đảo hải thần đã có hiểu biết sơ bộ hàn hướng nhu cảm thấy thức ăn ăn từ giữa trưa đã tiêu hóa gần hết nên xoay người thương lượng với trần lâm nếu không thì chúng ta ăn cơm trước đi vừa ăn vừa nói ăn cơm vẻ mặt của trần lâm hơi cứng đờ e nói cơm chúng ta ăn có phải là người của đảo hải thần làm à chị nói là những kẻ thay đổi ra người hà hàn hướng nhu lớn gan nói một câu tức khắp người trong phòng khách và phòng ngủ đều lộ ra biểu cảm muốn nôn mửa hàn hướng nhu gãi gãi mặt nỗ lực chấn an mọi người tuy người nấu ăn có vẻ không ra người không ra quỷ nhưng những đồ ăn đó rất sạch sẽ không có quỷ khí cũng không có âm khí nghĩ nghĩ hàn hướng nhu lại bổ sung một câu chị nghĩ xem người nơi này muốn ra của chúng ta thì tự nhiên sẽ không để chúng ta đói đến mức mắc bệnh như vậy sẽ khó coi khương manh manh bất lực nhìn cô an ủi như vậy còn không bằng không có bất lực bản con vất là hữu khí vô lực nhìn vẻ mặt của nhân viên phòng mình không được tốt lắm trần lâm bèn đứng lên ít nhiều gì thì cần ăn một ít rốt cuộc chúng ta cần ở đây bảy ngày không ăn cơm là không khiêng được đi thôi nhanh ăn cơm chúng ta còn tìm một nơi rộng lớn buổi tối hôm nay mọi người ngủ cùng nhau nghe được câu này sắc mặt các thư ký đều đẹp hơn nhiều tuy mấy người vương giác không chạm mặt với nhân viên lễ tân bị chóc ra mặt và nữ quỷ ở thư viện nhưng vừa rồi nhìn thấy một hàng lệ quỷ đã thực mở mang tầm mặt các cô thật sự không muốn ngủ đến nửa đêm vừa mở mắt thì thấy có thứ bay trên trần nhà đối mặt với mình mà ở một chỗ với hàn hướng nhu thì yên tâm hơn nhiều hành động vừa rồi của cô làm quỷ đều sợ hãi đây là lần đầu tiên các cô nghe nói đến có quỷ có thể bị dọa sợ đến mức đái luôn trong quần đấy một nhóm người top 5 top bà lôi kéo tay nhau rời khỏi phòng, bởi vì quá nhiều người nên thang máy không tải được hết. Nhưng mọi người không dám vào thang máy khác cho nên dứt dứt cùng nhau đi cầu thang bộ. Nhà ăn vẫn bày đầy đồ ăn phong phú như cũ, thậm chí còn có một anh chàng rất trẻ tuổi đẹp trai đang đứng ở bên trong chiên bò bít tết. Nhưng sau khi người trong phòng thư ký nhìn thấy anh ta thì sắp mặt đều thay đổi. Khuôn mặt người này rõ ràng giống như đúc với tên quỷ mà vừa rồi Hàn Hướng Nhu tiến đưa đi địa phủ gã này khoác ra người của người khác. Mọi người nhìn nhau một lúc, đều thể hiện ra biểu cảm ghê tởm rồi xoay người đi về hướng khác. Hàn hướng nhu dạo qua một vòng thì cầm được hai cái mâm lớn đựng đầy đồ ăn. Thậm chí bò bít tết mà anh chàng đẹp trai đổi ra kia đang chiên cô cũng muốn một phần. Những người khác lại không buồn ăn uống. Các cô cầm một vài quả trứng gà luộc. Cảm thấy trong số những đồ ăn đó thì trứng luộc khá là an toàn. Trần Lâm vừa bóc vỏ trứng vừa nhìn xung quanh nhà ăn chỉ có 20 người. Không biết những người khác không kịp xuống dưới hay gặp phải chuyện ngoài ý muốn nữa. Vài người liếc mắt nhìn nhau một cái. Đều im lặng không nói gì. Cũng may anh chàng đẹp trai đổi ra kia chỉ ở nhà ăn nửa giờ thì buông cái kẹp trong tay ra và rời khỏi nhà ăn. Hàn hướng nhu đứng ở cửa nhà ăn dướn cổ ra nhìn một lúc rồi mới xoay người trở lại vị trí cũ. Gã đó rời khỏi. Lâu đài rồi. Quầy lễ tân cũng không có người ở. Đây là cái nơi quái quỷ gì đây? bỗng nhiên có một giọng nói tức muốn hộc máu truyền tới từ cửa nhà ăn. Hàn hướng nhu quay đầu nhìn lại thì thấy là một thằng nhóc trẻ tuổi. Cậu ta đi vào rồi hướng về các du khách đang ăn cơm hỏi, mọi người có nhìn thấy nhân viên phục vụ khách sạn không? Buổi chiều bạn gái của tôi có đi ra ngoài một chuyến mà đến bây giờ vẫn chưa về. Tôi tìm cả buổi rồi mà một nhân viên phục vụ cũng không thấy. Di động cũng không có tín hiệu. Năm người ngồi ở bàn ăn khác ngẩng đầu lên. Sắc mặt không tốt mấy, lâu đài cổ này không được sạch sẽ, nếu không tìm thấy chỉ sợ. Mẹ nó, mày nói cái gì? Thằng nhóc vừa nghe xong liền tức giận, đi vài bước rồi tóm lấy cổ áo của một người trong đó sắp ra tay đến nơi, thằng nhóc nhà mày dám nguyền rùa bạn gái tao. Người kia thở dài một hơi rồi đẩy tay cậu ta ra, cậu cho rằng chúng tôi mong muốn có người xảy ra chuyện sao. Con mẹ nó nơi này nháo quỷ rồi. Buổi chiều tôi vừa ra khỏi cửa thì đụng phải một con quái vật rất ra mặt nếu không phải vừa đúng lúc phòng chưa đóng cửa thì tôi đã bị nó kéo đi rồi. Người này hình như nhớ tới điều gì, bỗng nhiên ngẩn ngơ, trên mặt hiện lên nỗi hoảng sợ. Hàn hướng nhu xoay người liếc nhìn những người này một cái, trên người hoặc ít hoặc nhiều đều dính âm khí. Cũng không biết vài thứ kia thất thủ hay tính nuôi thêm hai ngày mà bọn họ đều quá may mắn khi thoát khỏi sự tấn công. Nể tình hữu nghị khi cùng nhau lên thuyền, Hàn hướng nhu móc ra mấy lá bùa, có muốn bùa trừ tà không? mang theo người có thể tránh được ba lần tấn công của quỷ quái đấy cậu nhóc và năm người ở bàn bên kia đều ngẩng đầu lên nhìn hàn hướng nhu với biểu cảm kỳ quái chỉ kém chút nói thẳng ra hai chữ lừa đảo hàn hướng nhu nhún vai ở bên ngoài tôi bán một trăm nghìn một lá chúng ta bị nhốt cùng nhau trên đào nhỏ này cũng coi như có duyên chiết khấu cho mọi người còn mười nghìn một lá cậu nhóc đó cười nhạo một tiếng cô đi cướp nhanh hơn đấy nói xong cậu ta cũng không thèm ăn cơm mà xoay người đi ra ngoài. Tuy năm người bàn bên kia cũng không phải thật sự tin tưởng nhưng ở nơi này thì rõ ràng tính mạng quan trọng hơn tiền nhiều. Tuy buổi chiều bọn họ may mắn tránh được một kiếp nhưng đây mới là ngày đầu tiên. Bọn họ không dám bảo đảm mấy ngày tới sẽ gặp phải cái gì. Nhớ đâu thứ này có tác dụng là có thể giữ được mạng, nếu vô dụng. Vài người liếc nhìn nhau, trên mặt mang theo nụ cười khổ. Nếu vô dụng, mệnh không có thì còn đòi tiền làm gì. Tôi mua một lá. Trong đó có một người nhiều tuổi nhất tự gọi là lão Đàm đứng lên, lấy ra di động từ trong túi. Sau khi đăng nhập vào app ngân hàng thì mới nhớ tới nơi này không có tín hiệu. Lập tức lão Đàm hơi hốt hoảng, tôi không mang nhiều tiền như vậy, lại không chuyển khoản được thì phải làm sao bây giờ? Hàn hướng nhu nghĩ nghĩ rồi nói, ghi giấy nợ. Nhỏ một giọt máu của ông lên giấy nợ đó là được năm người ngồi cùng bàn với lão đảm đều lục tục dựa theo yêu cầu của hàn hướng nhu viết xong giấy nợ và lấy được bùa trừ tà cũng không biết có phải do tâm lý hay không mà sau khi bọn họ lấy được bùa trừ tà thì khí lạnh vẫn luôn bám lấy bọn họ từ chiều tới giờ đều tiêu tán không thấy ngược lại còn có cảm giác hơi ấm áp hàn hướng nhu cất giấy nợ rồi hướng về vài người ở bàn khác hỏi các vị có mua hay không ngồi ở bàn kia đều là những người còn rất trẻ tuổi buổi chiều cũng may mắn không gặp phải chuyện gì Đối với những việc như này căn bản cũng không tin. Nếu không phải Hàn Hướng Nhu xinh đẹp thì bọn họ đã sớm mắng trời rồi. Hàn Hướng Nhu nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ là biết suy nghĩ của mấy người đó thế nào. Cô xoay người nói với đồng nghiệp của mình, chúng ta đi thôi, tìm chỗ có thể ngủ được vào buổi tối. Phòng thư ký tổng cộng có 14 người, nếu tất cả đều ngủ ở một phòng thì ít nhất là cần loại phòng họp cỡ nhỏ. Hàn Hướng Nhu đi đến quầy lễ tân trực tiếp mở ra máy tính từ trên hệ thống phát hiện tầng 3 có một phòng tổng thống xa hoa thì trực tiếp dùng máy ở quầy lễ tân lấy. Thẻ phòng Phòng tổng thống chiếm một nửa diện tích ở tầng 3. Bên trong ngoại trừ có bốn phòng ngủ thì còn có thư phòng, phòng khách, phòng ăn, phòng họp loại nhỏ. Các cô lấy tất cả nệm, chăn đệm và hành lý dọn tới phòng tổng thống. Tất bật đến 9 giờ tối mới được coi là sắp xếp xong. Hàn hướng nhu đều dán lá bùa trên cửa, cửa sổ toilet để đảm bảo buổi tối mọi người có thể ngủ ngon. Nhiều người ở tại một phòng như vậy cũng là một loại thể nghiệm mới lạ. Tâm tình của các thư ký cũng tốt hơn rất nhiều. Mọi người thay phiên nhau vào phòng tắm tắm rửa. Những người còn lại ngồi trên đệm chia sẻ đồ ăn vặt từng người mang đến. Mãi cho đến khoảng 11 giờ mới lục tục nằm ngủ. Hàn hướng nhu có cảm giác mình mới ngủ không bao lâu thì có âm khí từ toilet tràn ra. Hàn hướng nhu nhạy bén mở to mắt xuống giường rón ra rón rén đi vào toilet rồi đóng cửa lại. Cửa sổ toilet mở rộng, gió biển thổi vào làm màn che bay tán loạn, lá bùa dán trên tường không thấy. Nơi này đã thành cửa ra vào phòng của quỷ hồn. Hàn hướng nhu men theo âm khí tìm đến bồn cầu, chỉ thấy một nữ quỷ đang gắng sức bỏ ra ngoài. Cô ta nhìn thấy có người tới lập tức hưng phấn mà thất khiếu đổ máu rồi nở nụ cười quỷ dị với hàn hướng nhu. Hàn hướng nhu thấy nữ quỷ này hơi quen mặt cẩn thận đánh giá một chút thì phát hiện cô ta đúng là bạn gái bị mất tích của cậu nhóc kia. Đối với loại vừa mới trở thành quỷ, trên tay lại không dính tính mạng người. Hàn hướng nhu ngượng ngùng khi vừa thấy mặt là lấy lá bùa đánh cô ta nên cực kỳ khách khí lấy một cây lau nhà ở trong góc cầm lại đây trực tiếp ấn đầu nữ quỷ trở về. Lần đầu tiên nữ quỷ ra tới lại đụng phải loại việc này, cho đến khi đầu bị nhấn hai lần xuống đường ống nước thì mới phản ứng lại được. Lập tức giận đến mức tâm khí tràn ra, lại bỏ ra khỏi bồn cầu một lần nữa. Hàn hướng nhu nhìn cô ta như thế thì không biết phải làm sao. Sau khi làm quỷ thật là người cũng choáng váng theo. Cô nhìn bộ dáng đi tìm chết kia của cô xem. Nói xong cô vươn ngón tay vẽ một lá bùa trên không. Trung. Tức khắc gió lốc gào thét trong toilet. Nữ quỷ bị gió cuốn tới ngoài cửa sổ và biến mất trong màn mưa. Hình như kết cục của nữ quỷ này làm kinh sợ tất cả các quỷ quái ở lâu đài nên dù hàn hướng nhu không dán lá bùa ở toilet nữa thì vẫn không có quỷ nào dám chui từ WC vào. Toàn bộ tầng 3 đều im ắng. Không có một con quỷ nào dám can đảm đặt chân tới nơi này. Không có quỷ quấy dày. Hàn hướng nhu ngủ một giấc tới 8 giờ sáng mới tỉnh dậy. Cô lười nhắc vươn vai mở mắt. Thấy có không ít đồng nghiệp đã thức dậy. Hàn hướng nhu thay quần áo rồi nhìn thời tiết ở bên ngoài mưa đã tạnh nhưng sương mù trên biển vẫn tồn tại điều này đại biểu cho việc các cô vẫn không thể liên lạc được với bên ngoài như cũ kế hoạch ban đầu của các cô là hôm nay muốn triển khai hoạt động team building nhưng hiện tại ai cũng không có tâm tình đó trần lâm tỉnh dậy từ sớm vẫn luôn cân nhắc đến chuyện này thấy hàn hướng nhu rửa mặt xong thì lập tức hỏi hôm nay chúng ta muốn làm gì đây hàn hướng nhu nghĩ nghĩ rồi nói đi thôn xóm nơi người dân trên đảo sinh sống Em muốn xem một chút bọn họ cất giấu bí mật gì. Tuy rằng tối hôm qua lúc người của phòng thư ký bị đói có lót bụng ít đồ ăn vặt nhưng đồ ăn các cô mang đến không đủ để chống đỡ 7 ngày nên vẫn đi theo Hàn Hướng Nhu đi nhà ăn. Khách sạn chuẩn bị cơm sáng vẫn phong phú như cũ. Người của phòng thư ký không còn hứng thú một chút nào đối với đồ ăn tinh xảo đó nữa, vẫn chỉ lựa chọn trứng luộc như cũ, cải bẹ chưa thái và hộp sữa bò. Đó là những loại đồ ăn sẽ không bị người chạm vào. Sau khi nhóm Hàn Hướng Nhu tới nhà ăn thì cũng có một số người lục tục tới. Trần Lâm lưu ý quan sát được nhóm 5 người của lão Đàm hôm qua mua bùa trừ tà đều xuống đây. Còn cậu nhóc có bạn gái bị mất tích lại không xuất hiện. Lão Đàm và những người bạn của ông sau khi tiến vào nhà ăn không vội vã đi chọn đồ ăn mà lại đi tới bên cạnh bàn của Hàn Hướng Nhu rồi thật lòng cảm ơn, lá bùa của đại sư thật sự linh nghiệm. Nếu không có lá bùa ở trên người thì chỉ sợ tối hôm qua chúng tôi không thấy được mặt trời sáng nay rồi lão đàm lấy lá bùa trên người ra màu sắc trên lá bùa nhạt đi không ít đại sư ngài xem lá bùa này của tôi còn có thể dùng không tôi có thể nợ thêm mấy chương được không hàn hướng nhu liếc nhìn lá bùa một lần rồi đem chân giò hun khói đang cắm trên nghĩa bỏ vào trong miệng còn có thể dùng hai lần dùng xong lại mua ừ ừ được được lão đàm vội vàng không ngừng đồng ý theo sợ trả lời chậm khiến hàn hướng nhu không vui vẻ Ông ta thấy Hàn Hướng Nhu sắp ăn xong bữa sáng, cuối cùng không nhịn được hỏi, "Đại sư, hôm nay ngài muốn đi đâu vậy? Chúng tôi có thể đi theo được không?" Tuy rằng hiện giờ là ban ngày nhưng gặp phải nhiều nghiện như vậy ở lâu đài cổ này thì cho dù bọn họ có lá bùa cũng không dám ở chỗ này nữa. Hàn Hướng Nhu ngẩng đầu lếch nhìn họ, "Chúng tôi muốn đi thôn bên kia, nếu các vị dám thì đi theo. Nếu không dám thì có thể đi trên bờ các phơi nắng." chỉ cần không tiến vào trong biển hẳn là sẽ không có nguy hiểm. Lão đàm quay đầu lại nhỏ giọng thương lượng hai câu với mấy người bạn đi cùng rồi quay đầu trả lời, chúng tôi đi theo ngài. Vậy được. Hàn hướng nhu gật đầu rồi buông chiếc nghĩa trên tay xuống, có thể đi theo tôi nhưng cần phải nghe theo lời tôi nói. Đó là đương nhiên. Lão đàm xoa xoa tay cười, đảm bảo chúng tôi sẽ không gây thêm phiền toái cho ngài. Nói xong ông ta chỉ chỉ những người bạn đứng sau mình giới thiệu một lượt, đây là lý kiến, Trương Thành, minh tử, Tiết Cương. Hàn Hướng Nhu ăn cơm sáng no nê rồi chuẩn bị xuất phát. Nhóm lão Đàm sợ chậm trễ việc của Hàn Hướng Nhu nên không ăn cơm sáng. Lúc gần đi mỗi người lấy mấy quả trứng gà và một hộp sữa bò chuẩn bị khi đi trên đường ăn lót bụng. Đoàn người đi khỏi lâu đài cổ. Ngoài ý muốn đó là thời tiết hôm nay không tồi. Biển xanh, trời xanh, mây trắng, bờ cát ánh vào mi mắt, tuyệt đẹp giống như bức tranh vậy. Nếu không phải lâu đài cổ xuất hiện chuyện yêu ma quỷ quái thì đây chắc chắn là nơi nghỉ ngơi thả lòng rất tuyệt. Theo như lời giám đốc cao giới thiệu, làng trài ở hải đảo này ở mặt bên kia của đảo. Hàn hướng nhu dựa theo diện tích của đảo tính toán một chút. Muốn đi qua đó cần hơn 40 phút. Thời gian đi đường này đối với cô không coi vào đâu. Trước kia khi ở quê, mỗi ngày cô đều cần phải đi đường núi gặp gần mấy tiếng đồng hồ mới có thể đến trường học ở thị trấn trên để đọc sách. Đường cái bằng phẳng đừng nói 40 phút mà chính là 4 tiếng cô cũng không thấy mệt. Có lẽ do phong cảnh xung quanh quá đẹp nên mọi người vừa đi đường vừa thưởng thức cảnh sắc, trên mặt hoặc ít hoặc nhiều đều tươi cười hơn. Đi được khoảng 20 phút, bỗng nhiên Hàn Hướng Nhu dừng bước, nhìn phía trước thổi tới từ khí hơi nhạt bèn nói nhỏ, có người tới, chúng ta tìm chỗ trốn trước đã. Tuy rằng mọi người không nghe thấy động tĩnh nào nhưng đều rất nghe lời Hàn Hướng Nhu mà đi vào một bên núi nấp ở mặt sau một sườn núi nhỏ. Khoảng 5 phút sau, có hai người đi tới từ bên kia núi. Cảm xúc có vẻ không được tốt. Xuân Hỷ và anh tử nhà Lão Tam chưa trở về. Tôi nghe hổ tử nhà tôi nói sau buổi trưa vẫn chưa thấy hai đứa nó đâu. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi? Một người khác không thèm để ý, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng chỉ có thể trách mệnh hai đứa nó không tốt. Tôi không phải nói về chuyện này. Người đầu tiên nói với vẻ lo lắng sốt ruột, nhóm du khách lần này tới làm trong lòng tôi luôn không yên được, cứ cảm thấy sẽ xảy ra chuyện. Mấy đợt trước đều là kẻ cô đơn nên có mất tích cũng không ai tìm. Nhưng lúc này người tới đều có gia đình, còn có toàn bộ phòng ban của một công ty lớn. Tôi sợ làm ẩm ý không tốt sẽ xảy ra chuyện. Lý nhị, ông nói như vậy là có ý gì? Là đang bới móc trách cứ cao tử nhà tôi hả? Lần này tổ thần đột nhiên lên tiếng, Thời gian lại cấp bách. Cao tử có thể gom đủ 30 người trong thời gian ngắn đã không tệ rồi. Sao còn yêu cầu nhiều như vậy? Còn nữa, đã có tổ thần ở đây. Ngay cả có người muốn tìm cũng không xuyên qua được sương mù của chúng ta. Ông, còn nghĩ ngợi làm cái gì? Lý nhị thời dài một hơi, hy vọng giống như ông nói đi. Được rồi, ông cũng đừng nghi ngờ không đâu nữa. Tối hôm sau chính là nghi thức không phải có hơn 30 người muốn đổi ra trước sao? Sao đến giờ này mới giết chết có hai người? Mấy đứa làm việc không nhanh nhẹn gì cả. Còn không phải sao? Mấy người này chưa chết thì chúng ta còn phải hầu hạ ăn ngon uống tốt. Tổ thần không vui với cái thi thể đói gầy đâu. Tổ thần yêu cầu thi thể tế thần nghiêm khắc quá. Bằng không lúc bọn chúng xuống xe thì chúng ta có thể giết chết tất cả bọn chúng rồi. Nào có nhiều chuyện phiền toái như vậy chứ? Ôi! Đừng nói chuyện lung tung. Hai gã đó vừa nói vừa đi về hướng khách sạn. Cho đến khi hai gã đó đi xa dần khuất khỏi tầm mắt thì hàn hướng nhu mới mảng theo người từ trên núi xuống. Nhìn phương hướng hai gã đó rời đi. Sắc mặt của Trần Lâm không được đẹp mấy, ý của bọn chúng là muốn giết chúng ta tế tổ thần gì gì đó. Khương manh manh sờ sờ mặt của mình, vẻ mặt đầy cảm thán, không chỉ muốn da của chúng ta mà cả thịt cũng muốn. Bọn chúng đúng là không muốn lãng phí. Thật ra Hàn Hướng Nhu cảm thấy hứng thú với tổ thần theo như lời bọn chúng nói. Nói như vậy thì bộ dáng không chết không sống đó của bọn chúng có quan hệ với tổ thần trong miệng của bọn chúng rồi. Đi từ đầu ngọn núi này vòng ra sau, một thôn xóm không lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Hàn Hướng Nhu không vội vã đi qua mà bỏ lên trên núi tìm chỗ cao để quan sát tình huống toàn bộ thôn xóm ở dưới. Thôn xóm không chiếm diện tích lớn, vừa lúc được núi nhỏ bao bọc. Sau thôn còn có suối nước vờn quanh, sơn thủy đều đẹp nếu là chọn âm trạch thì có thể nói là phong thủy bảo địa thượng hạng hình như những người dân trong thôn cũng cho rằng như vậy nên bọn họ xây nhà cho mình không giống như nhà dân bình thường nhìn từ trên núi xuống càng giống một đám mổ hình bánh bao đại sư ngài xem phòng ở của bọn họ đều ở hướng tây nam là có ý gì vậy ạ à? lão đàm đứng bên cạnh hàn hướng nhu không nhịn được hỏi một câu tuy rằng ông ta không hiểu phong thủy nhưng ở lâm hải cũng có mấy căn nhà lúc mua nhà thích nhất chính là ở hướng bắc cửa hướng nam đây vẫn là lần đầu tiên thấy loại nhà không thẳng không lệch giống như này trong lòng hàn hướng nhu đã có suy đoán nhưng trước khi thăm dò rõ ràng tình huống trong thôn thì cô cũng không kết luận được cô nhẹ nhàng lắc đầu hàn hướng nhu dẫn đầu đoàn người đi xuống dưới chân núi chúng ta đi xuống xem kỹ rồi hãng nói đoàn người đi theo sau hàn hướng nhu xuống núi rồi vào thôn lúc này người trong thôn cũng không nhiều tổng cộng có mười mấy người ở trong thôn làm việc sau khi nhìn thấy đoàn người hàn hướng nhu đều hơi giật mình các thôn dân liếc nhìn nhau một cái có một người đàn ông hơi lớn tuổi đi ra vừa dùng khăn lông vắt trên cổ lau mồ hôi vừa nói tôi là thôn trưởng của thôn hải thần các vị là khách du lịch hà bên kia còn chưa đủ để các vị chơi sao sao còn đến trong thôn nữa hàn hướng nhu cười tủm tìm trả lời không phải là chúng tôi tùy tiện đi dạo sao. Trên đảo này của mọi người có cảm giác rất kỳ quái nha. Ngày nắng thế này sao trên biển vẫn có sương mù nhiều như vậy nhỉ? À, thôn trưởng liếc mắt nhìn nhóm người này một cái rồi ra vẻ như không có việc gì, khí hậu ở chỗ chúng tôi khá kỳ quái. Qua mấy ngày thì tốt rồi, không có việc gì đâu. Vậy sao chỗ này của các vị cũng không có tín hiệu vậy? Hàn hướng nhu móc di động ra ấn hai lần, mẹ của tôi còn dặn mỗi ngày gọi video cho bà ấy kết quả là tới trưa hôm qua không liên hệ được bà có thể là trời mưa xét đánh hỏng cột tín hiệu rồi thôn trưởng lại cầm lấy cái cuốc cuốc vài cái trên đất hàn hướng nhu nhìn những thôn dân này rồi quay đầu nhìn về hướng tây nam vừa rồi có cây tre mất làm cô không nhìn ra được bên kia có cái gì lúc này ở nơi rộng lớn lướt mắt một cái là nhìn ra được giữa sườn núi có một kiến trúc ồ Nơi đó là cái gì vậy? Chúng ta qua nhìn xem đi. Hàn hướng nhu quay đầu lại nói với nhóm lão đàm. Lão đàm nhìn theo hướng tầm mắt của Hàn. Hướng nhu thì hơi ngạc nhiên. Mọi người xem nơi xa kia có phải hơi giống với lâu đài chúng ta đang ở hay không? Chẳng qua là nhỏ hơn nhiều. Các thôn dân nghe thấy họ nói còn muốn đi đến bên kia bèn vội vàng cầm cái cuốc trong tay cản họ lại. Hàn hướng nhu kinh ngạc nhìn thôn trưởng một cái. Trên mặt hiện lên nụ cười lạnh, thôn trưởng ông đây có ý gì vậy lúc chúng tôi tới du lịch không phải nói trên đảo này đều là nơi chúng tôi chơi được chúng tôi muốn thể nghiệm ra biển đánh cá các vị đều cho đi theo sao vẻ mặt không biểu cảm gì của thôn trưởng vẫn nhìn họ rồi nói với vẻ thờ ờ đó là thần tiên mà trong thôn chúng tôi cung phụng người ngoài không thể tới gần hóa ra là tòa miếu thần hàn hướng nhu cảm thán đối với loại phong phục này của người dân tôi cảm thấy hứng thú nhất không thể đi xe một lần thật sự là quá tiếc nuối hình như bị giọng điệu của hàn hướng nhu chọc giận bỗng nhiên có một nhóc con nở nụ cười kèm với giọng nói mang đầy ác ý sao chúng tôi lại làm khách tiếc nuối được buổi tối hôm sau có tế bái tổ thần nhất định chúng tôi sẽ mời các vị tham gia ngón tay của hàn hướng nhu rung lên rồi giải một ít bột phấn màu đen vậy cũng được nhưng hôm nay chúng tôi đã tới đây rồi thì ở trong thôn tham quan một chút đi sắc mặt của thôn trưởng không quá đẹp nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà đồng ý đưa bọn họ đi thang quan thôn hàn hướng nhu chú ý tới con đường trong thôn đều là đường đất chỉ có một con đường lớn thẳng tắp là đi thông lên trên núi có lẽ là đường đi miếu thần trong thôn hơi vắng vẻ ngoại trừ có một đường nhỏ lầy lội nuôi ít gà vịt ra thì trên cơ bản là không nhìn thấy người thôn dân dẫn họ đi được một nửa thì không còn kiên nhẫn mấy nữa không ngừng thúc giục xem đến vậy là đủ rồi trở về đi người trong thôn đều ở lâu đài làm việc là chủ chủ yếu nơi này không có gì chơi đâu trong thôn không có quá nhiều manh mối nên hàn hướng nhu dẫn mọi người rời khỏi thôn xóm chờ đến khi đi qua đường vòng tránh đi tầm mắt của thôn dân cô lập tức lấy kính bát quái từ trong túi ra rồi dùng tay nhẹ nhàng lau qua mặt kính kính bát quái phát ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt, nhạt ngay sau đó giọng nói của các thôn dân truyền ra từ trong gương con nhóc kia làm tôi bực mình quá nếu không phải tổ thần có quy định thì thế nào tôi cũng phải rất chết bọn chúng ở đây. Thôn trường, một đám này đổi ra người được chưa? Đến ngày hôm sau mới thành công có hai người. Chứ đợi sau khi mặt thành oán quỷ mới lột thì về sau thay lên không nói cũng biết khó nhìn đến mức nào. Căn bản là không thể ra khỏi đảo được. Thôn trưởng im lặng một lúc thì trong gương truyền ra giọng nói, lại cho bọn chúng thêm một ngày. Nếu thật sự không được nữa thì đêm nay chúng ta cũng vào lâu đài cổ, Đến lúc đó mặc kệ việc mấy đứa đổi ra, cứ làm theo yêu cầu của tổ thần chuẩn bị tế phẩm cho tốt lại nói sau. 30 thi thể một cái cũng không được thiếu. Thôn trưởng nói rất đúng. Nếu chọc giận tổ thần thì ai trong chúng ta cũng không sống được. Cùng lắm thì để mấy đứa dùng ra người chết vậy. Ngoại trừ không ra được đảo thì thực ra cũng không có gì khác cả. Đến giữa trưa để Lão Triệu làm mấy món ngon cho bọn chúng. Đừng để bọn chúng đói gầy cùng lắm mới được nửa phút thì giọng nói trong gương truyền đến càng ngày càng nhỏ rất nhanh không nghe rõ được gì nữa năm người nhóm lão đảm nghe thấy bí mật mưu đồ của các thôn dân thì sắc mặt biến đổi cực kỳ khó coi hiện tại chỉ mới là món khai vị mặt sau còn có bao vây dệt sạch với quy mô lớn nếu theo lời nói này thì cho dù dựa vào buổi trừ tà này cũng không nhất định có thể tồn tại nhìn đến mặt trời ngày hôm sau lão đảm trầm ngâm một lúc rồi nhanh chóng ra quyết định đại sư Ngài có thể bảo vệ tôi bình an cho đến khi ra khỏi đảo nhỏ mới thôi được không? Chỉ cần Ngài ra giá tôi tuyệt đối sẽ trả đầy đủ. Hàn hướng nhu ồ một tiếng. Ban đầu tưởng rằng lần này có thể bán vài lá bùa. Không nghĩ tới còn có thể nhận được công việc bảo tiêu. Cô lập tức vui mừng khôn xiết. Trực tiếp báo một cái giá. Ngay cả bản thân còn hơi trột giả. Vậy một triệu đi. Một triệu một ngày sau. Lão đàm trầm ngâm một chút rồi lập tức đáp ứng trở về tôi sẽ viết giấy nợ cho ngài một triệu một ngày vốn dĩ cô còn tưởng rằng lão đàm sẽ đòi giảm một nửa đấy không thể tưởng tượng được người này thật sự chịu chơi như vậy tức khắc hàn hướng nhu nhìn lão đàm thuận mắt hơn nhiều lại hào phóng đưa cho ông ta một lá bùa vậy bắt đầu từ hôm nay ông đi theo tôi đi hàn hướng nhu vui tươi hớn hở trong lòng yên lặng tính toán chờ đến khi tiền về là tìm đội thi công tu sửa lại từ đường thiên ngất phái không tu thì khi mưa từ đường lại bị rột đến lúc đó ông nội còn phải bỏ lên trên bung dù cho tổ sư ra mất lão đàm tiêu tiền mua bình an bốn người đi du lịch cùng với ông ta cũng nhanh chóng thi nhau tỏ vẻ nguyện ý cùng ra giá đó hàn hướng nhu đều đồng ý dù sao đều phải đuổi một đám vịt kia thêm một người hay thiếu một người cũng không có gì khác biệt nhìn thấy mấy người bên lão đàm cầu xin hàn hướng nhu bảo vệ mà không ngờ một ngày tốn mất một triệu các thư ký đều cảm thấy mình đang chiếm lợi của Hàn Hướng Nhu. Nhưng các cô lại không lấy ra được nhiều tiền như vậy. Trong lúc đó đều thấy sầu hổ, nhu nhu. Bọn chị viết giấy nợ trước, nhưng khả năng tốc độ trả tiền sẽ chậm một chút. Bọn chị cũng không có nhiều tiền tiết kiệm như vậy. Hàn hướng nhu không khỏi cười một tiếng rồi khoác tay lên cánh tay của Khương Manh Manh đang đứng gần mình nhất. Các chị nghĩ gì thế? Toàn bộ phòng của chúng ta đến đây tham gia hoạt động team building thì nói đến tiền làm gì? Nếu các chị thật sự ngại thì chờ khi nào trở về đi làm nếu em có chuyện gì cần sự giúp đỡ của các chị thì các chị giúp em là được. Khương manh mạnh cười hì hì dựa lên vai hàn hướng nhu. Em yên tâm. Về sau chị sẽ làm nha hoàn cho em tha hồ sai bảo. Hai người làm ẩm ý như vậy. Không khí khẩn trương ban đầu giờ lại thoải mái hơn rất nhiều. Ban đầu hàn hướng nhu muốn vòng lên trên núi nhìn miếu tổ thần kia rốt cuộc có thứ gì. Nhưng nghĩ buổi. Tế bái là tối ngày hôm sau đến đấy sớm như vậy cũng không nhìn ra được gì. Không bằng kiên nhẫn chờ một chút. Dù sao tất cả bí ẩn đều sẽ được công bố vào tối hôm sau thôi. Hiện tại không có việc gì nên Hàn Hướng Nhu trực tiếp đề nghị chơi ở trên bờ cát một lúc. Tới cũng tới rồi thì không thể phụ lòng cảnh đẹp trên hải đảo nha. Bờ cát đẹp nhất ở đảo nhỏ này chính là bờ cát cạnh lâu đài. Trên bờ cát trắng tinh được sắp xếp ghế bập bênh và ô che nắng. Trên bàn để trái cây mới hái và đồ uống quả thực là trần trụi dụ dỗ người đến đấy. Vốn dĩ lão đàm đi rất nhanh nhưng vừa thấy cảnh trước mắt lại không dám động. Thấy hơi bất an nên lùi ra sau lưng của Hàn Hướng Nhu. Hàn Hướng Nhu lướt mắt nhìn qua là biết lý do tại sao. Cô cởi giày ra dạo quanh ô che nắng vẽ một vòng tròn, dẫm lên những dấu chân đan xen nhau. Lúc này mới tùy tiện tìm cái ghế bập bênh ngồi xuống, không có việc gì. Đều lại đây đi, Tuy nhóm lão đàm không biết nơi này có cạm bẫy gì nhưng nếu Hàn Hướng Nhu nói không có việc gì thì họ yên tâm to gan bước đến. Vì lý do kiếm được lời nên tâm tình của Hàn Hướng Nhu không tệ chút nào. Nhìn mấy người lão đàm càng giống như đang nhìn tiền mặt vậy. Nhìn thế nào cũng thấy thư thái cả người. Các vị đi ngủ một lúc đi. Chỉ có ban ngày hôm nay có thể được nghỉ ngơi thôi. Có lẽ buổi tối sẽ ẩm y lắm đấy. Kỳ thật tối hôm qua năm người nhóm lão đàm không ngủ an ổn giờ có nơi để nghỉ ngơi lại có người tài ba bảo vệ gần như vừa mới nằm xuống là lão đàm liền ngủ luôn hàn hướng nhu ăn một ít trái cây xong rồi nhắm mắt nghỉ ngơi vừa muốn ngủ thì bỗng nhiên nghe được tiếng la hét ầm ĩ cách đó không xa cô mở to mắt ngồi dậy thì thấy có năm sáu người trẻ tuổi vừa hoảng sợ vừa la toáng lên đang chạy từ lâu đài đến nơi đây đến khi nhìn thấy trên bờ cát có nhóm người thì lập tức chạy vội tới hàn hướng nhu đứng lên khỏi ghế dựa rồi đi ra ngoài đường tròn mà cô đã vẽ mọi người làm sao vậy có quỷ có quỷ mấy cậu thanh niên chạy đến mức chân mềm rồi ngồi bệt xuống bờ cắt trên mặt tràn đầy hoảng sợ lâu đài thật nhiều quỷ bọn chúng lột ra người giờ mấy cậu mới phát hiện ra sao vẻ mặt của hàn hướng nhu kinh ngạc tối hôm qua không phải là tôi đã nói cho các cậu sao thần sắc của mấy người sắp hỏng mất nguyên nhân là do bọn họ nghĩ đây là khu nghỉ dưỡng chuẩn bị trò chơi thám hiểm cho đến hôm nay thấy bạn bè mình sống sờ sờ bị lột ra thì mới phát hiện hóa ra nơi này thật sự có quỷ bỗng nhiên bọn họ nhớ tới ngày hôm qua hàn hướng nhu nói có bán bùa chú bèn vội vàng hỏi còn có lá bùa nữa không mười nghìn một lá phải không chúng tôi mua hàn hướng nhu lôi ra mấy lá bùa một lá bùa chỉ có thể dùng ba lần nếu cần tôi bảo vệ toàn bộ thì một ngày một triệu nhìn biểu cảm của bọn họ đột nhiên hàn hướng nhu cười tốt nhất là các cậu không nên có suy nghĩ muốn quyệt nợ. Thông thường kết cục của việc đắc tội tôi còn đáng sợ hơn đắc tội quỷ đấy. Hình như có người bị hàn hướng nhu nói thẳng ra tâm sự trong lòng nên sắc mặt cực kỳ khó coi. Có hai người rất sảng khoái đâm rách ngón tay để ký hiệp nghị bảo vệ của hàn hướng nhu. Bốn người còn lại cũng không dám có tâm địa gian xào. Bọn họ tính toán số dư trong tài khoản rồi cùng nhau mua 10 lá bùa. Cũng thương lượng tốt buổi tối cùng ở một phòng có lẽ còn có thể tránh thoát được một kiếp. Hàn hướng nhu nhìn 20 người trên bờ cát. Ngoại trừ 4 người đã chết thì những người còn lại đều tại đây. Hiện tại ở lâu đài một người cũng không có. Có một số thôn dân muốn đổi ra có vẻ như cũng phát hiện ra chuyện này nên nhanh chóng chạy ra khỏi lâu. Đài đuổi theo và đang đứng ở bên ngoài bờ cát với cái mặt khó coi nhìn du khách đang ở dưới ô che nắng. Có lẽ ở chỗ này động thủ sẽ vi phạm yêu cầu của tổ thần nên bọn chúng lặng yên nhìn trong chốc lát rồi xoay người rời đi thấy đã đến giữa trưa hàn hướng nhu cũng hơi đói bụng nên vỗ vỗ trần lâm ở bên cạnh hỏi các chị muốn đi ăn cơm không trần lâm và các thư ký khác cũng không cảm thấy quá đói bụng ngay cả mấy cậu thanh niên trước đó rất muốn ăn